Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. chương 2141, trói mắt một khắc. Ngày kế, trời còn tờ mờ sáng thời điểm. Khí linh trong thành liền trở nên huyên náo, hôm qua thiên huyền thịnh điển đấu vòng loại hạ màn, cuối cùng dĩ nhiên tuôn ra đại lãnh môn đến. Này ngược lại là để khí linh trong thành người tu luyện có không ít đề tài câu chuyện. Ngày hôm qua tại Diệp Thần Phong căn dặn bên dưới, tất cả mọi chuyện đều khô chiêng gõ trống bắt đầu chuẩn bị đi lên. Triệu bá cùng Lý bá đi suốt đêm hướng về Linh Châu đi rồi, bọn hắn phụ trách đem Thanh Nguyệt Tông người tới Trung Châu đến, mà vân ra cùng Thiên Phong Tông các loại, bọn hắn cũng phái người liên hệ rồi tông môn của mình, hẳn là trên trời huyền thịnh điển triệt để trước khi kết thúc, tất cả mọi người có thể di chuyển đến Thiên Nguyên bên trong tòa thành cổ. Hôm nay chính là trận pháp sư đấu vòng loại. Trải qua Thiên Huyền thịnh điển đấu vòng loại đại lãnh môn sau, rất nhiều người tu luyện đối lần này thiên huyền thịnh điển là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Theo thời gian trôi đi, khí linh trong thành nam trên quảng trường thính phòng bên trong đã sớm là ngồi đầy người. Tất cả đại tông môn người cũng tiến vào phòng khách quý bên trong. Tại nam nghiễm tràng chính vị trí giữa, suốt đêm xây dựng ra một cái lôi đài lớn vô cùng. Tại lôi đài phía trước nhất để 11 cái ghế, trong đó Triệu Tinh Đồ các loại 10 vị phó các chủ đã ngồi ở 10 cái ghế lên, về phần tấm thứ 11 cái ghế vẫn là không. Tiến vào đấu vòng loại tổng cộng có 100 người, cuối cùng chỉ sẽ chọn ra trong đó 10 người tiến vào trận chung kết. 100 tên tham gia đấu vòng loại người, bọn hắn đã sớm rất cung kính đứng ở Triệu Tinh Đồ các loại 10 vị các chủ trước mặt. Đợi đến Thái Dương hoàn toàn bay lên thời điểm, 10 vị phó các chủ từ trên ghế đứng lên, trong đó triệu tinh đồ hắng giọng một cái, nói ra, lần này thiên huyền thịnh điển bên trong trận pháp sư thi đấu, do chúng ta trận pháp các bố trí cùng xử lý, chúng ta cuối cùng quyết định tại 10 vị phán xét ở ngoài, lại gia nhập thêm một tên đặc biệt phán xét. Phía dưới kính xin vị này đặc biệt phán xét lên đài đi. Để cho tiện, diệp thần phong an vị tại thính phòng bên trong, mà tiết huyền tình cùng vân quang vinh đám người nhưng vẫn là sống ở trận pháp các phòng khách quý bên trong. Tiết huyền tinh, Vân Quang Vinh cùng tiêu vĩnh chiến đám người ánh mắt lập tức nhìn hướng Diệp Thần Phong, trên mặt bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có được kích động. Bọn hắn biết sau ngày hôm nay, Diệp Thần Phong coi như là chính thức leo lên Trung Châu sân khấu rồi. Từ thính phòng bên trong đi ra Diệp Thần Phong, hắn từng bước từng bước hướng về trong sân rộng ở giữa to lớn võ đài đi đến. Rất nhiều thính phòng người bên trong nhìn thấy Diệp Thần Phong hướng về võ đài đi đến, Phần lớn người đều không tự chủ được nhíu mày đến. Thân là đặc biệt phán xét. Tại trận pháp trình độ thượng tối thiểu muốn cùng Triệu Tinh đồ các loại các chủ đứng ngang hàng chứ. Bọn hắn đương nhiên sẽ không liên tưởng đến Diệp Thần phong chính là vì kia đặc biệt phán xét, đây không phải thuần túy nói mỏ vô nghĩa ma. Tiểu tử kia không là ngày hôm qua thông qua Thiên Huyền thịnh điển đấu vòng loại người sao? Hắn hướng về võ đài đi đến làm gì? Chẳng lẽ nói hắn chính là vì kia đặc biệt phán xét? ta xem ngươi con mắt mù chứ. Hắn nếu có thể tham gia thiên huyền thịnh điển, như vậy tuổi tác của hắn mới bao lớn. Lớn như vậy tuổi tác có thể tại trận pháp trình độ thượng có nhiều thành tựu lớn. Ngược lại là ngồi ở thính phòng trong góc mô lăng hương cùng Giang Thải Huyên, hai người bọn họ một bộ chuyện đương nhiên biểu lộ, các nàng đã từng gặp qua diệp thần phong trận pháp trình độ, làm một cái chỉ là đặc biệt phán xét căn bản là điều chắc chắn. Tại diệp thần phong đạp lên lôi đài thời điểm, Triệu tinh đồ liền nói ra, vị này chính là cái này lần trận Pháp Sư so tài đặc biệt phán xét Diệp Thần Phong. Hiện nay Diệp Thần Phong còn không muốn công bố hắn là trận Pháp các các chủ sửa tình, tiên công bố một cái đặc biệt phán xét thân phận đã đủ rồi. Tại Diệp Thần Phong đi tới phán xét tịch tấm thứ 11 trước cái ghế sau. Toàn bộ nam nghiễm chàng là hoàn toàn sôi trào lên. Không chỉ có thính phòng bên trong sôi sùng sục, liền ngay cả các đại phòng khách quý bên trong cũng mở rộng tầm mắt. Tiêu giao cung phòng khách quý bên trong. Lão tổ la thiên giang thanh âm truyền ra, hồ đồ, các người trận pháp các loại hành vi này quả thực là hồ đồ, để một tiểu tử chưa giáo máu đầu đến làm đặc biệt phán xét, các ngươi trận pháp các đây là muốn làm gì. Triệu tinh đồ hồi đáp, vị diệp tiểu hữu này trận pháp trình độ không ở chúng ta 10 người dưới, chúng ta trận pháp các từ trước đến giờ sẽ không dựa theo tuổi tác bàn luận vai vế, vị diệp tiểu hữu này đầy đủ trở thành lần này đặc biệt phán xét rồi. La Thiên Giang cả giận nói, này chỉ là các ngươi trận pháp các lời từ một phía, tiểu tử này mới bao nhiêu tuổi. Ngươi nói tiểu tử này trận pháp trình độ không ở đây ngươi nhóm người vị dưới, chuyện này quả thật là hoang đường tới cực điểm, cho dù hắn từ trong bụng mẹ bắt đầu học tập trận pháp, hắn trận pháp trình độ cũng không khả năng yêu nghiệt như thế. Lẽ nào các vị ở tại đây muốn nhìn thấy trận pháp các làm việc thiên tư sao? ta xem trận pháp các là muốn để tiểu tử này dương danh. Các người trận pháp các đến cùng cùng tiểu tử này là quan hệ như thế nào? Đứng ở trên lôi đài 100 tên người dự thi. Trong đó đứng ở hàng thứ nhất bên trái nhất một vị trường sa xa màu xanh lam thanh niên, hắn cao mày đi ra, hắn cũng không phải trận pháp các trận pháp sư. Có thể nói hắn chính là lần này trận pháp sư trong trận đấu một con ngựa ô, tên của hắn gọi là trịnh mở lực. Trịnh Mở Lực ở chính giữa châu đã là có chút tiếng tăm rồi. Có người nói lúc trước hắn tham gia chọn lựa tiến vào đấu vòng loại tư cách thời điểm, hắn biểu hiện ra cực kỳ cường hãn trận pháp trình độ, để trận pháp các mười vị các chủ cũng than thở không ngớt, thậm chí này Trịnh Mở Lực đã có trận pháp các trưởng lão trận pháp trình độ rồi, có thể nói lần này trận pháp sư thi đấu, hắn người thứ nhất cơ hồ là vững vững vàng vàng được rồi. Trịnh Mở Lực tại Khí Linh Thành trong khoảng thời gian này Hắn một mực tại hướng về trận pháp các tất cả đại trưởng lão lĩnh giáo, có thể nói bây giờ ngoại trừ 10 vị các chủ còn dạy đạo được rồi hắn. Trận pháp các bên trong hắn dư trưởng lão trận pháp trình độ nhiều nhất cùng hắn là tại sàn sàn với nhau rồi. Trịnh mở lực danh tiếng đồng dạng trong đoạn thời gian này truyền khắp tất cả đại tông môn. Một khi lần này Trịnh mở lực thu được trận pháp sư người thứ nhất, chỉ sợ hắn tương lai sẽ trở thành trận pháp các trụ cột một trong thân là thiên tài đều cũng có ngạo khí. Huống hồ Diệp Thần Phong tuổi tác thật giống không lớn, Trịnh Mở Lực trong lòng tự nhiên là có không phục. Trịnh Mở Lực trực tiếp nhìn hướng Diệp Thần Phong, nói: Ta tại trước đây không lâu vừa vặn nghiên cứu ra một cái phòng ngựa trận, tại trận pháp sư đấu vòng loại trước khi bắt đầu, không biết có thể hay không hướng về ngươi lĩnh giáo một phen. Trịnh Mở Lực ở bề ngoài là đang trưng cầu ý kiến, nhưng tiếng nói của hắn vừa vặn hạ xuống xong hắn liền trực tiếp bắt đầu ở trên võ đài bố trí khởi trong miệng hắn chỗ nói cái này phòng ngự trận rồi. Triệu tinh đồ đám người vừa định muốn uống khiển trách, Diệp Thần Phong khoát tay áo một cái, nói ra, được rồi, ta cái này đặc biệt phán xét cũng không thể danh không tránh ngôn không thuận chứ. Liền để tiểu tử này đi dần vặt đi. Trịnh mở lực hai tay nhanh chóng tại trên võ đài bố trí trận pháp. Hắn bố trí thủ pháp phi thường phức tạp, ở đây đại đa số người trên mặt đều che kín khiếp sợ. Làm trịnh mở lực bố trí xong bước cuối cùng, trực tiếp mở ra trận pháp thời điểm, một cái tiểu hình phòng ngự trận nhất thời tạo thành. Mọi người ở đây chỉ cần một cảm giác. Bọn hắn liền có thể cảm giác được cái này phòng ngự trận sức phòng ngự cực kỳ không tầm thường, chỉ sợ coi như là trận pháp các bên trong trưởng lão cũng bố trí không ra. Trịnh mở lực đối với Diệp Thần Phong chắp tay, nói ra còn xin ngươi chỉ điểm. La Thiên Giang nhìn thấy tất cả những thứ này sau, khóe miệng hắn hiện lên như có như không nụ cười. Ngoại trừ biết Diệp Thần Phong trận pháp trình độ tiết huyền tình cùng Ngô Lăng Hương đám người, bọn hắn đúng là không có lo lắng quá mức. Luyện dược các viên khôn cùng luyện khí các phương hưng hoài đám người, bọn hắn cũng từng cái nhíu mày đến, bọn hắn không nghĩ ra Diệp Thần Phong làm sao sẽ trở thành lần này trận pháp sư đặc biệt phán xét. Trên lôi đài Diệp Thần Phong, hắn đi tới trịnh mở lực trước mặt, Trước hắn tại viễn cổ tù thiên giới nội, hắn trận pháp trình độ tăng lên không ít, bây giờ cơ hồ không yêu cầu lão bạch cùng lão hắc chỉ điểm. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trịnh mở lực, nói, làm sao? Ngươi cho rằng người bố trí phòng ngự trận rất đáng gờm. Ta có thể cho ngươi ba chữ, làm rác rưởi Bốn chữ, đặc biệt rác rưởi Tại trịnh mở lực tức giận dưới con mắt, Diệp Thần Phong trực tiếp đi tới phòng ngự trận trước, hắn tại phòng ngự trận thượng làm 10 nơi địa phương cải biến, khi hắn lần nữa một lần nữa mở ra thời điểm. Oanh, một tiếng, chỉ thấy toàn bộ tiểu hình phòng ngự trận so với trước kia cường đại rồi gấp 10 lần, nói cách khác năng lực phòng ngự tăng cường gấp 10 lần. Cái này trải qua thay đổi phòng ngự trận, có thể nói là cực kỳ không tầm thường rồi, coi như là để triệu tinh đổ đám người trực tiếp bố trí, chỉ sợ cũng đại khái chỉ có thể có bực này phòng ngự uy lực. Ở đây rất chờ lâu chế diễu người, bọn hắn trong nháy mắt sắc mặt động lại, bọn hắn nhưng cũng là người biết hàng, diệp thần phong tạo pháp trình độ đã rất rõ ràng rồi, tối thiểu tuyệt đối sẽ không so với triệu tinh đồ các loại mười vị các chủ kém. Một cái bằng trường ấy tuổi tiểu tử, hắn trận pháp trình độ cũng đủ để so với mười vị trận pháp tông sư. Này, đây cũng quá thiên phương dạ đàm chứ. Trường 2142, chói mắt, lôi kéo ý nghĩ lóng lánh phòng ngự trận tải trên võ đài dạng người rực rỡ. Phù phù, một tiếng, trịnh mở lực trên mặt vẫn nộ biến mất không còn chút nào, hắn nhìn xem Diệp Thần Phong tùy ý cải biến 10 nơi địa phương, hắn biết coi như là triệu tinh đổ đám người, chỉ sợ cũng không cách nào trong thời gian ngắn ngủi như thế làm ra như vậy cải biến. Có thể nói Diệp Thần Phong trận pháp trình độ thậm chí còn tại triệu tinh đổ đám người bên trên. Trịnh mở lực bay thẳng đến Diệp Thần Phong quỳ lại xuống, thân sắc của hắn trở nên cung kính, hắn chân thành nói, vừa vặn là ta mạo phạm ngài, kính xin ngài thu ta làm đồ đệ. Tại bằng chừng ấy tuổi liền có thể có được như vậy trận pháp trình độ, này trịnh mở lực khẳng định cũng là một cái trận pháp si. Cuồng người, Diệp Thần Phong không nghĩ tới trịnh mở lực dĩ nhiên sẽ trực tiếp muốn bái sư. Thính phòng luyện dược các một gian phòng khách quý bên trong. Viên khôn, Cao Đức Minh Hòa viên dài ba người bọn họ ngạc nhiên vạn phần, Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong trận pháp trình độ dĩ nhiên có thể cùng 10 vị trận pháp tông sư ngồi ngang hàng với, hiện tại bọn hắn có thể nghĩ thông suốt, tại sao 10 vị trận pháp tông sư tại Diệp Thần Phong trước mặt liền một chút kiêu ngạo cũng không có. Tại viên Khôn đám người xem ra Diệp Thần Phong là tứ phẩm luyện dược sư, bây giờ vẫn là vô cùng cường đại trận pháp tông sư, này có thể nói là yêu nghiệt vô cùng rồi, tại tương lai Diệp Thần Phong luyện dược sư cấp bậc nhất định còn có thể bay lên. Viên Khôn trầm ngâm một lát sau, nói ra, "Lão Cao, lần này Thần Phong là lấy thân phận thực sự tham gia luyện dược sư so tài, hơn nữa tiêu giao cung La Kỳ trắng bọn người biết Thần Phong luyện dược sư thân phận, ngày mai sẽ là luyện dược sư thi đấu lúc mới bắt đầu, dù sao Thần Phong luyện dược sư thân phận chẳng mấy chốc sẽ mở ra, chúng ta chẳng bằng cũng vào hôm nay vạch trần, để Thần Phong triệt để dương danh toàn bộ thiên huyền giới." Cao Đức rõ ràng gật đầu nói, "Cái này chú ý cho kỹ." bây giờ thần phong kẻ địch nhưng có không ít, tuy nói làm như vậy có chút thanh thần phong đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió rồi, thế nhưng này nơi đầu sóng ngọn gió hắn sớm muộn hội họp. Hiện tại công bố cùng ngày mai công bố không có khác nhau quá nhiều rồi. Viên khôn lập tức đi ra phòng khách quý, thanh âm hắn tăng cao nói, các vị ở đây bằng hiếu, chúng ta luyện dược các cũng có một cái tin muốn công bố. Tin tức này đồng dạng là liên quan với Diệp Thần Phong Diệp Tiểu Hữu lần này Diệp Tiểu Hữu không riêng chính là trận pháp các đặc biệt phán xét, hắn trả tham gia chúng ta luyện dược sư thi đấu. Hắn đã lấy được trực tiếp tiến vào trận chung kết danh ngạch, hắn bây giờ chính là tứ phẩm luyện dược sư. Viên khôn đám người sát vách một gian phòng khách quý đồng dạng là luyện dược các. Luyện dược các lão tổ tôn nhiều năm, các chủ lương khang an cùng một người khác phó các chủ giang an trí, bọn hắn cũng từ phòng khách quý bên trong đi ra, bọn hắn ánh mắt âm trầm nhìn chầm chầm viên khôn, từ khi lúc trước Linh Dược thành sự tình sau đó tôn nhiều năm đám người đối viên khôn ý kiến của bọn họ là càng gia tăng. Viên khôn thân là luyện dược các phó các chủ, ai cũng sẽ không cho là hắn là tại nói mỏ vô nghĩa. Có thể nói là một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời rồi. Tiết huyền tình cùng Vân Quang Vinh đều là cho rằng Diệp Thần Phong là thất phẩm luyện dược sư, bọn hắn còn không biết Diệp Thần Phong thăng cấp thành bát phẩm luyện dược sư rồi cho nên vẻ mặt của bọn họ cũng không hề quá lớn biến hóa. Triệu tinh đồ đám người trước đó từ viên khôn bọn hắn trong miệng đã được biết đến Diệp Thần Phong là tứ phẩm luyện dược sư, trên mặt bọn họ ngược lại là nỡ nụ cười, nếu để cho bọn hắn biết Diệp Thần Phong là bát phẩm luyện dược sư, chỉ sợ bọn họ cũng không phải là nở nụ cười đơn giản như vậy. Thính phòng bên trong ngô lăng hương cùng Giang Thải Huyên, hai người bọn họ trong con ngươi xinh đẹp cũng lập lè ánh sáng, các nàng không nghĩ tới Diệp Thần Phong lại còn là luyện dược sư, hơn nữa còn là tứ phẩm luyện dược sư, trọng yếu nhất Diệp Thần Phong tại trận pháp trình độ thượng đã đến tông sư cấp bậc rồi, có thể tại bằng chừng ấy tuổi tại chế thuốc thượng cũng đến tứ phẩm, đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được được rồi. Đốt ma cốc cùng mộ dung ra tại trung phòng phòng khách quý bên trong. Cùng Diệp Thần Phong biết mục vân lương, mộ dung tô mưa. Hai người bọn họ đã sớm rơi vào đang thử người rồi, Diệp Thần Phong bằng chừng ấy tuổi chính là trận pháp tông sư, có thể so sánh 10 vị trận pháp các các chủ. Vậy thì để hai người bọn họ hoảng sợ được rồi, kết quả Diệp Thần Phong lại còn là tứ phẩm luyện dược sư. Diệp Thần Phong dĩ nhiên là dược trận đồng tu, Mục Vân Lương cùng Mộ Dung Tô Mưa là hút vào hơi lạnh. Mục Thành Thông cùng Mộ Dung Giang nhìn xem chính mình nhi tử biến hóa, hai người bọn họ cũng ngưng lông mày, trong đó Mục Thành Thông nói ra, xem ra cái này gọi là diệp thần phong tiểu gia hỏa thật sự không đơn giản a hát. Xem ra chúng ta là hẳn là yếu tranh thủ một chút, hắn tại trên trận pháp đã có thể cùng 10 vị trận pháp các các chủ so sánh rồi, chỉ cần về sau chuyên tâm chế thuốc, tại chế thuốc thượng thế tất sẽ có không nhỏ thành tựu. Mộ Dung Giang gật đầu nói, đúng vậy, hôm nay tên tiểu tử này vạch trần thân phận thực sự quá chướng mắt, trọng yếu nhất tuổi của hắn còn nhẹ. Tương lai có vô hạn khả năng. Vân lương cùng tô mưa lát nữa đi hỏi một chút tiểu gia hỏa kia ý hướng về. Cho dù hắn không tham gia kế tiếp thiên huyền thịnh điền, hai chúng ta thế lực cửa lớn cũng bất cứ lúc nào vì hắn mà mở rộng. Đồng dạng kim ra phòng khách quý bên trong, gia chủ kim dương mới cùng kim ra đệ nhất thiên tài kim biết nhảy, hai người bọn họ ánh mắt cũng tập trung vào lôi đài diệp thần phong trên người. Kim dương mới bàn tay tại cái ghế trên tay vịn di động, hỏi hắn biết nhảy chuyện này ngươi thấy thế nào? Rơi vào trong khiếp sợ kim biết nhảy, hắn sau khi tính hồn lại, nói, gia chủ, xem ra này diệp thần phong chính là theo như đồn đãi để la kỳ ăn không xẹp cái kia tứ phẩm luyện dược sư rồi, không nghĩ tới hắn lại còn là trận pháp tông sư, xem ra ta đúng là coi khinh hắn. Kim biết nhảy tiếp tục nói, gia chủ, tiểu tử này bây giờ chính là trận pháp tông sư, chống trơn là này một cái thân phận, đối với chúng ta kim gia liền có tác dụng lớn, Càng đừng nói hắn vẫn là luyện dược sư đây. Chúng ta Kim ra tuy rằng cùng Thanh Nguyệt tông có ân oán, nhưng bất cứ chuyện gì đều phải xem lợi ích. Chúng ta Linh Châu cùng Huyền Châu chi mạch tuy rằng hủy diệt rồi, nhưng chi mạch bất cứ lúc nào cũng có thể trọng mới thành lập, cái này gọi Diệp Thần Phong tương lai tại trận pháp cùng chế thuốc thượng nhất định sẽ tiến thêm một bước, mà chi mạch đã hủy diệt rồi, chúng ta cho dù báo thủ lại có thể có được cái gì? nếu như có thể để cho tiểu tử này quy thuận chúng ta Kim gia như vậy mới có thể để Kim gia đạt được một ít bồi thường. Đây là tối lý nghĩ biện pháp rồi. Kim Dương mới cười nói, biết nhảy. Người suy tính chính là chu đáo, tính tình cũng rất giống ta. Tương lai Kim gia nhất định sẽ giao cho trên tay ngươi. Ngươi thay ta đi tiếp xúc một chút tiểu tử kia đi. Thiên kiếm tông phòng khách quý bên trong. Hoa lưu khoảng không cùng hoa trường sinh đối thoại cùng kim ra phòng khách quý bên trong gần như lúc này hoa trường sinh cuối cùng là dùng nhìn thẳng đi nhìn kỹ diệp thần phong rồi hắn nói ra phụ thân người yên tâm tiểu tử này nhất định sẽ gia nhập chúng ta thiên kiếm tông chúng ta mời hắn gia nhập thiên kiếm tông đây là chúng ta cho hắn thiên đại thể diện về phần tiêu giao cung phòng khách quý bên trong bầu không khí có phần động lại la thiên giang La Tha Phương cùng La Kỳ Trắng đều trầm mặc. Một lát sau, La Thiên Giang nói, mà thôi, chúng ta sẽ thấy cho tiểu tử kia một cơ hội, nếu hắn trận pháp trình độ đến tông sư cấp bậc rồi, như vậy hắn liền đối với chúng ta tiêu giao cung hữu dụng. Chỉ cần tiểu tử kia nguyện ý nói xin lỗi ta, như vậy chúng ta có thể mang hắn thu nhập tiêu giao cung bên trong. Kỳ Trắng, người sẽ đi gặp tiểu tử kia, thái độ hơi chút khách khí một ít, nếu như chúng ta tiêu giao cung hắn không muốn quy thuận như vậy chúng ta cuối cùng vẫn là chỉ có thể phá hủy hắn. mà phù sư các phòng khách quý bên trong, Dù thạch thanh ha ha bắt đầu cười lớn. ta sớm liền biết mình cảm giác không có sai, tên tiểu tử này còn thật sự không giống người thường a ah. chẳng trách trận pháp các người vị các chủ sẽ vì hắn ra mặt, hắn trận pháp trình độ dĩ nhiên cùng người vị các chủ không phân cao thấp, trọng yếu nhất hắn vẫn là một tên tứ phẩm luyện dược sư. Hình nhi, người bây giờ hẳn là chịu phục chưa? Có thể tại bằng chừng ấy tuổi tại trận pháp cùng chế thuốc thượng có được như thế trình độ, hắn tại trận pháp cùng chế thuốc thượng thiên phú tuyệt đối là đáng sợ vô cùng. Cố hình nhi nhíu mũi, nói ra, sư phụ, hình nhi chính là không muốn chịu phục, trừ phi, trừ phi hắn còn có thể luyện phù. Bất quá, này là không thể nào, hắn đã tại trận pháp cùng chế thuốc thượng đạt được bực này trình độ rồi, cho dù hắn có tam đầu lục tí, hắn cũng không có không đi học tập luyện phù được rồi. Dù Thạch Thanh cười nói, xem ra lần này trên trời huyền thịnh điển trói mắt nhất không gì bằng tiểu tử này, hắn cho thấy phong mang còn có ai có thể che lại. Ta xem có không ít tông môn cũng đã không nhẫn nại được, thiên tài như vậy liền ngay cả ta đều động tâm doài, đáng tiếc A Hát. Đáng tiếc hắn sẽ không luyện phù A Hát, bằng không lão phu cần phải muốn đi tranh lên một hồi. Cố hình Nhi nói, này nào chỉ là trói mắt, đã có thể nói là chướng mắt, tại bây giờ toàn bộ thiên huyền giới nội, có ai có thể như thế tinh thông trận pháp, lại liên quan đến chế thuốc. Chỉ là hắn như vậy phong mang tất lộ, hắn có thể thành hay không trưởng đi xuống. Dù Thạch Thanh lắc đầu nói, hình nhi, cho dù hắn không phong mang tất lộ, những kia đối với hắn có địch coi tông môn liền sẽ bỏ qua cho hắn sao. Kế tiếp liền muốn xem bản thân hắn lựa chọn như thế nào rồi. chương 2143, rượu mời không uống. Phạt rượu cũng không ăn. Đối với tất cả đại tông môn sinh ra lôi kéo ý nghĩ. Đứng ở trên lôi đài diệp thần phong chả cũng không biết, quy trước mặt hắn muốn bái sư trịnh mở lực cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Trịnh mở lực không nghĩ tới trước mặt vị này tuổi quá trẻ trận pháp tông sư, lại còn là một tên tứ phẩm luyện dược sư. Này làm cho trịnh mở lực càng thêm nhất định phải bái sư diệp thần phong rồi. Diệp thần phong nhìn xem quỳ xuống đất không nổi trịnh mở lực, hắn không muốn ở chỗ này bị người làm hầu nhìn, hắn nói ra, ngươi đứng lên trước đi. Hảo hảo ở tại lần này trận pháp sư trong trận đấu biểu hiện, nếu như biểu hiện của ngươi có thể để cho ta thỏa mãn, như vậy ta không ngại tại trên trận pháp chỉ điểm ngươi một cái, thậm chí là thu ngươi vì đồ. Hiện tại ngươi lập tức đứng lên, trận pháp sư thi đấu muốn tiến hành, lẽ nào ngươi muốn làm lỡ mọi người thời gian sao? Nghe được mình còn có hy vọng bái sư Diệp Thần Phong, trịnh mở lực lúc này mới có chút không tình nguyện từ trên mặt đất đứng lên. Diệp Thần Phong tùy ý đem trên võ đài bố trí phòng ngự trận cho triệt hồi sau, hắn ngồi về phán xét tịch thứ 10 trên một cái ghế. Chuyện kế tiếp liền do triệu tinh đồ bọn hắn chủ trì, Diệp Thần Phong chỉ cần thỉnh thoảng đưa ra một điểm ý kiến là được rồi. Ngồi ở luyện khí các phòng khách quý bên trong phó các chủ vương hưng hoài, hắn khi biết Diệp Thần Phong không chỉ có là trận pháp tông sư, hơn nữa còn là tứ phẩm luyện dược sư sau, trong lòng hắn lật lên ngập trời sóng lớn. Điều này có thể sao? Diệp Thần Phong không chỉ có là trận pháp tông sư, vẫn là tứ phẩm luyện dược sư, hơn nữa còn là luyện khí sư. Lúc trước Phương Hưng hoài đoán chừng Diệp Thần Phong luyện khí trình độ tối thiểu tại tam phẩm đến tứ phẩm ở giữa. Bất quá, vương hưng hoài cũng không có chân chính từng chứng kiến diệp thần phong luyện khí nghi ngờ trong lòng của hắn càng ngày càng nhiều chẳng lẽ nói diệp tiểu hữu không phải luyện khí sư sao này cũng không khả năng a hát hắn lúc trước thi triển thủ đoạn chỉ có luyện khí sư mới sẽ thuốc khí trận ba người đồng tu đây là người có thể làm được đấy sao vẫn là ở chờ một chút hãy nói bây giờ diệp tiểu hữu không có tham gia luyện khí sư thi đấu biết hắn còn có thể là luyện khí sư chỉ có ta một người chuyện này ta nhất định phải bảo mật. Các loại thiên huyền thịnh điển triệt để lúc kết thúc, ta tại đi tìm Diệp Tiểu Hữu nói chuyện đi. Luyện khí các lão tổ đàm nguyên vũ, hắn thấy Vương Hưng Hoài sắc mặt có dị thường. Hỏi hắn, Hưng Hoài, ngươi làm sao vậy? Vương Hưng Hoài lắc đầu nói, lão tổ, ta không sao. Đàm nguyên vũ như có điều suy nghĩ nói, nghe nói ngày hôm qua ngươi cho cái này gọi Diệp Thần Phong Tiểu ra hỏa ra mặt. Tên tiểu tử này đích thật là một cái thiên tư chắc tuyệt người. Bây giờ tuổi còn trẻ tại trên trận pháp là có thể cùng trận pháp các người vị các chủ so sánh rồi. Hơn nữa hắn lại còn là luyện dược sư, đáng tiếc hắn không phải luyện khí sư, bằng không như vậy một thiên tài. Ta luyện khí các tình thế bắt buộc. Vương Hưng hoài ngõ mũi môi, cuối cùng hắn vẫn không có đem trong lòng lời nói cho nói ra khỏi miệng. Tiết ra, Tiêu gia cùng Thánh Ma Tông nhóm thế lực. Bọn hắn khi biết Diệp Thần Phong cái này hai thân phận sau, bọn hắn không tự chủ được bắt đầu vì chính mình lo lắng, bọn hắn có phần hối hận cùng Diệp Thần Phong là địch. Thời gian vội vã, trận pháp sư đấu vòng loại đâu vào đấy cử hành. Có Diệp Thần Phong hai thân phận đột nhiên xuất hiện sau đó hôm nay trận này trận pháp sư đấu vòng loại, tại khán giả trong mắt trở nên đần độn vô vị rồi, hết thảy khán giả trong miệng đàm luận hầu như đều là Diệp Thần Phong trận pháp sư đấu vòng loại rất nhanh sẽ hạ màn rồi. Cuối cùng có 10 người tiến vào trận pháp sư trận chung kết, đương nhiên trịnh mở lực cũng ở đây trong 10 người. Trận pháp sư đấu vòng loại hạ màn sau đó nam trên quảng trường người tu luyện cũng từ từ tản đi rồi, diệp thần phong cùng tiết huyền tình đám người hồi thiên như ý óc hao phân bộ rồi. Về phần triệu tinh đồ các loại các chủ còn muốn để lại làm một ít khắc phục hậu quả công tác làm Diệp Thần Phong cùng Tiết Huyền Tình đám người mới vừa vừa bước vào Thiên Thuận Oxen hao tiếp khách đại sảnh thời điểm. Liền có một tên Thiên Thuận Oxen hao nhân viên đi vào bẩm báo rồi, tiêu giao cung thiếu chủ La Kỳ trắng cầu kiến. Ngồi trên ghế dựa Diệp Thần Phong, hắn đối với Tiết Huyền Tình cùng Vân Quang Vinh đám người. Nói ra, các người đều từng người đi làm chuyện của chính mình đi. Ta xem hôm nay khách nhân hội có không ít, liền để ta tự mình tới gặp bọn họ một chút đi nơi này là thiên thuận Oxen House, ta không có bất kỳ nguy hiểm nào. Vân Quang Vinh gật đầu nói, cái kia Diệp lão đệ. Chúng ta liền ở đại sảnh mặt sau, người có chuyện gì có thể bất cứ lúc nào thông báo chúng ta một tiếng. Tại Vân Quang Vinh cùng Tiết Huyền tình đám người đi đến đại sảnh mặt sau không bao lâu, một thân trường sam màu trắng La Kỳ Trắng liền đi vào bên trong đại sảnh. La Kỳ Trắng thấy trong đại sảnh chỉ có Diệp Thần Phong một người tại, hắn thu liễm mấy phần tính tình, hắn trực tiếp sảng khoái nói, Diệp Thần Phong, không nghĩ tới người ẩn núp vẫn rất sâu, chúng ta lão tổ nói rồi, có thể lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi nguyện ý cho lão tổ xin lỗi. Đồng thời nguyện ý quy thuận chúng ta tiêu giao cung, như vậy chuyện lúc trước chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Diệp Thần Phong loay hoay chén trà trong tay, ngẩng đầu lên nhàn nhạt liếc nhìn la kỳ trắng. Nói các ngươi đã tiêu giao cung đều tới. Như vậy ta nghĩ những người khác cần phải cũng rất nhanh liền đến rồi, chúng ta không ngại tại hảo hảo vân vân. Ngươi, tại La Kỳ Bạch Cương ẩn hàm nội ý mà nói suốt một chữ thời điểm, thiên thuận Oxen hao nhân viên lại đi vào bẩm báo rồi, nói là Kim gia đệ nhất thiên tài Kim biết nhảy cầu kiến. Tại Kim biết nhảy đến đây sau đó, đốt ma cốc mục vân lương, mộ dung gia tộc mộ dung tô mưa cùng thiên kiếm tông hoa trường sinh, bọn hắn cũng lần lượt đi tới trong đại sảnh. Trong lúc này Châu Ngũ Đại Công Tử nhưng cũng là tới Đông Đủ. Diệp Thần Phong từ trên ghế đứng lên, nói ra hiện tại người hẳn là đến Đông Đủ, các người có thể nói một chút tới tìm ta mục đích. Mục Vân Lương cùng Mộ Dung Tô Mưa hai người bọn họ ngược lại là cùng Diệp Thần Phong quan hệ rất hòa hợp. Mục Vân Lương như quen thuộc đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, cười nói Thần Phong, ta cùng Tô Mưa chẳng lẽ không có thể tới thăm người một chút sao? dù nói thế nào chúng ta cũng coi như là bằng hữu chứ kim biết nhảy không chút hàm hồ nói mục phân lương các người cũng đừng có hư tình giả ý được rồi ta hôm nay là đại biểu kim gia mà tới chỉ cần diệp thần phong người nguyện ý gia nhập chúng ta kim gia như vậy chúng ta kim gia cùng các người thanh nguyệt tông trong lúc đó có thể nhất cứu mẫn ân cửu hoa trường sinh nhìn xem diệp thần phong nói người nhất định muốn gia nhập chúng ta thiên kiếm tông này đối với ngươi mà nói là cơ hội một bước lên trời, ngươi ngàn vạn cũng đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. La Kỳ Tráng nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, nói, hay là chúng ta tiêu giao cung này chén chúc rượu tốt hơn uống, hy vọng chính ngươi hảo hảo ước lượng một cái. Ta kim ra chúc rượu cũng không tệ, ngươi chính mình lựa chọn đi. Kim biết nhảy khóe miệng hiện lên một nụ cười gần. Chỉ có Mục Vân Lương cùng mộ dung tô mưa không có mở miệng diệp thần phong nhìn xem hoa trường sinh là kỳ trắng cùng kim biết nhảy hắn nhún nhún vai nói ra nhớ rõ trước đó ta và các người trung châu ngũ đại công tử lần thứ nhất thấy mặt các người có người nhưng là đối ta diệp thần phong rất khinh thường xuất hiện tại các người đây là đang làm gì phát hiện ta diệp thần phong đối với các người tông môn có điểm tác dụng ta diệp thần phong rượu mời không uống phạt rượu cũng không ăn ta chỉ ăn tự mình rót rượu các vị mời về đi chúng ta thiên huyền thịnh điển trong trận chung kết lại phân cao thấp. Ngũ đại công tử đều không nghĩ tới Diệp Thần Phong hội từ chối, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong hiện tại chỉ có gia nhập một cái thế lực mạnh mẽ, lúc này mới hẳn là tự vệ phương pháp, ai ngờ đến Diệp Thần Phong dĩ nhiên không chút do dự cự tuyệt. Liền ngay cả Mục Vân Lương cùng Mộ Dung Tô Mưa cũng cảm thấy rất là bất ngờ, dưới cái nhìn của bọn họ chính mình Tông Môn là có hy vọng nhất, dù sao Diệp Thần Phong cùng mặt khác ba cái tông môn hoặc nhiều hoặc ít có ma. Trà sát, nhưng căn cứ Diệp Thần Phong trong lời nói ý tứ, hắn là liền một cái tông môn cũng không muốn gia nhập. Là kỳ ngu sao mà không lại áp chế lửa giận trong lòng, tiểu tử, cơ hội chúng ta đã cho, người nếu không muốn quý trọng, như vậy thiên huyền thịnh điển trận chung kết sẽ là của ngươi giờ chết. Đúng rồi, trên trời huyền thịnh điển trận chung kết trước khi bắt đầu, luyện dược sư trận chung kết hội bắt đầu trước, đến lúc đó ta sẽ tải chế thuốc thượng trước tiên triệt để nghiền ép ngươi kim biết nhảy lạnh như băng nói rõ ràng còn sống đường có thể đi ngươi lại một mực phải đi tử lộ ngươi là đối với ngươi làm tự tin đâu này vẫn là ngươi đã làm tốt vừa chết chuẩn bị hoa trường sinh khinh miệt nói ra đừng tưởng rằng ngươi là trận pháp tông sư cùng luyện dược sư ngươi liền có tư cách tại trước mặt chúng ta sĩ diện rồi tại thực lực chân chính trước mặt trận pháp sư cùng luyện dược sư cũng phải cũng phải đứng dịch sang bên, trên trời huyền thịnh điển bên trong gặp phải ta, như vậy ta sẽ làm cho ngươi biết rằng ngươi hai cái này thân phận chẳng có tác dụng gì. Tại La Kỳ Trắng ba người cũng không quay đầu lại sau khi rời đi, Mục Vân Lương nói ra, thần phong, chúng ta đốt ma cốc cùng mộ dung ra bất cứ lúc nào đều hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, có khó khăn gì có thể tới tìm chúng ta, nhớ kỹ chúng ta là bằng hiếu. Tại lưu lại câu nói này sau, Mục Vân Lương cùng mộ dung tô mưa cũng rời khỏi. Audio điện tử võ tấn bền chương 2144, thu nhận giúp đỡ. Thời cơ, vào đêm, Diệp Thần Phong từ chối tiêu giao cung, đốt ma cốc, thiên kiếm tông, mộ dung ra cùng kim ra sự tình, Tải toàn bộ khí linh trong thành triệt để truyền ra. Nguyên bản tiết ra, Tiêu gia cùng Thánh Ma tông các loại lo lắng diệp thần phong gia nhập thế lực lớn tông môn, bọn hắn cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Toàn bộ khí linh thành có loại phong khởi vân dũng cảm giác. Ánh trăng trong sáng, một vòng ngân bạch sắc mặt trăng treo treo ở giữa không trung bên trong. Bởi vì thiên huyền thịnh điển nguyên nhân, cho nên toàn bộ khí linh thành đã trở thành một tòa không đêm, thành, rất nhiều người tu luyện cũng không có tâm tu luyện cùng giấc ngủ lần này Trung Châu ngũ đại công tử phản mà đàm luận ít người rồi, rất nhiều người ánh mắt đều tập trung đã đến Diệp Thần Phong trên người. Thiên thuận Oxen hao phân bộ cửa sau. Nơi này có vẻ cực kỳ yên tĩnh, chung quanh cỏ dại bên trong có tiếng côn trùng kêu. Hai tên quần áo làm lũ người lão đảo nghiêng ngả xuất hiện tại cửa sau khẩu, hai người này là một già một trẻ, mái tóc rối tung cực kỳ, trên mặt cũng dính đầy bùn đất. Tùng tùng tùng, một tên trong đó lão giả cật lực gõ vang cửa sau thượng Rí Phúc bạch ngân chi luân kẹt kẹt một tiếng một tên ở phía sau trong môn canh gác thiên thuận oxen hao nhân viên hắn đem cửa sau mở ra đang nhìn đến một già một trẻ sau lông mày của hắn lập tức chăm chú nhíu lại lão giả bên cạnh thanh niên nói kính xin vị huynh đệ này đi thông báo một tiếng chúng ta muốn gặp diệp thần phong chúng ta cùng diệp thần phong nhận thức ngươi liền nói là cố nhân tới thăm khoảng thời gian này thiên thuận auction hao phân bộ người, bọn hắn toàn bộ đều biết Diệp Thần Phong chính là thiên thuận auction hao quý khách, liền ngay cả thiên thuận auction hao lão tổ đối Diệp Thần Phong đều là khách khí. Nếu như là đổi lại muốn gặp người khác, như vậy cái này thủ người sợ là sớm đã đem hai cái này quần áo lam lũ người đánh ra ngoài. Nhưng muốn gặp là Diệp Thần Phong, để cho an toàn, tên này canh gác nhân viên vẫn là quyết định đi thông báo một tiếng. Các ngươi chờ một lần nữa thanh cửa sau đóng lại sau đó tên kia canh gác cửa sau người lập tức đi thông báo rồi. Đang nhìn đến cửa sau một lần nữa bị đóng lại sau. Tên thanh niên kia hư nhược nói ra, ra ra, ngài nói Diệp huynh đệ sẽ ra tới thấy chúng ta sao? Hắn sẽ xuất thủ giúp chúng ta không? Lão giả cao mày nói, tất cả xem tình huống đi. Nếu chúng ta nói là cố nhân tới thăm, như vậy Diệp thần phong nên đi ra thấy chúng ta một mặt. Quả nhiên, quá rồi không bao lâu. Thiên thuận óc dần hao cửa sau một lần nữa được mở ra. Diệp thần phong từ cửa sau bên trong đi ra, hắn nhìn xem phía trước mặt hai cái này quần áo làm lũ người, thông qua giữa bầu trời ngân bạch sắc nguyệt quang. Hắn đêm này tướng mạo của hai người nhìn rõ ràng rồi. Đây không phải kiếm thần tông đệ tử kiều bụi cùng tứ trưởng lão kiều tùng nam ma. Kiếm thần tông ở chính giữa châu cũng coi như là một cái không sai nhất lưu thế lực rồi, ban đầu ở Linh Châu Thánh băng đảo thời điểm. Kiều Bụi chủ động cùng Diệp Thần Phong kết giao, mà Diệp Thần Phong cùng Tiết Uyển Tình bọn hắn cũng là đang ngồi kiếm thần tông thuyền rời đi Thánh băng đảo, cũng chính là tại kiếm thần tông trên thuyền, Diệp Thần Phong lại nhận thức triệu tinh đồ. Kiều Bụi tính cách là cực kỳ sảng khoái, hắn lúc trước cũng là thật tâm thật ý cùng Diệp Thần Phong kết bạn, lúc trước Kiều Tùng Nam đối Diệp Thần Phong cũng là thưởng thức rất nhiều. Đồng thời đối Diệp Thần Phong phát ra mời, để Diệp Thần Phong gia nhập bọn hắn kiếm thần tông. Bởi vì ban đêm, Diệp Thần Phong khi biết thông báo sau, hắn là một mình đi ra tới, hắn đối canh gác cửa sau người phất phất tay, nói ra, làm phiền các ngươi, xuất hiện tại các ngươi lùi xuống trước đi đi. Hai vị này đích thật là của ta bạn cũ rồi. Tại canh gác cửa sau người lui ra, sau đó Diệp Thần Phong lập tức nói ra, Kiều Tiền Bối, Kiều huynh, hai người các ngươi làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? diệp thần phong sắc mặt càng thêm khó coi hắn cảm giác một cái hai người này tình trạng cơ thể hắn nói ra đan điền của các ngươi lại bị người phế ngay lập tức tu vi của các ngươi toàn bộ không còn kiều bụi một mặt phẫn nộ hắn nói ra đa tạ diệp huynh đệ nguyện ý đi ra gặp ta cùng ông nội ta diệp thần phong khoát tay áo một cái nói ra đến cùng là chuyện gì xảy ra lúc trước rời đi thánh băng đảo các ngươi kiếm thần tông đối với ta có ân huống hồ kiều huynh cũng là coi ta là bằng hữu, Bằng không cũng sẽ không hiện tại tới tìm ta, cùng ta nói nói cho cùng là chuyện gì xảy ra đi. Kiều bụi không có mở miệng, kiều tùng nam mở miệng, thần phong, chúng ta kiếm thần tông chính là trung châu một cái nhất lưu thế lực, nhưng tại chúng ta kiếm thần tông sau lưng còn ẩn tàng một cái bí ẩn đây. Cái này bí ẩn người biết phi thường ít ỏi số. Thiên kiếm tông chính là trung châu nhất lưu trong thế lực tam đại hàng đầu một trong, kỳ thực chúng ta kiếm thần tông cùng thiên kiếm tông xem như là đồng suốt một mạch, sáng tạo thiên kiếm tông tổ sư ra cùng sáng tạo kiếm thần tông tổ sư ra chính là sư huynh đệ. Tại năm đó thiên kiếm tông trở nên mạnh mẽ sau đó bọn hắn vẫn muốn chiếm đoạt kiếm của chúng ta thần tông, nhưng chúng ta kiếm thần tông cũng coi như là có mấy phần nội tình di động tàng kinh khác. Chỗ bằng vào chúng ta mới có thể một mực khổ sở chống đỡ. Thế nhưng liền ở trước đây không lâu, chúng ta kiếm thần tông xem như là hoàn toàn bị thiên kiếm tông cho tóm thâu, chỉ là sự tình này vẫn không có đối ngoại tuyên bố. tại chúng ta kiếm thần trong tông xuất hiện kẻ phản bội, thiên kiếm tông thông qua trong ứng ngoài hợp để cho chúng ta kiếm thần tông triệt để không có sức phản kháng. phàm là không muốn khuất phục tại thiên người của kiếm tông, toàn bộ bị phế sạch đan điền, chúng ta ông cháu hay là phí sức chăm cay nhìn đắng mới trốn ra khỏi. Diệp thần phong chân mày nhíu càng ngày càng gấp rồi, hắn không nghĩ tới thiên kiếm tông cùng kiếm thần tông trong lúc đó còn có như vậy ân oán, chẳng trách lần này kiếm thần tông không có đệ tử tới tham gia thiên huyền thịnh điển đấu vòng loại. Kiều Tùng Nam tiếp tục nói, thần phong, lần này chúng ta thật không có những nơi khác có thể đi, không biết người có thể hay không tạm thời cho chúng ta một cái đặt chân. Kiều Bụi cũng lập tức nói ra, Diệp huynh đệ, người cũng không cần khó xử, chúng ta biết mình bây giờ tình cảnh, tự coi như ngươi từ chối, chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ oán hận. Diệp thần phong suy tư chốc lát nói, ta vì cái gì không đáp ứng. Trợ giúp bằng hữu không phải chuyện đương nhiên sao. Ta nghĩ kiều tiền bối cùng kiều huynh cũng là nghe nói ta cử tuyệt thiên kiếm tông bọn hắn lôi kéo, các ngươi mới tới tìm ta chứ. Kiều bụi sắc mặt một trận đỏ lên, hắn nói ra, Diệp huynh đệ, ta cùng ông nội ta không là cố ý muốn như vậy, chỉ là chúng ta không thể không chú ý cẩn thận, trên người chúng ta trả gánh vác phục hưng kiếm thần tông trách nhiệm. Diệp Thần Phong cười nói, ta cũng không có cái khác ý tứ, các ngươi cẩn thận một ít là cần phải, đây là nhân chi lẽ thường, các ngươi đã tìm tới ta, dù sao ta cũng cùng Thiên kiếm tông kết xuống cửu oán rồi, ta sẽ giúp các ngươi an bài thỏa đáng nơi ở. Thấy Diệp Thần Phong thật sự đồng ý, Kiều Tùng Nam muốn nói lại thôi, trong miệng hắn không khỏi liên tục thở dài, đang do dự một lúc sau hắn cuối cùng quyết định nói ra, thần phong, lần này thiên kiếm tông e sợ cũng sẽ không bỏ qua ngươi rồi, nhưng ta nghe nói ngươi ngoại trừ là trận pháp tông sư, ngươi vẫn là luyện dược sư, như vậy chỉ cần ngươi có thể tránh được tai nạn này, tương lai ngươi khẳng định có thể quật khởi. Chúng ta không tìm được có thể kéo chúng ta một cái người rồi, không biết thần phong ngươi có nguyện ý hay không. Lần này thiên kiếm tông tuy rằng tạm thời tóm thâu chúng ta kiếm thần tông, thế nhưng ở đằng kia chút quy thuận bên trong người, vẫn có cố ý tạm thời làm ra quy thuận dáng vẻ, bọn hắn chỉ là tại chờ đợi thời cơ. Còn có tại Thiên Kiếm Tông bên trong, chúng ta cũng là sắp xếp người, chỉ là lần này Thiên Kiếm Tông hành động chỉ có cao tầng mới biết, chỗ bằng vào chúng ta Kiếm Thần Tông mới không có ngay đầu tiên nhận được tin tức. Có những người này tại Thiên Kiếm Tông bên trong, tương lai chúng ta chỉ cần tìm được một cái cơ hội thích hợp, nhất định có thể cho Thiên Kiếm Tông đón đầu một đòn. Này ngược lại là một cái không tính thời cơ chỉ cần vận dụng thỏa đáng tương lai trực tiếp thanh thiên kiếm tông hủy diệt rồi này cũng không phải là không có khả năng diệp thần phong hỏi kiều tiền bối liền như thế tín nhiệm ta sao kiều tùng nam nói ta lần này chỉ có thể đối với tin tưởng cảm giác của mình rồi ta cảm giác thần phong ngươi là một cái giảng nghĩa khí người có thể tin được diệp thần phong gật đầu nói cảm giác thật là dễ dàng chịu đến che đậy nhưng ta diệp thần phong tuyệt đối sẽ không làm ra đối với bằng hữu chuyện bất lợi đến về sau kiều tiền bối cùng kiều huynh liền an tâm đi theo ta đi. Ta nghĩ một chút biện pháp xem có thể hay không giúp các ngươi khôi phục đan điền. Nghe vậy, kiều tùng nam cùng kiều bụi một cái kích động, kiều bụi nói, diệp huynh đệ, ta cùng ra ra chả có thể khôi phục. Hy vọng là có, nhưng ta cũng không dám cam đoan, đi thôi, không nên đứng ở ngoài cửa rồi. Diệp thần phong nói ra, hắn thân là bát phẩm luyện dược sư rồi, đồng dạng còn có lão bạch cùng lão hắc trợ giúp, Kỳ thực phải giúp Kiều Tùng Nam cùng Kiều Bụi khôi phục đan điền, chỉ phải tìm đến thích đương tài liệu, khôi phục hy vọng vẫn là rất lớn. Đối với Diệp Thần Phong lời nói, Kiều Tùng Nam cùng Kiều Bụi đều lòng tràn đầy cảm kích, bọn hắn cũng không có hoài nghi này là nói dối. Dù sao Diệp Thần Phong ở trong mắt bọn họ chính là một cái kỳ thích, một cái vừa là trận pháp tông sư, lại là tứ phẩm luyện dược sư người, hay là thật sự có thể tải trên người bọn hắn sáng tạo ra một cái kỳ thích đến. Chấm chấm chấm, chương 2145 sẽ không thua ngươi. Tại hai ngày sau thời gian trong, luyện dược sư cùng luyện khí sư đấu vòng loại cũng lần lượt cử hành. Bởi vì Diệp Thần Phong là trực tiếp tiến vào luyện dược sư cùng luyện khí sư trận chung kết, cho nên này hai ngày thời gian đối với hắn mà nói tương đối rãnh rỗi. Được Diệp Thần Phong tạm thời gian xếp trên trời như ý ốc sần hao phân bổ ở lại kiều Tùng Nam cùng kiều Bụi hắn cũng giúp chuyện này đối với ông cháu điều sửa lại một chút thân thể, chỉ ít không để trạng huống thân thể của bọn hắn chuyển biến xấu đi xuống, như vậy tương lai giúp bọn họ khôi phục bị phá hỏng đan điền mới càng thêm khinh lỏng một chút. Thẳng đến ngày thứ ba Thái Dương từ mặt đông dần dần bay lên. Hôm nay chính là phù sư đấu vòng loại, Diệp Thần Phong lúc trước cũng không có trực tiếp tiến vào phù sư trong trận chung kết. Tại thiết huyền tình cùng Vân Quang Vinh đám người gọi Diệp Thần Phong cùng đi xem phù sư đấu vòng loại thời điểm, hắn chỉ nói yếu bế quan tu luyện mà từ chối rồi. Tại thiết huyền tình, Vân Quang Vinh cùng triệu tinh đồ đám người đi hướng Nam Nghiễm Tràng quan sát phù sư đấu vòng loại thời điểm. Diệp Thần Phong lập tức cũng lặng lẽ rời khỏi thiên thuận Oxen hao phân bộ, lựa chọn một cái sâu thẳm yên tĩnh ngõ nhỏ. Đợi được hắn từ ngõ hẻm bên trong đi ra thời điểm, trên người hắn đã thay đổi một cái quần áo, trên mặt mang một cái mặt nạ màu đen, liền ngay cả khí tức trên người cũng bị lão bạch cùng lão hắc hơi chút cải biến một ít. Mang mặt nạ màu đen diệp thần phong hướng về khí linh thành nam nghiễm chàng tiến đến. Nam nghiễm chàng thính phòng bên trong là tiếng người huyên náo. Các loại nghị luận đều là diệp thần phong. Thật sự là diệp thần phong tình thế quá nồng rồi, thậm chí ngay cả thiên kiếm tông các loại tông môn lôi kéo đều cự tuyệt. Lúc này, trong sân rộng ở giữa trên đài cao, mặt mang mặt nạ màu đen Diệp Thần Phong, hắn đã đứng ở tham gia đấu vòng loại trong đám người rồi. Tham gia phù sư đấu vòng loại tổng cộng có khoảng 50 người, cuối cùng có thể thông qua đấu vòng loại e sợ nhiều nhất chỉ có 10 người. Tại những người dự thi này phía trước, bốn tên nghiêm túc thận trọng lão giả nghiêm túc đứng đấy. Một tên trong đó lão giả tự nhiên là phù sư các lão tổ du thạch thanh rồi. Cố Hinh Nhi liền đứng ở Du Thạch Thanh sau lưng. Tại Du Thạch Thanh bên phải một ông già, hắn là phù sư các một người khác lão tổ Đoạn Đông nói. Hắn đồng dạng là thất phẩm phù sư. So với Du Thạch Thanh cùng Đoạn Đông nói đứng hơi chút sau một chút hai tên lão giả bọn hắn chính là phù sư các chính phó các chủ Cao Bách Chí cùng Hà Thanh Võ, trong đó chính các chủ Cao Bách Chí là lục phẩm phù sư, phó các chủ Hà Thanh Võ là ngũ phẩm phù sư phù sư các không giống luyện dược các cùng luyện khí các nắm giữ nhiều tên phó các chủ du thạch thanh cùng cố hình nhi đôi thầy trò này bọn hắn ánh mắt hữu ý vô ý nhìn xem người dự thi bên trong diệp thần phong du thạch thanh nghiêm túc thận trọng trên mặt không tự chủ lộ ra một vệt nụ cười mà cố hình nhi nhưng là phồng lên miệng khuôn mặt lộ ra nóng lòng muốn thử biểu lộ lão du chuyện gì cho ngươi cao hứng như thế đoạn đông nói cảm giác được du thạch thanh nụ cười trên mặt dù thạch thanh nói, lão đoàn, người nhận thức vì những người dự thi này làm sao? Đoạn đông nói vuốt vuốt thật dài dâu bạc, nói, lão du, người cũng đừng có ở trước mặt ta quanh co lòng vòng khoe khoang đồ đệ bảo bối của người rồi, nơi này người dự thi nào có có thể so hơn được với người đồ đệ? Thật không biết người lão này đời trước là tích bao nhiêu đức, lão đầu tử ta y bát nhưng vẫn chưa có người nào kế thừa đây. Dù thạch thanh trong lòng càng thêm là cười nở hoa. Diệp thần phong cơ hồ là hắn nhận định đồ đệ, bằng vào lần trước diệp thần phong thông qua chọn lựa thủ đoạn, hắn liền xác định diệp thần phong luyện phù thiên phú tuyệt đối sẽ không kém. Hắn nói ra, lão đoàn, hình như dưới tay thiếu hụt một cái có thể giúp người làm một chút vụn vặt chuyện người, ta phải ở chỗ này chọn chọn một người, người xem một chút có thể cho ta một điểm ý kiến sao. Đoạn đông nói không vui nói, người lão này ý định đang lấy le đồ đệ của người đây này chứ ngươi muốn chọn chọn một làm việc vật, chờ bọn hắn tham gia xong đấu vòng loại không được sao? đến lúc đó chỉ cần ngươi mở miệng lại nói là cho hình nhi làm việc vật, e sợ nơi này rất nhiều thanh niên phù sư đều sẽ vui lòng. xu thạch thanh tiếp tục nói lão đoàn, lời này của ngươi nhưng cũng không đúng rồi, ta cho hình nhi tìm là làm việc vật, tuyệt đối là không thể đối hình nhi dây dưa. xu thạch thanh ra vẻ tại một đám người dự thi bên trong nhìn một vòng. Cuối cùng ánh mắt của hắn không nghiêng lệch đã rơi vào Diệp Thần Phong trên người, nói ra, lão đoàn, người xem cái kia mang mặt nạ màu đen tiểu ra hỏa làm sao. Giáng dấp của hắn bị mặt nạ đã che, rất có thể hắn dung mạo rất xấu xí, một cái rất xấu người đương nhiên sẽ không có mặt đi dây dưa hình nhi rồi. Còn nữa, mặt của hắn tuy rằng bị mặt nạ cho che lại, nhưng là con mắt của hắn thập phần trong suốt, ta xem liền này cái mặt nạ màu đen tiểu ra hỏa đến cho hình nhi làm việc vặt đi dù sao làm việc vặt người không cần quá mạnh mẽ phù sư trình độ lão đoàn người xem coi thế nào du thạch thanh lộ ra một vệt cáo giả nụ cười bất quá đoạn đông nói hoàn toàn không có chú ý tới hắn cũng căn bản không có gặp diệp thần phong hắn thuận miệng nói ra người giúp mình đồ nhi tuyển làm việc vặt người hỏi ta làm gì người yêu tuyển ai liền tuyển ai những người dự thi này lý căn bản không thể có thể kế thừa ta y bắt người đứng dựa vào sau một chút cao bách trí nhắc nhở hai vị lão tổ các ngươi nhìn phải hay không hẳn là yếu tuyên bố đấu vòng loại bắt đầu du thạch thanh cùng đoạn đông nói đối thoại rất thấp trên đài cao một đám người dự thi căn bản không có nghe thấy cố hình nhi từ du thạch thanh sau lưng đi ra du thạch thanh đương nhiên là rõ ràng cố hình nhi ý tứ rồi hắn đối chính mình một mạnh hơn đồ đệ thật đúng là hết cách rồi hắn cười nói lão đoàn hình nhi cũng muốn tham gia đấu vòng loại nàng là nhàn rỗi nhàm chán, ta xem liền để cho nàng đi vui đùa một chút đi. Chỉ cần kết quả của nàng không tính tại đấu vòng loại danh ngạch bên trong là được rồi. Dù sao cố hình nhi là nắm giữ trực tiếp tiến vào trận chung kết tư cách người. Đề nghị của Du Thạch Thanh đoạn đông nói cũng không hề phản đối. Tại đoạn đông nói xem ra này Du Thạch Thanh trăm phần trăm là đang lấy le đồ đệ của mình. Kế tiếp do Du Thạch Thanh cùng đoạn đông nói bắt đầu giới thiệu một chút đấu vòng loại quy tắc to lớn trên đài cao người dự thi. Tại mỗi người bọn họ xuất hiện trước mặt một khối phiến đá cùng một nhánh phù bút. Tại mỗi một khối trên bàn đá đều có một bức giống nhau đồ án. Loại này phiến đá tên là phù bản. Phù sư thông qua phù bút theo phù bản thượng đồ án phát họa. Này càng nhanh phát họa xong là càng tốt. Phù bản nguyên bản chính là dùng để kiểm tra phù sư khắp mọi mặt cân đối thiên phú. Phù bút cũng chỉ có thể dùng được phù sư các cung cấp bằng không phù bút phẩm bậc cao thấp, đồng dạng hội ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến phát hỏa tốc độ. Đặt tại những người dự thi này trước mặt chính là cấp 2 phù bản. Ăn mồi yếu nhị phẩm phù sư mới có thể tại phù bản cắn câu hỏa, tại những người dự thi này bên trong không có bất kỳ một tên cấp một phù sư. Người ở chỗ này nghe nói phù sư các thiên tri kiêu nữ cũng phải tham gia đấu vòng loại, này làm cho nguyên bản đang bàn luận diệp thần phong người tạm thời ngừng miệng. Xu Thạch Thanh cùng đoạn đông nói giải thích rất rõ ràng, cố hình nhi tham gia đấu vòng loại chỉ vì nhất thời hứng thú, sẽ không chiếm theo những người khác thăng cấp danh ngạch, cho nên ở đây đúng là không có người mở miệng phản đối đề nghị này, ngược lại rất nhiều người đều trở nên hứng thú dày đặc lên. Cố hình nhi danh tiếng tại toàn bộ Trung Châu cũng là cực kỳ vang dội. Còn nhỏ tuổi liền nắm giữ tứ phẩm phù sư cấp bậc, hơn nữa còn là phù sư các Xu Thạch Thanh đệ tử có thể nói cố hình nhi liền là cả thiên huyền giới thanh niên đồng lứa bên trong phù sư đệ nhất nhân, này là tất cả trung châu người tu luyện đều ngầm thừa nhận sự tình. Lần này phù sư các người thứ nhất, tất cả mọi người cho rằng trừ cố hình nhi ra không còn có thể là ai khác rồi. Có cố hình nhi tham gia đấu vòng loại, cái thứ nhất phát họa xong phù bản nhất định là nàng, đây căn bản là không nghi ngờ chút nào sự tình. Nói không sai, nhưng là có thể thưởng thức được vị này thiên tri kiêu nữ ra tay, điều này cũng đúng cực kỳ đẹp mắt, tuy rằng kết quả đã xác định rõ ràng rồi, nhưng ta vẫn là vô cùng chờ mong. Không tệ, không tệ, ta nhưng nhớ rõ mỗi một loại bất đồng đẳng cấp phù bản đều cũng có phát họa thời gian ghi chép, này cấp 2 phù bản duy trì ghi chép giống như là hai cái hô hấp chứ. Đây là phù sư các hai vị lão tổ sáng lập, không biết cố hình nhi có thể tại mấy hơi thở bên trong phát họa sau này cấp 2 phù bản này cấp 2 phù bản chỉ cần là đến nhị phẩm phù sư người là có thể phát họa, còn lại liền muốn xem phù sư tự thân các loại thiên phú, ta xem cố hình nhi thiên phú không nhất định có thể so với phù sư các hai vị lão tổ kém, có lẽ có thể tại ba cái hô hấp khoảng chừng phát họa xong đâu. Thính phòng bên trong đối với cố hình nhi tiếng bàn luận không ngừng. Dù Thạch Thanh tại giới thiệu xong đại khái quy tắc sau, hắn mở miệng nói các vị, các người hiện tại có thể động thủ phát họa rồi. Cố Hình Nhi liền được an bài ở Diệp Thần Phong bên cạnh một khối phủ bản trước. Cố Hình Nhi liếc nhìn Diệp Thần Phong, người trừng lên đôi mắt đẹp nói, hừ, ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Này làm cho mang mặt nạ màu đen Diệp Thần Phong một mặt phiền muộn, hắn thật giống không cùng Cố Hình Nhi có cửu oán chứ. Hắn mang mặt nạ màu đen thời điểm, hẳn là liền Cố Hình Nhi trước mặt cũng chưa từng thấy chứ. Này tiểu, cô nàng là ăn lộn thuốc gì sao? chương 2146, lại kết quả bất ngờ. Khí linh thành, nam nghiễm tràng trên đài cao. Tại du thạch thanh cùng đoạn đông nói tuyên bố trận đấu bắt đầu sau. Trên đài cao phù sư không có lập tức động thủ, bọn hắn có phần nhắm mắt lại ngưng thần, có phần nhưng là không ngừng điều chỉnh hô hấp. Mỗi một khối phù bản thượng cũng có thể ghi chép phát họa thời gian, cho nên người dự thi không cần thiết đồng thời cùng lúc phát họa, có thể đợi đến điều chỉnh đến tự nhận là trạng thái tốt nhất lại bắt đầu phát họa. Dù Thạch Thanh đối đồ đệ mình cố hình nhi là hiểu rõ vô cùng rồi, ánh mắt của hắn chủ yếu là hữu ý vô ý dừng lại tại diệp thần phong trên người. Theo thời gian trôi đi, có một ít phù sư bắt đầu cầm lấy phù bút theo phù bản thượng đồ án phát họa rồi. Những này bắt đầu phát họa phù sư, trên mặt bọn họ đại đa số là trật vật biểu lộ, một bút dừng lại câu họa phi thường khó khăn. Bởi vậy có thể thấy được, những này phù sư khắp mọi mặt thiên phú đều không ra sao. Cố hình Nhi vừa liếc nhìn bên cạnh vẫn không có động thủ ý tứ Diệp Thần Phong, lần trước Diệp Thần Phong lấy tốc độ khủng khiếp luyện chế ra cấp một băng bạo phù, này làm cho nàng và sư phụ của nàng đều cực kỳ khiếp sợ, nhưng luyện phù là không nhìn ra phù sư khắp mọi mặt thiên phú, bùa này bản là dùng để kiểm tra phù sư thiên phú chuẩn xác nhất công cụ. Diệp Thần Phong không để ý đến Cố hình Nhi ánh mắt, trong đầu hắn quanh quẩn lão bạch ngô phong dỗi rảnh thanh âm, tiểu gia hỏa, phù bản có thể dẫn dắt suốt người lớn nhất thiên phú, một khi trong tay người phù bút rơi vào phù bản thượng, như vậy này liền không thể khiến ngươi làm chủ rồi, tự coi như người muốn cố ý ẩn giấu một ít thiên phú, đây cơ hồ cũng là không thể nào. Diệp thần phong đang suy tư chỉ chốc lát sau, hắn ở trong lòng nói ra, dù sao ta bây giờ là mang mặt nạ, liền tính cho ta luyện phù thiên phú kinh người, cũng không có ai sẽ biết ta chính là Diệp Thần Phong, chẳng qua về sau không cần cái này mặt nạ màu đen thân phận đi ra gặp người. Phù sư trong các phù vực, ta nhất định phải đi tới một lần. Trước đó trải qua viễn cổ tù thiên giới nội tìm hiểu, ta mới tấn thăng đến ngũ phẩm phù sư đây. Mùa này sư cấp bậc muốn so luyện dược sư cùng luyện khí sư trả thấp hơn không ít, cho nên ta nhất định phải mau chóng tăng lên phù sư cấp bậc. Tại Diệp Thần Phong cùng Lão Bạch trò chuyện thời điểm, trong chớp mắt tại nam nghiễm tràng thính phòng bên trong vang lên một trận tiếng ồn ào. Cái này Diệp Thần Phong nói chuyện cắt đứt. Làm Diệp Thần Phong nhìn về phía bên cạnh cố hình nhi lúc, hắn biết tạo thành như vậy động tính kẻ cầm đầu liền ở bên cạnh hắn. Chỉ thấy vừa vặn Diệp Thần Phong đang cùng Lão Bạch trò chuyện thời điểm. Cố hình nhi liền cầm lên phù bút câu họa rồi. Chỉ có ngăn ngắn ba cái hô hấp, nàng liền đem cấp hai phù bản thượng đồ án câu họa xong rồi. Mặc dù nói không thể tại hai cái hô hấp bên trong phát họa xong, nhưng đây tuyệt đối là vô cùng tốt được rồi. Dù sao hai cái hô hấp ghi chép là Du Thạch Thanh cùng đoạn đông nói hai vị này lão tổ bảo lưu. Ba cái hô hấp, cố hình nhi thật sự tại ba cái hô hấp bên trong phát họa xong cấp hai phù bản, xem ra tại Du Thạch Thanh lời dạy bảo của tiền bối dưới, cố hình nhi tương lai bước vào thất phẩm phù sư hẳn là không có vấn đề quá lớn. Kế tiếp thi đấu căn bản không có đáng xem rồi, còn lại phù sư đều là chút gì chó và mèo mặt hàng. Đặc sắc nhất Cố Hình Nhi đều phát họa xong, ta xem chúng ta vẫn là trực tiếp tản đi được. Các loại trực tiếp xem phía sau trận chung kết đi. Bất quá, dù sao lần này phù sư thi đấu chính là Cố Hình Nhi một người biểu diễn. Đối với thính phòng bên trong tiếng bàn luận, Cố Hình Nhi khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt, ánh mắt của nàng nhìn xem bên cạnh Diệp Thần Phong. Đoạn đông nói có phần khó chịu nói ra, Lão Du đồ đệ của ngươi nhưng là suất tấn danh tiếng lần này phù sư thi đấu ngược lại như là chuyên môn vì đồ đệ ngươi một người chuẩn bị rồi. Du Thạch Thanh không hề trả lời đoạn Đông nói lời nói bởi vì lúc này Diệp Thần Phong đã nhắc lên phù bút rồi. Đoạn Đông nói nghi ngờ theo Du Thạch Thanh ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong lúc này trong lòng của hắn cuối cùng cũng coi như bắt đầu rất nghi hoặc thật giống từ mới vừa mới bắt đầu Du Thạch Thanh liền đặc biệt để ý cái này mang mặt nạ màu đen người chứ. Cố Hình Nhi thấy Diệp Thần Phong nhắc lên phù bút, trái tim của nàng cũng chậm chậm sốt sáng lên. Đương nhiên ở đây những người khác căn bản không có đi chú ý Diệp Thần Phong cái này mang mặt nạ màu đen ra hỏa. Tại Diệp Thần Phong phù bút rơi vào cấp 2 phù bản thượng thời điểm. Hắn nhất thời cảm giác từ phù bản bên trong bạo phát ra nhất cổ to lớn lực kéo. Này cỗ lực kéo tại kéo Diệp Thần Phong nắm chặt phù bút thủ phát họa hắn cảm giác mình căn bản vô pháp khống chế lại phù bút rồi tay của hắn theo phù bút tại phù bản trên đồ án phát thảo họa phát họa tốc độ rất nhanh phi thường nhanh mỗi lần hít thở chỉ là một cái hô hấp ở giữa diệp thần phong trong tay phù bút dừng lại hắn phát họa xong cấp hai phù bản từ cấp hai phù bản bên trong phóng lên trời một đạo kinh người cột sáng màu trắng chỉ có tại một cái hô hấp phát họa xong cấp hai phù bản bùa này bản mới sẽ sinh ra kinh người như vậy dị biến, coi như là tại hai cái hô hấp bên trong phác họa xong phù bản, bùa này bản cũng sẽ không sản sinh bất kỳ biến hóa nào. Phóng lên trời cột sáng màu trắng đem giữa bầu trời đám mây đều tách ra rồi. Tại cột sáng màu trắng phóng lên trời trong nháy mắt, toàn bộ khí linh thành nam nghiễm chẳng triệt để yên tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở diệp thần phong trên người. Một giây, hai giây, Ba giây, oanh, một tiếng. Toàn bộ nam nghiễm chàng là hoàn toàn sôi sùng sục tất cả mọi người không thể tin được trước mắt nhìn đến sự thực này. Lại đang người dự thi trong, có người ở một cái hô hấp liền phát họa xong cấp 2 phù bản. Điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là có người phá vỡ lúc trước Du Thạch Thanh cùng đoạn đông nói duy trì ghi chép. Chuyện này ý nghĩa là một tên thiên phú yêu nghiệt phù sư sinh ra hơn nữa tên này phù sư khắp mọi mặt thiên phú là hoàn toàn vượt qua du thạch thanh cùng đoạn đông nói hai vị này lão tổ. Nói cách khác đem đến cái này người đang phù sư thượng đến độ cao, hẳn là rất có thể sẽ vượt qua du thạch thanh cùng đoạn đông nói. Cái này mang mặt nạ màu đen người là từ đâu nhô ra? Người này hẳn không phải là phù sư trong các đệ tử. Thiên huyền thịnh điển đấu vòng loại tuôn ra một cái đại lãnh môn. Mùa này sư các đấu vòng loại có cố hình nhi tham gia, cuối cùng lại còn là tuôn ra một cái ít lưu ý đến. Lần này thiên huyền thịnh điển cùng tứ sư tranh bá toàn bộ đều tiết lộ ra một loại quỷ gì. Trên đài cao Du Thạch Thanh cùng đoạn đông nói phục hồi tinh thần lại sau. Du Thạch Thanh trên mặt bắn ra vô cùng kích động, trước hắn tuy rằng cũng rất xem trọng Diệp Thần Phong, nhưng hắn căn bản không có nghĩ đến Diệp Thần Phong luyện phù thiên phú sẽ như thế kiểu như châu bò không cực hạt, tên đồ đệ này hắn là chắc chắn phải có được, hắn tại Diệp Thần Phong trên người nhìn thấy hy vọng, hắn yếu bồi dưỡng được một cái chân chính tuyệt thế phủ sư đi ra. Mà đoạn đông nói trên mặt biểu lộ có thể nói là đặc sắc tuyệt luân, hắn tại nín một lúc sau, hắn trực tiếp là tức đến trợn mắt thở phì phò, hắn hiện tại cuối cùng là biết tại sao Du Thạch Thanh như thế quan tâm Diệp Thần Phong rồi, hơn nữa còn ở trước mặt hắn bố trí bộ, cái gì cho cố hình nhi muốn ăn đòn tạp. Xem ra Du Thạch Thanh đã sớm biết tên tiểu tử này không bình thường đoạn đông nói trực tiếp mắng dù lão đầu người đem tâm nhãn chơi đến lão phu trên đầu ta đến rồi người muốn để cái mặt nạ này tiểu ra hỏa cho hình nhi đang đá tạp này ta cũng là đồng ý bất quá ta muốn thu hắn làm đồ đệ ta nghĩ hai cái này thân phận hẳn là không xung khắc chứ người lão đầu này đã có hình nhi bảo bối này đồ đệ lẽ nào ngươi thì không nên thanh tên tiểu tử này nhường cho ta sao khiến hắn đến kế thừa y bát của ta là không thể thích hợp hơn được rồi, lần này ta nhưng sẽ không nhượng bộ, bằng không ta muốn đến năm nào tháng nào mới có thể tìm tới một cái ra dáng đổ đệ. Xu Thạch Thanh cười nói, lão đoàn, lời nói cũng không làm được nói như vậy, ta xem hình nhi cùng tên tiểu tử này hẳn là rất xứng, nếu như ta đem hình nhi gả cho hắn, người nói hắn sẽ bái ai là thầy. Đoạn đông nói khí sắc mặt trở nên hồng, người lão đầu này quá không hổ thẹn rồi, vừa vặn chả nói cái gì tên tiểu tử này mang mặt nạ khẳng định rất xấu, hắn là sẽ không dây dưa hình nhi, hiện tại lập tức liền biến một bộ sắc mặt. Ngươi vẫn là cùng lúc còn trẻ như thế, chỉ cần ngươi đem tên tiểu tử này nhường cho ta, như vậy ta có thể đáp ứng ngươi ba cái yêu cầu. Dù Thạch Thanh không vui nói, lão đoàn, người đáp ứng đem tên tiểu tử này nhường cho ta, ta có thể đáp ứng ngươi năm cái yêu cầu, tên tiểu tử này luyện phù thiên phú quá kinh người, ta làm sao có thể buông tha như thế một cái thiên phú tuyệt luân người. Nếu như ta đem hắn nhường cho ngươi, như vậy chỉ sợ ta liền ngủ đều phải không ngủ được. Đoạn đông nói hử lạnh nói, ta xem vẫn để cho tên tiểu tử này chính mình lựa chọn. Dù thạch thanh gật đầu nói, như vậy cũng tốt. Mà đứng tại diệp thần phong bên cạnh một khối phủ bản trước cố hình nhi, trên mặt nàng tự tin đã sớm tiêu tán, thủy nhuận môi vi vi mở ra, trong con người xinh đẹp tràn đầy ngạc nhiên cùng khó mà tin nổi. Người căn bản không nghĩ tới Diệp Thần Phong không chỉ so với nàng thời gian ngắn, hơn nữa còn phá vỡ sư phụ nàng cùng đoạn đông nói duy trì ghi chép, này làm cho người có loại sâu đậm cảm giác bị thất bại. chương 2147, ung dung tránh thoát. Nam nghiếm tràng, trận pháp các phòng khách quý bên trong. Tiết huyền tình, Vân Quang Vinh cùng triệu tinh đồ các loại đến đây xem tranh tài người, trong lòng bọn họ cũng là thán phục liên tục. Vân Quang Vinh thở ra một hơi, nói, xem ra lần này tứ sư tranh bá bên trong lại xuất hiện một nhân vật không tầm thường, đáng tiếc Diệp lão đệ chưa có tới xem Kim Thiên Phù sư đấu vòng loại AH. Này mặt nạ màu đen người Phù sư Thiên Phú thật sự là khiến người ta thán phục. Triệu Tinh Đồ cười nói, "Lão Vân, ta xem này mặt nạ màu đen người nhưng không có các chủ sợ hãi than, các chủ ngoại trừ là trận pháp tông sư." hắn vẫn là tứ phẩm luyện dược sư, cái này mặt nạ màu đen người còn chưa thể cùng các chủ đem so sánh. Tiết Huyền Tình cùng Vân Quang Vinh đám người vẫn không có nói cho Triệu Tinh Đồ bọn hắn, kỳ thực Diệp Thần Phong cũng không chỉ tứ phẩm, liền ngay cả Tiết Huyền Tình chính bọn hắn vẫn là cho rằng Diệp Thần Phong nằm ở thất phẩm luyện dược sư đây. Đối với Triệu Tinh Đồ lời nói, Vân Quang Vinh cùng Tiết Huyền Tình đám người là sâu sắc cảm thấy tán thành, tuy rằng cái này mặt nạ màu đen người luyện phù thiên phú kinh người, thế nhưng muốn cùng Diệp Thần Phong cái này yêu nghiệt đem so sánh, trong đó vẫn có tranh lệch nhất định. Đám người chuyến này dù như thế nào cũng đoán không được, bây giờ đứng ở trên đài cao chán tỏa hào quang chính là Diệp Thần Phong bản thân. Tại Diệp Thần Phong phá vỡ du thạch thanh cùng đoạn đông nói đã từng ghi chép sau, các đại phòng khách quý bên trong sớm đã là nóng lòng muốn thử được rồi. Này là thiên tài A-Hát. Một cái tương lai tại Phù sư trình độ thượng có thể vượt qua Du Thạch Thanh cùng Đoạn Đông nói thiên tài. Quan trọng nhất là tên thiên tài này thật giống không môn không phái, thậm chí ngay cả Phù sư các đệ tử cũng không tính, vậy thì để rất bao lớn tông môn có niệm tưởng. Đặc biệt là Tiêu giao cung, Thiên kiếm tông, Đốt ma cốc, Kim gia cùng Mộ Dung gia tộc, bọn hắn đối cái này mặt nạ màu đen người nhưng là cảm giác hứng thú làm a hát bọn hắn đã tại nghĩ phải như thế nào đem này mặt nạ màu đen người lôi kéo đến từng người bên trong tông môn rồi tại đây ngũ đại thế lực trong trước đó diệp thần phong từ chối lôi kéo đốt ma cốc cùng mộ dung gia tộc cũng vẫn được mà tiêu giao cung thiên kiếm tông cùng kim ra nhưng là tức giận làm dưới cái nhìn của bọn họ diệp thần phong từ chối hảo ý hoàn toàn là đang tự tìm đường chết rồi bọn hắn cũng đã buông tha cho lôi kéo diệp thần phong rồi này ba cái thế lực dự định để Diệp Thần Phong chết ở thiên huyền thịnh điển bên trong. Giờ khắc này, này năm cái thế lực phòng khách quý từng người nói chuyện cơ hồ là giống nhau. Bọn hắn đều lập tức mệnh lệnh người đi điều tra cái này mặt nạ màu đen người, các loại đấu vòng loại chính thức kết thúc. Bọn hắn chả muốn mệnh lệnh người theo sau từ xa người đeo mặt nạ này, đem mặt nạ màu đen người đặt chân mà điều tra ra được. Xôi trào thính phòng bên trong. Mô Lang Hương cùng Giang Thải Huyên chỗ ngồi, các nàng luôn cảm giác cái này mặt nạ màu đen người khí tức có phần quen thuộc. Nhưng nàng nhóm trong đầu lại không có bất kỳ manh mối, dù sao Diệp Thần Phong khí tức được lão Bạch cùng lão Hắc cải biến qua, hai người bọn họ dựa vào pháp bảo cũng không cách nào phán đoán ra này mặt nạ màu đen người chính là Diệp Thần Phong. Huống hồ các nàng cũng biết Diệp Thần Phong chính là trận pháp sư cùng luyện dược sư rồi, các nàng thì càng thêm sẽ không hướng về Diệp Thần Phong trên người nghĩ đến mặt mang lụa đen giang thải huyên, nàng nói, bây giờ Trung Châu càng ngày càng không đơn giản, dĩ nhiên có thể trong một cái hít thở phát họa xong cấp 2 phù bản. Người này tại luyện phù về thiên phú tuyệt đối đáng sợ. Ngô Lăng Hương chỉ là khẽ gật đầu, xem như là tán đồng giang thải huyên cách nói rồi. Này một cái hô hấp cùng hai cái hô hấp nhưng là có khác nhau một trời một vực, có thể tại một cái hô hấp bên trong phát họa xong cấp hai phù bản, cho dù tại các nàng chỗ đó cũng không có ai có thể làm được, nhiều nhất là ở một cái nửa thời gian hô hấp phát họa xong cấp 2 phù bản. Trầm mặc ngô lăng hương rốt cuộc không nhịn được mở miệng, lấy diệp thần phong tại trận pháp cùng chế thuốc thượng trình độ, hắn đầy đủ đi hướng chúng ta nơi đó, cái này mang mặt nạ màu đen người cũng không tệ, tương lai nhất định là rất nhiều phát triển. Giang Thải Huyên nói, ngô lăng hương, nghe ý của ngươi là muốn đem Diệp Thần Phong cùng cái này mặt nạ màu đen ra hỏa mang về ngô ra. Cái này không thể nào, hai người kia ta giang ra chắc chắn phải có được. Bằng không cái này mặt nạ màu đen người nhường cho ngươi, các loại thiên huyền thịnh điển sau khi kết thúc, Diệp Thần Phong ta muốn mang đi. Ngô Lăng Hương không chịu yếu thế nói, ngươi có thể mang đi mặt nạ màu đen người. Nhưng Diệp Thần Phong không thể để mang cho ngươi về giang ra. Ai ôi, đây là chúng ta ngô đại tiên tử động tâm sao? Dĩ nhiên cùng ta ma nữ này đến đoạt, nam, người, Giang Thải Huyên cười trêu nói. Ngô Lăng Hương nhưng không nhịn được Giang Thải Huyên trêu đùa, người màu trắng sau cái khăn che mặt sắc mặt phi vi ửng hồng, trong lỗ mũi hử lạnh một tiếng sau liền không lên tiếng nữa rồi. Hai nữ nhân này không biết. Các nàng xảo lai xảo khứ diệp thần phong cùng mặt nạ màu đen người căn bản là là cùng một người. Mà trên đài cao. Cố Hình Nhi sững sờ nhìn chăm chú vào Diệp Thần Phong, nhìn đối phương bình thản ánh mắt, người là càng ngày càng không phục. Diệp Thần Phong làm sao có khả năng một cái hô hấp liền phát họa xong cấp 2 phù bản. Sau một hồi lâu, Cố Hình Nhi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nói ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi, đây vẫn chỉ là đấu vòng loại đây. Đợi được trận chung kết thời điểm chính là luyện chế linh phù. Đến lúc đó ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Nói xong, Cố Hình Nhi liền giận hờn tựa như trực tiếp đi xuống đài cao, biến mất ở nam trên quảng trường. Xem ra người hẳn là vì về sau trận chung kết đi làm chuẩn bị. Dù Thạch Thanh cùng đoạn đông nói này hai lão cũng nhao nhao xong, đối với Cố Hình Nhi tùy hứng. Bọn hắn vẫn là làm bao dung. Nhưng bây giờ, hai cái này ánh mắt của lão đầu toàn bộ tập trung vào diệp thần phong trên người. Dù Thạch Thanh cùng đoạn đông nói không để ý đến còn lại người dự thi, hai người bọn họ lão đầu là hưng phấn sắc mặt đỏ lên bóng người một tả một hữu xuất hiện tại diệp thần phong trước mặt du thạch thanh nắm chặt rồi diệp thần phong cánh tay phải đoạn đông nói nắm chặt rồi diệp thần phong khoảng chừng cánh tay du thạch thanh nói tiểu gia hỏa có hứng thú hay không làm đồ đệ của ta ta đoạn đông nói trực tiếp đã cắt đứt du thạch thanh lời nói tiểu gia hỏa đừng nghe lão đầu này hắn đã có một người đệ tử rồi hắn không cách nào một lòng một ý giáo dục ngươi rồi, nhưng lão phu nhưng lại bất đồng, môn hạ ta vẫn không có đệ tử chính thức, ta có thể chuyên tâm giáo dục một mình ngươi. Đoàn lão đầu, người bớt ở chỗ này đánh rắm, ta có thể đem hình nhi gả cho tên tiểu tử này, để hai người bọn họ tại phù sư một đường thượng lẫn nhau thảo luận, như vậy mới có thể tiến bộ càng nhanh. Dù thạch thanh đỏ mặt tía tai quát, được hai cái này lão đầu nắm lấy cánh tay Diệp Thần Phong, Hắn cố ý cải biến một cái âm thanh, nói ra, hai vị tiền bối, bây giờ phù sư thi đấu vẫn không có triệt để kết thúc, những chuyện này phải hay không các loại trận chung kết kết thúc lại nói. Diệp Thần Phong nhưng không có hứng thú bái dù Thạch Thanh cùng Đoạn Đông nói vi sư, hắn tham gia lần này phù sư thi đấu, làm chỉ là phù sư các phù vực. Dù Thạch Thanh cùng Đoạn Đông nói ngược lại cũng đồng ý Diệp Thần Phong lời nói hai người bọn họ luôn mãi dặn dò một phen sau đó bọn hắn mới lưu luyến không rời tạm thời buông tha diệp thần phong tại du thạch thanh cùng đoạn đông nói tuyên bố tiến vào trận chung kết danh sách sau thừa dịp du thạch thanh cùng đoạn đông nói muốn làm phần kết công tác diệp thần phong ngay đầu tiên bỏ của chạy lấy người rồi hắn thân phận này hiện tại tuyệt đối không thể được còn lại người biết tại diệp thần phong bằng tốc độ nhanh nhất rời đi nam nghiễm tràng sau đó hắn phát hiện có điểm không đúng Tại lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng lão Hắc Giang Vận Thiên xác định dưới, sau lưng Diệp Thần Phong xác thực có người lặng lẽ theo dõi. Kết quả là, Diệp Thần Phong sẽ không có hướng về thiên thuận óc sần hao phân bộ phương hướng rời khỏi, hắn tại khí linh trong thành rẽ bảy rẽ 8, cuối cùng tiến vào một cái sâu thẳm trong ngõ hẻm. Khi tiến vào ngõ nhỏ trong nháy mắt, hắn trực tiếp tiến vào bên trong tiểu thế giới. Không bao lâu thời gian, đợt thứ nhất người đi vào, đang nhìn đến sâu thẳm trong ngõ hẻm căn bản không có người. Này đợt thứ nhất người nhanh chóng hướng về ngõ nhỏ nơi sâu xa lao đi rồi. Rất nhanh, làn sóng thứ hai, làn sóng thứ ba, thẳng đến thứ 13 ba sau khi xuất hiện, ngõ nhỏ mới tiếp tục trở nên lặng lẽ rồi. Xem ra ngoại trừ tiêu giao cung năm người thế lực đối mặt nạ màu đen người cảm thấy hứng thú, còn có một chút tông môn cũng áp dụng hành động. Tại bên trong tiểu thế giới Diệp Thần Phong, hắn rõ ràng cảm ứng được bên ngoài một làn sóng rồi lại một làn sóng xuất hiện người, cũng còn tốt hắn có tiểu thế giới có thể lợi dụng, đúng là có thể ung dung tránh thoát những này người theo dõi, bằng không yếu bỏ rơi những người này thật đúng là có chút phiền toái. Tại bên trong tiểu thế giới tiếp tục dừng lại một hồi thời gian. Tại xác thực đã định chưa người sẽ xuất hiện, chu vi không có cái khác người theo dõi khí tức sau. Diệp Thần Phong một lần nữa từ tiểu thế giới bên trong về tới trong ngõ hẻm. Quần áo trên người đã đổi lại rồi, trên mặt mặt nạ màu đen cũng đã lấy xuống rồi. Rời đi ngõ nhỏ trước Diệp Thần Phong, hắn lại xác định một lần đầu hẻm không ai sau đó hắn nhanh chóng hướng về thiên thuận Oxen hao phân bộ chạy trở về. Hắn muốn tại tiết huyền tình đám người về trước khi đi chạy tới, dù sao tiết huyền tình bọn hắn nhất định sẽ tại Nam Nghiễm Tràng làm lỡ một hồi thời gian, chương 2148, kỳ quái dị biến. Tại phù sư đấu vòng loại hạ màn sau, kế tiếp 4 ngày chính là trận pháp sư trận chung kết, luyện dược sư trận chung kết, luyện khí sư trận chung kết cùng phù sư trận chung kết rồi. Diệp Thần Phong lấy tư cách trận Pháp Sư đặc biệt phán xét. Ngày kế, hắn đúng giờ xuất tịch trận Pháp Sư trận chung kết, triệu tinh đồ đám người nói với hắn ngày hôm qua mặt nạ màu đen người sự tình, này làm cho trong lòng của hắn có phần dở khóc dở cười trận pháp sư trận chung kết cuối cùng hào không ngoài suy đoán được trịnh mở lực cái ý nghĩ này yếu bái diệp thần phong vi sư người đã lấy được quán quân bất quá bởi vì có diệp thần phong này người trẻ tuổi đặc biệt phán xét lần này trận pháp sư so tài quán quân tại rất nhiều người trong mắt trở nên không hề xem chút rồi có thể nói diệp thần phong đem trịnh mở lực ánh sáng là che giấu gắt gao rồi Trận pháp sư trận chung kết tại hào không sóng lớn bên trong kết thúc. Rất nhiều người đều đang mong đợi luyện dược sư trận chung kết, dù sao trước đó luyện dược các phó các chủ viên khôn nói rồi, Diệp Thần Phong chẳng những là tứ phẩm luyện dược sư, hơn nữa còn trực tiếp tiến vào trận chung kết. Thời gian vội vã, rất nhanh sẽ nghênh đón ngày thứ hai luyện dược sư trận chung kết. Tại Thái Dương vẫn chưa hoàn toàn thăng lúc thức dậy, toàn bộ khí linh thành Nam Nghiễm Tràng đã bị chật ních người rất rõ ràng những người này đối luyện dược sư trận chung kết vẫn là rất chờ mong đấy, quan trọng nhất là luyện dược sư trận chung kết, có Diệp Thần Phong cái đề tài này tính nhân vật tham gia. Cử hành luyện dược sư trận chung kết sân bãi, đã sớm tại trong sân rộng ở giữa đáp thành lập xong được. Theo Thái Dương từ từ bay lên, tụ tập đến Nam trên quảng trường người tới là càng ngày càng nhiều. Phàm là tiến vào trận chung kết người đã đứng ở nơi so tài bên trong rồi, viên Gai đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh vị trí. Mà tiêu giao cung thiếu chủ La Kỳ Trắng, hắn nhưng là đứng ở Diệp Thần Phong vị trí phía trước. Còn lại 7 tên tiến vào trận chung kết người cũng từng người đứng ở vị trí của mình. Tại đây 10 tên tiến vào trận chung kết người dự thi phía trước, lão tổ tôn nhiều năm, các chủ lương khang an, phó các chủ giang an trí, phó các chủ viên khôn cùng phó các chủ cao đức rõ ràng, năm người này vẻ mặt nghiêm túc đứng thẳng thính phòng bên trong là từng đợt tiếng bàn luận, hầu như đều là vây quanh la kỳ trắng, diệp thần phong cùng viên dai. Lần này luyện dược sư trận chung kết, tại rất nhiều người trong mắt là ba người này thi đấu, dù sao ba người này là duy nhất có thể trực tiếp tiến vào trận chung kết, còn lại thông qua đấu vòng loại thăng cấp người. Bọn hắn trong đó đại thể đều là tam phẩm luyện dược sư, liền ngay cả tứ phẩm luyện dược sư cũng rất ít cho nên rất nhiều người mới sẽ cho rằng cuộc tranh tài này những người này đều là làm nền mà thôi. Trải qua lần này thiên huyền thịnh điển, cái này gọi Diệp Thần Phong nhưng là mọi người đều biết rồi, các người nói hắn có khả năng hay không hội thu được luyện dược sư trận chung kết quán quân. Này Diệp Thần Phong mặc dù là trận pháp tông sư, đồng dạng cũng là tứ phẩm luyện dược sư, nhưng người luyện dược sư này trận chung kết ta phải xem tốt hắn, ba vị trí đầu cơ hồ là định xuống, không ngoài la kỳ trắng, viên giai cùng Diệp Thần Phong, nhưng La Kỳ Trắng chính là ngũ phẩm luyện dược sư. Hơn nữa hắn vẫn là luyện dược các lão tổ tôn nhiều năm đệ tử, các người nói La Kỳ Trắng có khả năng sẽ bại bởi Diệp Thần Phong cái này tứ phẩm sao? Cái này căn bản là không thể nào. Người nói rất đúng, ta nhưng nghe nói liền ngay cả viên giai tại trước đây không lâu cũng thăng cấp thành ngũ phẩm luyện dược sư rồi, tuổi của nàng là nhỏ nhất. Người bằng chừng ấy tuổi là có thể trở thành ngũ phẩm luyện dược sư, tương lai bước vào bát phẩm là vững vững vàng vàng, cho nên này Diệp Thần Phong nhiều nhất thu được một cái người thứ ba. Ta nhưng không ủng hộ các ngươi nói, căn cứ ta phải biết tin tức, ban đầu ở Linh Dược Thành thời điểm, La kỳ bạch khả là ở Diệp Thần Phong trong tay ăn quả đắng. Ta ngược lại thật ra so sánh chờ mong Diệp Thần Phong có thể một đường quật khởi một cái đi. Trong thính phòng ẩm ý tiếng bàn luận, để La Kỳ trắng khóe miệng cười gần càng ngày càng thịnh vượng, hắn quay đầu lại xem ra một mắt Diệp Thần Phong. Nói tiểu tử, ta sẽ tại chế thuốc thượng triệt để nghiền ép ngươi. Yên tâm, ngươi là sẽ không chết ở luyện dược sư trong trận đấu, cho ngươi nhanh như vậy chết rồi, này chẳng phải là tiện nghi ngươi rồi. Ta sẽ cho ngươi tại vô tận hối hận cùng trong tuyệt vọng chết đi. Diệp Thần Phong liền mắt cũng trả thèm liếc la kỳ trắng, hắn đối với bên cạnh viên dai, hỏi tiểu dai, người đối với mình có lòng tin hay không? viên dài bĩu môi ba, nói ra, Diệp đại ca. Ta hy vọng ngươi có thể thu được quán quân. Tại Diệp thần phong vừa vặn há mồm còn muốn lúc nói chuyện, tôn nhiều năm quát lên, như cái gì lời nói. Các ngươi là đến nói chuyện trời đất, vẫn là đến tham gia thi đấu. Không muốn tham gia thi đấu người cút xuống cho ta. Đứng ở tôn nhiều năm bên cạnh viên khôn cùng cao đức rõ ràng trong lòng một trận phẫn nộ. Này tôn nhiều năm rất rõ ràng là ở bài xích Diệp Thần Phong. Tương đối với viên khôn, Cao Đức Minh hòa viên dai tức giận, Diệp Thần Phong ngược lại là thản nhiên tự nhiên. Phảng phất chỉ đem tôn trưởng năm cho rằng là đánh giấm Thấy Diệp Thần Phong không có bất kỳ phản ứng, tôn nhiều năm mới tiếp tục nói, lần này trận chung kết chia làm hai cái hạng mục. Tại cái thứ nhất hạng mục bên trong hội đào thải bảy người, ba người còn lại trực tiếp trở thành ba vị trí đầu. Mà cái thứ hai hạng mục nhưng là trực tiếp đấu võ suốt người thứ nhất, người thứ hai cùng người thứ ba. Mọi người đều biết, đối với luyện dược xưa tới nói khống hỏa năng lực là rất trọng yếu, nếu như liền hỏa diễm cũng khống chế không tốt, như vậy còn nói gì tới đến chế thuốc. Cho nên cái thứ nhất khảo hạch hạng mục chính là khống hỏa năng lực. Tôn nhiều năm cánh tay vung lên, tại hết thảy người dự thi trước mặt từng người xuất hiện một cây màu xanh lá thảo, cỏ này lá cây là tinh tinh hình dạng, này chính là tinh không thảo tinh không cỏ tại toàn bộ thiên huyền giới cũng là cực kỳ hiếm thấy, nhưng loại cỏ này tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng không phải vật chân quý, bởi vì cái này tinh không cỏ không cách nào dùng làm chế thuốc, hơn nữa hắn bản thân dược lực đối người tu luyện cũng không có một chút tác dụng nào. Căn cứ cổ tịch thượng ghi chép, tinh không cỏ tại viễn cổ thời đại mỗi cái giai đoạn là dùng để kiểm tra luyện dược sư khống hỏa năng lực, tinh luyện năng lực phân. Vân Từng ở viễn cổ thời đại nghiêu nhất tách ra luyện dược sư, có người nói cũng chỉ có thể đủ từ một cây tinh không trong cỏ để luyện ra 20 tích nước thuốc đến. Đương nhiên bây giờ thời đại này là càng thêm không chịu nổi, liền ngay cả luyện dược các lão tổ tôn nhiều năm, tại một cây tinh không trong cỏ cũng chỉ có thể đủ để luyện ra 8 giọt nước thuốc. Những chuyện này ở đây phần lớn người tu luyện đều là giải. Tôn nhiều năm đem đại khái quy tắc giới thiệu một lần sau, hắn nói ra tinh luyện nước thuốc số lượng xếp hạng thứ ba, có thể tiến vào cái kế tiếp hạng mục cuối cùng chung kết quyết tái. Nếu như không có vấn đề, như vậy các ngươi có thể bắt đầu tinh luyện rồi. Tại Tôn nhiều năm tiếng nói hạ xuống xong, đã có người dự thi sáng xuất hỏa diễm của chính mình, khi bọn họ muốn bắt đầu trực tiếp tinh luyện tinh không cỏ thời điểm. Chỉ nghe xì xì, xì xì, thanh âm vang lên. Có hai tên người dự thi vừa vặn muốn tinh luyện nhưng bọn họ lại trực tiếp tướng tinh khoảng không cỏ cho đốt cháy thành cho, bởi vậy có thể thấy được này tinh không cỏ tinh luyện phi thường gian nan. La Kỳ Trắng đối với Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi nhưng nên nắm chắc cho tốt rồi, nếu như ngươi ngay cả cửa ải này đều không qua, như vậy vậy thì để cho ta quá thất vọng rồi. Trong khi nói chuyện, La Kỳ Trắng trên bàn tay xuất hiện một đóa ngọn lửa màu xanh lam, hắn bắt đầu đâu vào đấy tinh luyện tinh không cỏ, xem ra hắn đã sớm biết cuộc so tài này hạng mục. La kỳ trắng trong tay ngọn lửa màu xanh lam đồng dạng cũng là thiên địa chi hỏa, chẳng qua là không có thức tỉnh linh trí thiên địa chi hỏa. Viên giai muốn đối diệp thần phong giảng giải tinh không có đặc tính, diệp thần phong lại ngắt lời nói, tiểu giai, chính ngươi trước tiên tinh luyện đi. Nếu như ngươi còn muốn gọi ta diệp đại ca lời nói, như vậy ngươi liền tất cần phải nghe lời của ta. Thấy diệp thần phong thái độ kiên quyết, viên dài cũng chỉ có thể đủ đi đầu tinh luyện rồi người cũng có một loại không có linh trí màu tím thiên địa chi hỏa tinh không cỏ đặc tính lão bạch ngô phong dỗi rảnh đã đối diệp thần phong tại trong đầu giảng thuật một lần diệp thần phong lật bàn tay một cái thanh viêm nhất thời từ lòng bàn tay của hắn xuất hiện thanh viêm thân là có linh trí thiên địa chi hỏa khống chế lại thuận buồm xuôi gió hơn nhiều đem một cây tinh không cỏ để vào thanh viêm bên trong sau Diệp thần phong tiểu tâm cẩn thận khống chế nhiệt độ, hắn dù sao xem như là bát phẩm luyện dược sư rồi, mắt thấy liền muốn từ tinh không trong cỏ để luyện ra đệ nhất tích nước thuốc rồi. Ai biết này yếu để luyện ra đệ nhất tích nước thuốc, tại người khác vẫn không có phát hiện dưới tình huống, trực tiếp chui vào diệp thần phong bên trong thân thể, hướng về bên phải của hắn ngực tinh không chi thạch đánh tới, cuối cùng hoàn toàn thẩm thấu tiến vào tinh không chi trong đá tại giọt thứ hai nước thuốc lập tức muốn để luyện lúc đi ra, bất ngờ lần nữa xảy ra. Này giọt thứ hai nước thuốc nhưng vẫn là ở những người khác không có phát hiện dưới tình huống, tiến vào diệp thần phong thân thể, cuối cùng thẩm thấu tiến vào tinh không chi trong đá. Tại hai giọt tinh không có nước thuốc thẩm thấu tiến tinh không chi trong đá sau, này tinh không chi thạch dĩ nhiên mơ hồ cùng diệp thần phong bên trái trái tim tạo thành một tia liên hệ, Loại này kỳ quái dị biến để Diệp Thần Phong trong lòng một cái lột bộp, hắn không biết thì tốt. Vẫn là xấu. chương 2149, suy đoán, sàn sàn với nhau. Tiểu gia hỏa, không cần để ý người thân biến hóa trong cơ thể, người tiếp tục chuyên tâm tinh luyện tinh không thảo. Tại lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nhắc nhở tiếng vang lên sau đó Diệp Thần Phong đối với tinh không chi thạch biến hóa không tiếp tục để ý rồi. Lão Bạch cùng Lão Hắc tại Diệp Thần Phong trong đầu từng người bắt đầu trò chuyện. Lão Hắc, người đã từng có xem qua một quyển ghi chép tinh không chi thạch cổ tịch sao? Cái kia bản cổ tịch năm đó ở viễn cổ thời đại chỉ có một bản viết tay, xem qua cái kia bản cổ tịch người đã ít lại càng ít, thậm chí là 10 cái đầu ngón tay cũng có thể đếm đi qua. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh ngữ khi có vẻ khá là nghiêm nghị, nhưng nghiêm nghị bên trong lại không thiếu ẩn hàm hưng phấn tâm ý. Lão Hắc Giang Vận Thiên nói, lời ngươi nói cổ tịch, ta vừa vặn cũng xem qua, Tinh Không Chi Thạch lại tên bầu trời trái tim, đã từng thu được Tinh Không Chi Thạch người không có chỗ nào mà không phải là tài tuyệt thế. Trong truyền thuyết Tinh Không Chi Thạch có thể thay thế người tu luyện trái tim, nếu như người tu luyện có thể nắm giữ bầu trời trái tim, như vậy hội có cỡ nào cường hãn, chỉ tiếc từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể để cho Tinh Không Chi Thạch đời thay trái tim của mình cái kia bản viết tay cổ tịch thượng tờ cuối cùng vừa vặn là không trọn vẹn, mà tờ cuối cùng cũng là trọng yếu nhất, mặt trên nguyên vốn hẳn nên ghi chép là như thế nào để tinh không chi thạch đời thay trái tim của mình. Tinh không cỏ tại viễn cổ thời đại cũng thuộc về là gân gà giống như linh thảo, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới này tinh không cỏ dĩ nhiên sẽ đối với tinh không chi thạch phát ra tác dụng. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói, những này đều chỉ là chúng ta tạm thời suy đoán, này tinh không có đến cùng phải hay không để tinh không chi thạch thay thế người tu luyện trái tim then chốt, bây giờ chúng ta chả không cách nào kết luận. Bất quá, tinh không chi thạch đang hấp thu hai giọt tinh không có nước thuốc sau, dĩ nhiên có thể cùng tên tiểu tử này trái tim đạt được một tia liên hệ, chúng ta chỉ có chờ đợi kế tiếp kết quả. Chính đang không ngừng tinh luyện diệp thần phong, hắn đem lão bạch cùng lão hắc đối thoại nghe được nhất thanh nhị sở, hắn bên phải ngực nắm giữ bầu trời trái tim tinh không chi thạch bên trong đan điền nắm giữ thất sắc xin sen đại địa huyết dịch. Nếu như có thể để cho bầu trời trái tim đời thay trái tim của mình, nếu như có thể để cho đại địa huyết dịch đời thay máu của mình. Như vậy Diệp Thần Phong nhất định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời, như hôm nay khoảng không trái tim thật sự có khả năng sẽ thành vì trái tim của mình rồi, trong lòng của hắn trong nháy mắt được một việt kích động cho tràn ngập. Tại Lão Bạch cùng Lão Hắc lúc nói chuyện, Diệp Thần Phong lại liên tục từ tinh không trong cỏ để luyện ra hai giọt nước thuốc, hắn tổng cộng để luyện ra bốn giọt nước thuốc rồi, này bốn giọt nước thuốc toàn bộ được tinh không chi thạch cho hấp thu. Ở đây không có bất cứ người nào phát hiện, Diệp Thần Phong đã để luyện ra bốn giọt nước thuốc rồi. La Kỳ Trắng cùng Viên dai cũng không có để luyện ra bất kỳ một giọt nước thuốc đây. Về phần những người khác nhưng là càng thêm không chịu nổi chỉ thấy la kỳ trắng tinh chuẩn điều khiển trong bàn tay màu xanh lam thiên địa chi hỏa, hắn khống chế vô cùng cẩn thận cẩn thận. Suốt cuộc, một giọt nước thuốc chậm rãi từ tinh không trong cỏ tinh luyện ra rồi, cuối cùng rơi xuống một cái xứ trong bình. La kỳ trắng cuối cùng là để luyện ra đệ nhất tích nước thuốc rồi, hắn tại để luyện ra đệ nhất tích nước thuốc sau, hắn nhìn sang Diệp Thần Phong, tại phát hiện Diệp Thần Phong liền một giọt nước thuốc đều không nhắc tới luyện ra, trong lòng của hắn là càng thêm đắc ý hắn tự nhận là là cái thứ nhất để luyện ra nước thuốc người la kỳ trắng ổn ổn tâm thần hắn tiếp tục bắt đầu tinh luyện giọt thứ hai nước thuốc rồi nhưng mà làm la kỳ trắng dương dương đắc ý để luyện ra đệ nhất tích nước thuốc thời điểm diệp thần phong kỳ thực đã để luyện ra sáu giọt rồi này thứ năm cùng thứ sáu tích nước thuốc đồng dạng là thần không biết quỷ không hay được tinh không chi thạch cho hấp thu Tại liên tục hấp thu 6 giọt nước thuốc sau đó tinh không chi thạch cùng Diệp Thần Phong trái tim liên hệ đang không ngừng tăng cường lại tăng cường. Lúc này, viên dài cũng để luyện ra đệ nhất tích nước thuốc, dù sao người bước vào ngũ phẩm luyện dược sư mới không lâu, mà La Kỳ Trắng thì bước vào ngũ phẩm luyện dược sư so với nàng bề trên rất nhiều, trên nhiều khía cạnh La Kỳ bạch mắt trước tạm thời xem như là mạnh hơn nàng thượng một chút. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời còn lại người dự thi cũng coi như có người để luyện ra đệ nhất tích nước thuốc rồi. Mà La Kỳ Trắng đã để luyện ra thứ tư tích nước thuốc rồi, viên dai cũng theo sát phía sau để luyện ra thứ tư tích. Về phần Diệp Thần Phong kỳ thực đã để luyện ra 18 giọt nước thuốc rồi, 18 giọt nước thuốc không nghi ngờ chút nào toàn bộ được tinh không chi thạch cho hấp thu, cho nên tại trong mắt người khác, Diệp Thần Phong đã đến bây giờ liền một giọt nước thuốc đều không nhắc tới luyện ra. Tôn nhiều năm, Lương Khang An cùng Giang An Chí khuôn mặt lộ ra thần sắc khinh thường, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong nguyên bản chính là một cái bao cỏ. Viên khôn cùng cao đức rõ ràng hai vị này phó các chủ, bọn hắn trong con người tràn đầy nghiêm nghị, này dưới cái nhìn của bọn họ vô cùng không hợp lý. Diệp Thần Phong dù nói thế nào cũng là tứ phẩm luyện dược sư, bây giờ liền có phần tam phẩm luyện dược sư đều để luyện ra đệ nhất tích nước thuốc rồi, Diệp Thần Phong làm sao có khả năng một giọt nước thuốc đều không nhắc tới luyện ra. La kỳ bạch linh sống điều khiển ngọn lửa màu xanh lam. Trên trán của hắn che kín rậm rạp chẳng chịt mồ hôi hột, nhíu chặt hai hàng chân mày lại, tại đem giọt thứ năm nước thuốc tinh luyện ra sau. Xì xì, một tiếng. Nằm ở ngọn lửa màu xanh lam bên trong một cây tinh không cỏ rốt cục được đốt cháy thành cho. Viên dai trong lòng bàn tay cũng theo sát vang lên xì xì. Một tiếng, người tại đề luyện ra giò thứ năm nước thuốc sau, tinh không cỏ cũng đồng dạng tại của nàng trong ngọn lửa cho đốt thiêu hủy. La kỳ trắng cùng viên dai để luyện ra giống nhau số lượng. Tại tinh luyện sau khi kết thúc, La kỳ bạch mắt quang hí hành hạ nhìn xem diệp thần phong, hắn không tự chủ lộ ra nụ cười diễu cợt, trước hắn tối thiểu tại chế thuốc thượng, hắn thật coi diệp thần phong là làm đối thủ, ai biết đối thủ này sẽ như thế nhược. Khi hắn để luyện ra năm giọt nước thuốc sau, Diệp Thần Phong thậm chí ngay cả một giọt nước thuốc đều không nhắc tới luyện ra. Nhưng La Kỳ trắng không biết là, khi hắn tổng cộng đề luyện ra 5 giọt nước thuốc sau, Diệp Thần Phong đã chọn vẹn đề luyện ra 20 tích nước thuốc rồi, này 20 tích nước thuốc toàn bộ được tinh không chi thạch cho biến mất không một tiếng động cho hấp thu. Giờ khắc này, tinh không chi thạch cùng Diệp Thần Phong bên trái trái tim liên hệ chặt chẽ đã đến một cái cao nhất đỉnh phong tinh không chi thạch đi theo bên trái trái tim thật giống cũng có khiêu động nhịp điệu. Tại Diệp Thần Phong cho rằng hôm nay luyện dược sư trận chung kết, hắn có thể muốn biến thành một chuyện cười thời điểm. Này tinh không chi thạch đang hấp thu 20 tích nước thuốc sau, thật giống không có lại muốn hấp thu khuynh hướng. Diệp Thần Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, nhưng hắn đã từ một cây tinh không trong cỏ để luyện ra 20 tích nước thuốc rồi, hắn vẫn có thể tại tinh không trong cỏ để luyện ra bao nhiêu tích nước thuốc đến. Phải biết tại viễn cổ thời đại nghiêu nhất tách ra luyện dược sư, cũng chỉ bất quá để luyện ra 20 tích mà thôi, bây giờ Diệp Thần Phong đã đến trình độ này rồi, căn cứ lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh từng nói, hắn năm đó cũng thử tinh luyện qua tinh không thảo, dù sao đây là so sánh luyện dược sư khống hỏa năng lực cùng tinh luyện năng lực phân. Vân, lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh năm đó cũng chỉ là duy trì tại 20 tích nước thuốc mà thôi. Viên dai một mặt lo lắng nhìn xem Diệp Thần Phong, người bàn tay trắng nõn nhanh nắm chặt thành nắm đấm đầu. Tôn nhiều năm rốt cục không nhịn được mở miệng, viên khôn, cao đức rõ ràng, này chính là có thể trực tiếp tiến vào trận chung kết người. Hai người các người quả thực là quá trò đùa, người như thế căn bản liền luyện dược sư đấu vòng loại cũng không cách nào thông qua, các người dĩ nhiên cho hắn trực tiếp tiến vào trận chung kết danh ngạch có phải hay không các người hẳn là phải cho ta một cái hài lòng giải thích tại tôn nhiều năm tiếng nói hạ xuống xong chỉ thấy diệp thần phong lại để luyện ra một giọt nước thuốc lúc này ngược lại là thật không có được tinh không chi thạch cho hấp thu tại trong mắt người khác đây cũng tinh luyện ra một giọt nước thuốc chỉ là diệp thần phong để luyện ra đệ nhất tích nước thuốc đang nhìn đến diệp thần phong cuối cùng cũng coi như để luyện ra đệ nhất tích nước thuốc sau viên khôn cùng cao đức rõ ràng mới xem như là thở phào nhẹ nhõm la kỳ trắng nhưng là cười lạnh nói cho tới bây giờ mới để luyện ra đệ nhất tích ta xem ngươi có thể để luyện ra bao nhiêu tích đến ngươi la kỳ trắng trong cổ họng thanh âm đột nhiên im bặt đi chỉ thấy diệp thần phong tại để luyện ra này cái gọi là đệ nhất tích nước thuốc sau rất nhanh giọt thứ hai nước thuốc liền tinh luyện ra rồi. Giọt thứ ba, thứ tư tích, nhanh chóng từ tinh không trong cỏ được tinh luyện ra. Nước thuốc nhô ra tốc độ cực cực kỳ nhanh, tại tinh luyện đến thứ tư tích sau, Diệp Thần Phong vẻ mặt trở nên ngưng trọng, trong miệng là cắn chặt hàm răng, tại chỉ chốc lát sau, giọt thứ năm cũng coi như là tích đã rơi vào bình xứ bên trong. Xì xì, một tiếng, thanh viêm bên trong tinh không cỏ cũng biến thành cho tàn, này năm giọt thêm vào trước đó được tinh không chi thạch hấp thu 20 tích, Diệp Thần Phong cuối cùng cũng coi như tinh luyện ra 25 tích, thế nhưng tại trong mắt người khác, bọn hắn chỉ sẽ cho rằng Diệp Thần Phong để luyện ra năm giọt. Viên Khôn cùng Cao Đức rõ ràng cuối cùng là thở vào nhẹ nhõm, để luyện ra năm giọt nước thuốc, tuy rằng thời gian muộn một chút, nhưng tối thiểu có thể cùng La Kỳ trắng tại sàn sàn với nhau rồi. Này Diệp Thần Phong cùng La Kỳ trắng đúng là tại sàn sàn với nhau sao? chương 2150, không công bằng. Tại Diệp Thần Phong đồng dạng từ tinh không trong cỏ để luyện ra năm giọt nước thuốc sau. Tôn nhiều năm, Lương Khang An cùng Giang An trí sắc mặt trong nháy mắt khó coi, còn lại người dự thi cũng toàn bộ tinh luyện xong, cuối cùng Diệp Thần Phong, viên giai cùng La Kỳ Trắng tinh luyện số lượng đặt ngang hàng thứ nhất trận pháp các phòng khách quý bên trong. Triệu tinh đồ thở ra một hơi, nói thực sự là quá kinh hiểm, ta còn tưởng rằng các chủ liền một giọt nước thuốc đều không thể tinh luyện ra đây. Ai biết tới chấp nhất một cái tuyệt mà phản kích, lấy các chủ tứ phẩm luyện dược sư cũng có thể đề luyện ra 5 giọt nước thuốc, các chủ chế thuốc thiên phú nhất định phải so với la kỳ bạch cường thượng rất nhiều. Lệnh tả long cùng lương hạ mai các loại còn lại chín vị các chủ cũng là thập phần tán thành triệu tinh đồ theo như lời nói. Chỉ có tiết huyền tình cùng vân quang vinh đám người từ đầu tới cuối cao mày, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong là thất phẩm luyện dược sư, tuyệt đối không thể chỉ từ tinh không trong cỏ để luyện ra năm giọt nước thuốc, bọn hắn trong đầu là nghĩ mãi mà không ra. Trong sân rộng ở giữa nơi so tài bên trong, La Kỳ trắng cứng ngắc sắc mặt chậm rãi khôi phục bình thường, hắn cười nói, Diệp Thần Phong, này mới có chút thú vị ma. Nếu như người ngay cả chung kết quyết tái đều không tiến vào được, như vậy ta liền thật cảm thấy quá vô vị rồi hiện tại chúng ta có thể tại chế thuốc thượng chân chính phân cao thấp rồi. Viên giai nhưng là không phân trường hợp ôm Diệp Thần Phong cánh tay, nhìn thấy Diệp Thần Phong thuận lợi để luyện ra năm giọt nước thuốc, này so với bản thân nàng tinh luyện ra còn cao hứng hơn. Tôn nhiều năm ánh mắt che lấp, nói cái thứ nhất hạng mục kết quả đã đi ra rồi, ba người đứng đầu lưu lại, những người còn lại có thể lui xuống. Tại còn lại người dự thi lòng không cam tình không nguyện lui ra nơi so tài sau, tôn nhiều năm ánh mắt như ngừng lại Diệp Thần Phong, la kỳ trắng cùng viên dai trên người, đặc biệt là nhìn về phía Diệp Thần Phong trong ánh mắt mơ hồ thoáng hiện sát ý. Dù sao la kỳ trắng chính là hắn tôn nhiều năm đệ tử, mà mà nên sơ tại linh dược ngoài thành sự tình trả rõ ràng trước mắt, tôn nhiều năm đối Diệp Thần Phong liền một tia một hào hảo cảm cũng không có. Kế tiếp ba người các ngươi trực tiếp tiến hành thứ hai hạng khảo hạch đi. Này thứ hai hạng khảo hạch chính là tối khảo hạch cuối cùng rồi, đây là tử linh đan đan phương, các người từng người dựa theo đan phương luyện chế ra một lò tử linh đan đến, ai luyện chế ra tử linh đan dược hiệu quả cao, như vậy người đó là lần này luyện dược sư thi đấu cuối cùng người thắng trận. Tôn nhiều năm mặt không thay đổi nói xong, cánh tay của hắn vung lên, ba tấm ghi chép tử linh đan đan phương giấy trắng, từng người xuất hiện tại la kỳ trắng, viên dai cùng diệp thần phong trong tay. Viên khôn cùng cao đức rõ ràng vừa nghe đến tối khảo hạch cuối cùng là luyện chế tử linh đan, hai người bọn họ ánh mắt lập tức ngưng lại, bởi vì lúc trước linh dược ngoài thành sự tình, tôn nhiều năm đối hai người bọn họ có ý kiến rồi, cho nên bọn hắn trước đó căn bản không biết khảo hạch nội dung. Này tử linh đan là thứ thiệt ngũ phẩm đan dược, hơn nữa thuộc về loại kia phi thường khó mà luyện chế ngũ phẩm đan dược, tại viên khôn cùng cao đức rõ ràng xem ra diệp thần phong chỉ là một cái tứ phẩm luyện dược sư, mà tối khảo hạch cuối cùng lại là luyện chế ngũ phẩm đan dược, này rõ ràng cho thấy tôn nhiều năm tại Thiên Vị La Kỳ trợn nhìn. Hay là luyện chế tứ phẩm đan dược, Diệp Thần Phong còn có sức đánh một trận, bây giờ luyện chế ngũ phẩm đan dược, này há không phải nói rõ Diệp Thần Phong là phải thua không thể nghi ngờ, một cái tứ phẩm luyện dược sư phải như thế nào luyện chế ra ngũ phẩm đan dược. Viên Khôn đi ra, âm thanh không cao không thấp, nhưng đủ để để trên quảng trường tất cả mọi người nghe được lão tổ, ngài cái này khảo hạch e sợ không ổn đâu. Người dự thi Diệp Thần Phong chỉ có tứ phẩm luyện dược sư cấp bậc, người lại khảo hạch luyện chế ngũ phẩm đan dược, chuyện này đối với Diệp Thần Phong vị này người dự thi không công bằng. Cao Đức rõ ràng cũng lập tức cao mày đứng ra, nói ra, lão tổ, ta đồng ý lão viên chỗ nói, này tỉ thí là xếp vào thiên huyền thịnh điển bên trong, chúng ta nhất định muốn làm được công bằng cùng công chính thấy viên khôn cùng cao đức rõ ràng dám tại trường hợp này đứng ra phản bác, tôn nhiều năm vị này luyện dược các lão tổ, sắc mặt của hắn biến hóa liên tục, ngực có nhất cổ hờn dỗi đang nhanh chóng tích tụ. Các chủ lương Khang An nói, lão viên, lão cao, đây là các người đối lão tổ nói chuyện thái độ sao. Cái khảo hạch này nội dung là chúng ta cùng lão tổ đồng thời quyết định, ta không có cảm giác có những gì không công bình, là kỳ trắng cùng viên giai đều là ngũ phẩm luyện dược sư, tối khảo hạch cuối cùng tại sao không thể lấy ngũ phẩm đan dược đến quyết một trận thắng thua. Chẳng lẽ muốn chúng ta tới nhân nhượng một cái thực lực yếu luyện dược sư sao? Một người khác phó các chủ giang an trí cũng nghĩa tránh ngôn từ quát lên, chúng ta cuộc tranh tài này không phải là vì Diệp Thần Phong một người an bài, lẽ nào chúng ta toàn bộ luyện dược các tại sắp xếp khảo hạch hạng mục thời điểm, chúng ta hoàn toàn muốn vì một cái bình thường người dự thi cân nhắc sao? Các ngươi ngược lại là nói một chút, cái này gọi Diệp Thần Phong người dự thi hắn là ai? Hắn có tư cách gì thu được loại đãi ngộ này? Khiến hắn một cái tứ phẩm luyện dược sư đặc cách trực tiếp tiến vào trận chung kết, đây đã là đối với hắn ân sủng rồi. Viên khôn cùng cao đức rõ ràng tức giận ngực phập phồng liên tục, nghe Lương Khang An cùng Giang An trí đường hoàng lời nói, trong lòng bọn họ rõ ràng e sợ La Kỳ Trắng đã sớm biết lần này khảo hạch nội dung, này La Kỳ Trắng chính là tôn nhiều năm trong bọn họ đỉnh quán quân nhân vật tôn nhiều năm hoàn toàn là không tâm tình dài dòng, hắn quát lên, thứ hai hạng khảo hạch hiện tại lập tức bắt đầu, không muốn tham gia người có thể lập tức đi ra ngoài. Tại Diệp Thần Phong, viên giai cùng La Kỳ Bạch Diện trước từng người xuất hiện một tôn lò thuốc cùng một phần luyện chế tử linh đan linh thảo. Lò thuốc cùng linh thảo đều là tương đồng chất lượng, xem ra tôn nhiều năm đám người chỉ an bài một cơ hội, nhất định muốn tại một cơ hội bên trong luyện chế ra tử linh đan đối với tôn nhiều năm không nói lời gì tuyên bố thứ hai hạng chung kết quyết tái chân chính bắt đầu diệp thần phong trên mặt gợn sóng không khỏi trong lòng của hắn lộ ra một vệt nụ cười loại thủ đoạn này khi hắn tên này bát phẩm luyện dược sư xem ra quá trò đùa mà ở tôn nhiều năm tuyên bố thứ hai hạng khảo hạch sau khi bắt đầu thính phòng bên trong lần thứ hai truyền ra tiếng bàn luận xem ra diệp thần phong đoạt giải quán quân là không có hy vọng hắn chỉ là một cái tứ phẩm luyện dược sư hắn phải như thế nào luyện chế ra ngũ phẩm tử linh đan đến đúng vậy coi như là ngũ phẩm luyện dược sư luyện chế ra tử linh đan tỷ lệ cũng không phải trăm phần trăm ai thật là đáng tiếc ta còn muốn muốn xem diệp thần phong một đường quật khởi đây nay muốn so xem những người khác chán tỏa hào quang thú vị hơn nhiều xem ra diệp thần phong ánh sáng yếu từ hôm nay trở đi hoàn toàn mờ đi đi xuống như thế một nhân vật thiên tài nhất định phải vẫn lạc tại thiên huyền thịnh điển chi bên trong. Trận pháp các phòng khách quý bên trong. Triệu tinh đồ cùng lệnh tả long các loại mười phó các chủ, bọn họ là tức giận dơ chân, trong đó lương hạ mai nói, này luyện dược các dĩ nhiên có thể làm được như thế không công bình, hơn nữa còn nói như thế nghĩa chính ngôn từ, quả thực là khiến người không thể chịu đựng, biết rõ các chủ là tứ phẩm luyện dược sư, bọn hắn cuối cùng khảo hạch lại là ngũ phẩm đan dược, đây không phải còn chưa có bắt đầu, liền trực tiếp thanh các chủ đào thải sao. Tiết huyền tình cùng Vân Quang Vinh đám người cũng không phải lo lắng, bọn hắn biết Diệp Thần Phong tuyệt đối có thể ung dung vượt qua La Kỳ Trắng. Triệu tinh đồ đám người cũng không coi là người ngoài rồi, hơn nữa Diệp Thần Phong luyện dược sư cấp bậc sớm muộn cũng sẽ để cho bọn họ biết rõ. Cho nên, Tiết huyền tình nói, Triệu tiền bối, các người bình tĩnh đừng nóng, Kỳ thực người luyện dược sư này thi đấu đối với thần phong tới nói chẳng khác gì là trò đùa. Cuộc tranh tài này thần phong là thắng chắc. Kỳ thực thần phong cũng không phải tứ phẩm luyện dược sư, hắn chính là thất phẩm luyện dược sư. Chính khí dơ chân triệu tinh đồ đám người, bọn hắn tại hơi sững sờ sau, bọn hắn không hẹn mà cùng trợn to hai mắt cái gì. Tiết huyền tình lập lại lần nữa một lần, các vị tiền bối, thần phong nhưng thật ra là thất phẩm luyện dược sư, Cuộc tranh tài này các ngươi không cần lo lắng cho hắn rồi. 7, thất phẩm luyện dược sư. Triệu Tinh đồ đám người quả thực không thể tin vào tai của mình rồi, nói Diệp Thần Phong là tứ phẩm luyện dược sư, bọn hắn còn có thể tiếp thu, nhưng Diệp Thần Phong là thất phẩm luyện dược sư, đây quả thực là gặp quỷ rồi, Diệp Thần Phong mới bao nhiêu tuổi à? Quan trọng nhất là Diệp Thần Phong vẫn là siêu vượt bọn họ trận pháp tông sư đây. Vân Quang Vinh cũng mở miệng nói, lão Triệu các ngươi không cần hoài nghi rồi, trước đó bán đấu giá nhập thiên đan, vậy cũng là diệp lão đệ luyện chế. Diệp lão đệ cũng không phải có ý định yếu ẩn giấu hắn thất phẩm thân phận của luyện dược sư, hắn định tìm cái thời cơ thích ứng tại nói cho các ngươi, xuất hiện tại thời cơ này ta cũng cho rằng không sai, để huyền tình nói cho các ngươi cũng giống vậy rồi. Khi nghe đến Vân Quang Vinh cũng nói như vậy sau, triệu tinh đồ cùng lệnh tả long đám người sẽ không cho là này đang nói đùa rồi, này 10 vị trận pháp các phó các chủ đầu tạm thời có phần đường ngắn, bọn hắn từng cái ánh mắt đờ đẫn. Lạnh tả long hít một hơi thật sâu, nói ra, lão vân, để cho chúng ta hảo hảo chậm một chút, cái này đột nhiên cho chúng ta tới đây sau một cái, chúng ta vẫn đúng là không thể nào tiếp thu được, chuyện này quả thật rồi cùng nói mơ giữa ban ngày không có khác biệt. chương 2151, bất ngờ, đã thất bại, quá rồi tốt sau một hồi lâu, Triệu tinh đồ, lạnh tả long cùng lương hạ mai các loại 10 vị phó các chủ, bọn hắn mới cuối cùng là tiếp nhận rồi sự thực này. Đường đường thất phẩm luyện dược sư. Đây chính là luyện dược các tổng bộ phó các chủ tồn tại. Nếu để cho bọn hắn biết Diệp Thần Phong bây giờ chính là bát phẩm luyện dược sư rồi. Đủ để so với luyện dược các lão tổ cùng các chủ tồn tại, chỉ sợ bọn họ sẽ khiếp sợ phát rồ. Khi biết Diệp Thần Phong chính là thất phẩm luyện dược sư sau, triệu tinh đồ đám người trong nháy mắt bình tĩnh một cái, bọn hắn hứng thú giạt rào nhìn xem trong sân rộng ở giữa nơi so tài trong, bọn họ là không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy, bọn hắn các chủ tại luyện dược sư trong trận đấu cũng tỏa hào quang rực rỡ rồi. Chỉ thấy nơi so tài bên trong, tại tôn nhiều năm tuyên bố sau khi bắt đầu, là kỳ trắng thứ vừa mới bắt đầu điều chỉnh chế thuốc, hắn dĩ nhiên không có làm bất kỳ chuẩn bị gì, từ một điểm này thượng đủ để chứng minh, hắn thật sự đã sớm biết khảo hạch nội dung, hắn hẳn là tại trong âm thầm đã thử luyện qua rất nhiều lần ngũ phẩm tím linh đan. Viên dai một mặt giận giữ nhìn chằm chằm la kỳ trắng, tại người vừa định yếu mở miệng thời điểm, Diệp thần phong nói, tiểu dai, chính người trước tiên luyện chế, này luyện chế đan dược ngươi không giúp được ta. Viên dai cắn môi, người nghĩ ở trong lòng nói, ta tuyệt đối không thể để la kỳ trắng thắng lợi. Cho dù Diệp đại ca không cách nào luyện chế ngũ phẩm đan dược, như vậy liền để ta làm chiến thắng la kỳ trắng. Viên dài tại gật đầu sau đó người cũng bắt đầu vùi đầu vào luyện chế chi bên trong. Đứng ở lò thuốc trước diệp thần phong, hắn chậm chạp không hề động thủ, ngũ phẩm đan dược đối với hắn mà nói không có bất kỳ độ khó, hắn chỉ là trước kia không có luyện chế qua tử linh đan, hắn nhất định muốn tại trong đầu diễn luyện mấy lần, dù sao luyện chế linh thảo chỉ có một phần. Viên khôn cùng cao đức minh xét diệp thần phong thất thần không hề động thủ, hai người bọn họ trong lòng là lại phẫn nộ vừa bất đắc dĩ bọn hắn biết hôm nay cuộc tranh tài này hay là la kỳ trắng hội thắng lợi rồi viên giai tuy nói cũng là ngũ phẩm luyện dược sư nhưng dù sao viên giai bước vào ngũ phẩm thời gian không lâu quan trọng nhất là viên giai vẫn không có luyện chế qua tử linh đan đây muốn lần thứ nhất luyện chế tử linh đan là có thể đem tím luyện chế linh đan thành công loại này tỷ lệ là phi thường thấp tôn nhiều năm lương khang an cùng giang an trí ba người này trên mặt bọn họ lần thứ hai lộ ra nụ cười, phảng phất hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của bọn hắn rồi. Xì xì, một tiếng, viên dai trong dược đỉnh đột nhiên toát ra một làn khói xanh đến. Người bên trong dược đỉnh linh thảo toàn bộ được đốt cháy thành cho bụi rồi, người lúc chế thuốc tâm tình bất ổn, tại thêm vào là lần đầu tiên luyện chế tử linh đan, này luyện chế thất bại cũng là hợp tình hợp lý. Tại viên giai luyện chế sau khi thất bại, cuộc tỉ thí này tại còn lại người xem ra đại cục đã định, căn bản không có làm hạ thấp đi cần thiết, Diệp Thần Phong chậm chạp không động thủ, tại còn lại trong mắt người, vốn là Diệp Thần Phong không biết làm sao luyện chế tử linh đan. Đốt ma cốc cùng mộ dung gia tộc phòng khách quý bên trong. Mục Thành Thông cùng mộ dung giang không ngừng thở dài lắc đầu, Mục Thành Thông đạo, lần này luyện dược các thực sự có mất công bằng A-Hát. Nhưng bọn họ lại nói được như thế đường hoàng, để cho chúng ta liền phản bác lý do cũng không tìm ra được, này tỷ thí xác thực không thể nhân nhượng mỗi một người, nhưng chỉ cần là người sáng suốt cũng có thể thấy được tôn nhiều năm bọn họ là tại nhầm vào Diệp Thần Phong tên tiểu tử này A-Hát. Mộ Dung Giang nói, nếu như Diệp Thần Phong vào lần này chế thuốc bên trong bại trận rồi, đối với hắn như vậy đã kích khẳng định lớn vô cùng, cuối cùng thiên huyền thịnh biển trận chung kết, nếu như hắn gặp phải tiêu giao cung, kim gia hoặc là thiên người của kiếm tông hắn là chắc chắn phải chết rồi ngồi ở một bên mục vân lương cùng mộ dung tô mưa hai người bọn họ cũng là nhíu chặt mày lên bọn hắn cũng phi thường tán đồng cha mình lời nói cuộc tranh tài này hay là đã là trần ai lạc định tiêu giao cùng phòng khách quý bên trong la thiên giang cùng la du trên mặt chữ điền là vẻ mặt tươi cười nhìn xem la kỳ trắng nhanh chóng luyện chế tử linh đan nhìn xem diệp thần phong đứng bất động đứng nguyên tại chỗ bọn hắn phi thường hài lòng cảnh tượng như vậy. La Thiên Giang nói: Ta hảo tâm muốn tha thứ tiểu tử này lúc trước hành vi, đáng tiếc hắn không có hảo hảo quý trọng cơ hội lần này. Ah! À La Tha Phương nói ra: Lão tổ, ngài nói không sai, tiểu tử này hoàn toàn là gieo gió gặt bão, đường sống không đi, hắn một mực phải đi tử lộ, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu đây. Hắn sẽ biết từ chối chúng ta tiêu giao cung, đây là một cái cỡ nào ngu ngu xuẩn hành vi. Về phần kim gia cùng thiên kiếm tông phòng khách quý bên trong, đồng dạng là một bộ xem kịch vui thái độ, diệp thần phong hoặc nhiều hoặc ít đã cùng bọn hắn có ma. Sát, còn nữa trước đó diệp thần phong cũng cự tuyệt bọn hắn lôi kéo, bọn hắn tự nhiên là tình nguyện chế diễu được rồi. Chính lúc lúc này, chậm chạp chưa động thủ diệp thần phong, hắn sốc lên trước mặt lò thuốc, thanh viêm trực tiếp bắn vào lò thuốc bên trong hắn đã tại trong đầu diễn luyện rất nhiều lần rồi. Bây giờ Diệp Thần Phong nhiều nhất có thể luyện chế ra tam văn đan, về phần tứ văn đan hắn vẫn không có thử nghiệm luyện chế qua. Nhưng dựa vào tam văn đan yếu vượt qua la kỳ trắng hẳn là chắc chắc có thừa sự tình. Diệp Thần Phong thuần thục đem một cây lại một cây linh thảo bắn vào bên trong dược đỉnh. Tôn nhiều năm thấy thế, hắn lạnh lùng nói, giả vờ giả Việt. Nhưng mà, Kèm theo diệp thần phong động tác càng ngày càng nước chảy mây trôi rồi, tôn nhiều năm sắc mặt bắt đầu chậm rãi sản sinh biến hóa. Đặc biệt là diệp thần phong bắt đầu dẫn động thiên địa linh khí rót vào đến trong dược đỉnh, lấy cỡ này thủ đoạn đến luyện chế ra nắm giữ đan văn đan dược. Tình cảnh này triệt để làm cho ở đây người biết hàng xứng sở rồi. Đây chính là viễn cổ thuật luyện đan, tại rất có cổ tịch trên có qua một ít miêu tả. Tại Diệp Thần Phong bên trong dược đỉnh từ từ có đan hương vị tung bay sau khi đi ra, tôn nhiều năm, Lương Khang An cùng Giang An trí sắc mặt đột biến, tôn nhiều năm ánh mắt ngưng lại, nói tiểu tử này là ngũ phẩm luyện dược sư. Hắn căn bản không phải tứ phẩm luyện dược sư. Diệp Thần Phong vừa vặn nghe được tôn trưởng năm, đối với luyện chế ngũ phẩm đan dược, cho dù phân thần một ít cũng không sao cả, hắn cười nói ta nhưng từ đầu tới cuối đều chưa từng nói qua, ta là tứ phẩm luyện dược sư, đây là các ngươi mong muốn đơn phương cho rằng. Đang nhìn đến Diệp Thần Phong thật sự biết luyện chế tử linh đan, hơn nữa thật giống yếu luyện chế thành công sau. Một cái nghịch chuyển, trong nháy mắt để viên khôn cùng cao đức rõ ràng mừng tít mắt, mà viên dai cũng ở một bên âm thầm vì Diệp Thần Phong nỗ lực lên. Bởi la kỳ trắng so với Diệp Thần Phong trước tiên luyện chế, hơn nữa là kỳ trắng luyện chế thủ pháp so sánh thô giáp cùng đơn giản. Tại la kỳ trắng lò thuốc trong nháy mắt xuất hiện ngũ sắc cầu vùng dị tượng. Lò thuốc mở ra. Hai viên nhất văn tử linh đan an tĩnh nằm ở lò thuốc bên trong. La kỳ trắng là luyện chế xong rồi, nhưng trên mặt hắn lại không có nửa điểm nụ cười. Nguyên bản hắn cho rằng Diệp Thần Phong căn bản sẽ không luyện chế tử linh đan. Bây giờ nhìn thấy Diệp Thần Phong luyện chế ra dáng, thậm chí có khả năng luyện chế ra dược lực hội vượt qua hắn này làm cho la kỳ trắng càng phát không thể tiếp nhận rồi hắn không nghĩ tới diệp thần phong rõ ràng ẩn núp sâu như vậy hắn không nghĩ tới diệp thần phong rõ ràng cũng là một gã ngũ phẩm luyện dược sư cuộc tranh tài này hắn la kỳ trắng dù như thế nào cũng không thể thua la kỳ trắng mịt mờ liếc mắt nhìn tôn nhiều năm cùng lương khang an bọn hắn mà tôn nhiều năm hơi hơi đối la kỳ trắng gật gật đầu chính lúc diệp thần phong luyện chế cũng phải chuẩn bị kết thúc từ bên trong dược đỉnh tung bay ra mùi thuốc càng ngày càng dày đặc thời điểm. Chỉ thấy chỉnh cái dược đỉnh rõ ràng sáng ngời chuyển động. Từ lò thuốc bên trên nứt ra rồi từng đạo đường vân nhỏ. Ầm, um, một tiếng. Diệp Thần Phong trước mặt lò thuốc trong nháy mắt nổ tung. Biến cố bất thình lình phát sinh quá đột nhiên, Diệp Thần Phong không kịp suy nghĩ nhiều quá, hắn chỉ muốn phải đem hết toàn lực bảo vệ đan dược trong lòng của hắn cũng biết đây nhất định là tôn nhiều năm bọn hắn dở cho quỷ. Lần này hắn đúng là nhất thời bất cẩn rồi, lại đang bắt đầu luyện chế đan dược trước, không có tỉ mỉ kiểm tra một lần lò thuốc. Diệp thần phong lò thuốc trong chớp mắt nổ tung. Này làm cho ở đây rất nhiều mọi người chưa hoàn hồn lại, đây là một chàng bất ngờ sao. Nhưng bất ngờ này không khỏi tới quá trùng hợp đi nha. Nguyên bản Diệp Thần Phong rất có thể sẽ nghịch chuyển cục diện, nhưng chính là yếu nghịch chuyển cục diện thời điểm, lò thuốc của hắn lại nổ tung. Lần này Diệp Thần Phong là nhất định phải bại trận. Đang nhìn đến Diệp Thần Phong lò thuốc nổ tung sau đó tôn nhiều năm ra vẻ một mặt tiếc hận. Nói xem ra lần này là chúng ta luyện dược các chuẩn bị không thỏa đáng A-Hát. Đương nhiên cũng có khả năng là vị này người dự thi thủ pháp luyện chế có vấn đề. Nhưng thi đấu cuối cùng là thi đấu. Bây giờ thắng bại đã phân. Chỉ có La Kỳ Bạch nhất người luyện chế được ngũ phẩm tử Linh Đan người thắng trận là La Kỳ Trắng. Chỉ thấy không người Diệp Thần Phong, hắn chậm rãi rỗi đứng thẳng lên, cả người hắn làm cho là mặt mày xám xịt, ánh mắt của hắn hí hành hạ, nói thi đấu còn chưa kết thúc đây. Người rất muốn ta thua sao, cho rằng để lò thuốc nổ tung ta liền không có biện pháp. Cho rằng như vậy các ngươi liền không có sơ hở nào. Chỉ có người yếu mới sẽ chơi loại này âm mưu. Diệp thần phong nhìn xem la kỳ trắng, nói, làm hiển nhiên ngươi chính là người yếu, chả nói cái gì yếu tại chế thuốc thượng cùng ta phân cao thấp, người ngay cả cho ta sách giày cũng không xứng. chương 2152, sáng ngủ kết thúc, xuất tiếng, Diệp thần phong khóe miệng nụ cười đang không ngừng mở rộng. Chỉ thấy bàn tay phải của hắn trung thanh viêm đang thiêu đốt, hai viên vẫn không có triệt để thành hình đan dược liền ở trong bàn tay của hắn. Tại vừa mới lò thuốc nổ tung trong nháy mắt, Diệp thần phong đúng lúc cứu giúp trở về hai viên không có thành hình đan dược, về phần mặt khác không có thành hình đan dược nhưng là theo lò thuốc đồng thời bị tạc phá hủy. Diệp thần phong nhưng là sẽ tay không luyện đan, nhưng là muốn luyện chế nắm giữ đan văn đan dược, hắn chưa từng có tay không luyện chế qua, không có lò thuốc dưới tình huống, muốn dẫn động thiên biện linh khí luyện chế ra nắm giữ đan văn đan dược, đây là cực kỳ khó khăn, coi như là chỉ một tay không luyện đan cũng là truyền thuyết rồi thậm chí là trí tôn luyện dược sư cũng không cách nào tay không luyện đan. Diệp thần phong sau lưng long tộc tộc trưởng dấu ấn từ từ vận chuyển. Từ long tộc tộc trưởng dấu ấn bên trong lan tràn ra một cỗ năng lượng bao phủ lại diệp thần phong thủ trưởng, làm cho lòng bàn tay của hắn phảng phất biến thành một cái tiểu hình lò thuốc. Bây giờ tím luyện chế linh đan đã chuẩn bị kết thúc, chính giữa lại dừng lại như thế một cái, muốn muốn lần nữa tiếp tục luyện chế vô cùng khó khăn, đồng thời còn muốn tại tay không dưới tình huống diệp thần phong ngưng thần nín hơi bây giờ hắn là phân tâm bó tay rồi hắn cực kỳ cẩn thận điều khiển thanh viêm hắn lần thứ hai bắt đầu dẫn động thiên địa linh khí đem thiên địa linh khí thận trọng rót vào đến trong lòng bàn tay hắn trong lòng bàn tay đan dược lần nữa có luyện chế khuynh hướng theo thanh viêm không ngừng thiêu đốt cô động hai viên thuốc đang nhanh chóng thành hình bởi không có lò thuốc cách trở người ở chỗ này có thể thấy rõ ràng diệp thần phong trong lòng bàn tay biến hóa của đan dược chỉ thấy hai viên tử linh đan thượng xuất hiện một vòng xinh đẹp đan văn tại vòng thứ nhất đan văn xuất hiện sau đó từ diệp thần phong trong lòng bàn tay tung bay ra đan hương vị là càng ngày càng nồng nặc sát theo đó hai viên tử linh đan thượng lại xuất hiện vòng thứ hai đan văn tại vòng thứ hai đan văn xuất hiện sau đó từ diệp thần phong trong lòng bàn tay tung bay ra đan hương vị là gấp mấy lần dâng lên bởi trên đường xảy ra cỡ này biến cố, đây là Diệp Thần Phong lần thứ nhất tay không luyện chế nắm giữ đan văn đan dược, để cho an toàn, hắn không chuẩn bị luyện chế tam văn đan, dù sao La Kỳ Trắng chỉ luyện chế được nhất văn đan, dựa vào nhị văn đan yếu vượt qua La Kỳ Trắng là chắc chắc có thừa. Diệp Thần Phong bàn tay phía trên, ngũ sắc cầu vùng dị tượng xuất hiện. Thanh viêm thu hồi trong cơ thể. Hai viên nhị văn tử linh đan thình lình nằm ở Diệp Thần Phong trong lòng bàn tay. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Hầu như tất cả mọi người sáng mắt mù rồi. Diệp Thần Phong dĩ nhiên cuối cùng tay không luyện chế được Nhị Văn Tử Linh Đan đến. Này tay không luyện đan trong truyền thuyết nhưng là Liền Trí Tôn luyện dược sư cũng không cách nào làm được, nhưng Diệp Thần Phong lại làm được, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ tương lai Diệp Thần Phong tại chế thuốc một đường thượng vô cùng có khả năng đến một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả trình độ. Từng đạo tiếng hít thở vang vọng tại trong không khí. Trận pháp các phòng khách quý bên trong. Tại vừa vặn lò thuốc nổ tung trong tích tắc, tất cả mọi người căng thẳng lo lắng, cho tới bây giờ Diệp Thần Phong tay không luyện đan xong xuôi, bọn hắn lại toàn bộ trợn tròn mắt, đương nhiên Tiết Uyển Tình là một cái ngoại lệ, lúc trước nàng và Diệp Thần Phong lần thứ nhất gặp phải thời điểm, người từng chứng kiến một lần Diệp Thần Phong tay không luyện đan rồi, người ngược lại là thanh một cái mảnh vụn cho thiếu chút nữa đã quên rồi tỉnh táo lại Vân Quang Vinh, nói, Diệp Lão Đệ cũng thiệt là, hắn, hắn đến cùng còn muốn sáng tạo ra bao nhiêu kỳ tích đến. Hôm nay cư nhiên liền trí tôn luyện dược sư đều không thể làm được tay không luyện đan, hắn đều có thể làm đã đến. Triệu tinh đồ tràn đầy đồng cảm, nói cùng các chủ cùng nhau, nhất định muốn có một cái trái tim mạnh mẽ, ai biết các chủ lúc nào sẽ đột nhiên cho chúng ta đến khiếp sợ như vậy một cái, hơn nữa mỗi lần khiếp sợ nội dung đều là khiến người ta trợn mắt hốc mồm. Lạnh tả long kích động cười nói, cũng còn tốt trái tim của ta rất mạnh mẽ, bất quá, các chủ càng cường đại, tương lai chúng ta trận pháp các liền càng cường đại. Tại trận pháp các bên trong một mảnh kích động thời điểm. Tiêu giao cung, thiên kiếm tông cùng kim ra phòng khách quý bên trong không phải là như vậy hỉ khí rồi, bọn hắn từng cái sắc mặt khôi phục âm trầm, Ngược lại là đốt ma cốc cùng mộ dung gia tộc cộng đồng phòng khách quý bên trong, bầu không khí rất tốt. Mục phân Lương khó mà tin nổi, nói: "Này Diệp Thần Phong đến cùng còn hay không là người? Đây chính là tay không luyện đan a hát, hơn nữa còn là tay không luyện chế ra nhị văn ngũ phẩm đan dược đến, so với hắn so sánh, La Kỳ trắng quả thực là quá bất kham rồi, nhất định là bọn hắn tại thần phong bên trong dược đỉnh động chân động tay." Mộ Dung Tô Mưa cũng nói: La Kỳ Trắng thật là một không thua nổi ra hỏa. Mục Thành Thông cùng Mộ Dung Giang đã trầm mặc sơ qua sau, hai người bọn họ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó không hẹn mà cùng nhìn hướng nơi so tài bên trong Diệp Thần Phong. Bọn hắn nhất định muốn một lần nữa đánh giá Diệp Thần Phong rồi, bọn hắn biết nếu như Diệp Thần Phong có thể tiếp tục trưởng thành, tương lai trên trời huyền giới tuyệt đối sẽ có Diệp Thần Phong một thế giới. Mộ Dung Giang nói, về sau hai người các người vẫn cứ muốn cùng tên tiểu tử này nhiều tiếp xúc một chút, ai biết tên tiểu tử này trên người đến cùng còn ẩn tàng nhiều ít bí mật. Ngồi ở thính phòng trong Ngô Lang Hương cùng Giang Thải Huyên, hai người bọn họ miệng cũng hơi hơi mở ra, các nàng không nghĩ tới Diệp Thần Phong dĩ nhiên là ngũ phẩm luyện dược sư, hơn nữa là hội tay không luyện đan, nhân vật bực này mang tới các nàng nơi đó cũng tuyệt đối là có thể quấy động phong vân. Ngô Lang Hương cùng Giang Thải Huyên liếc nhìn nhau, Giang Thải Huyên cười nói, Diệp Thần Phong người này ta chắc chắn phải có được. Ngô Lăng Hương không chịu yếu thế nói, Giang Thải Huyên, như vậy chúng ta liền đến so một lần, cuối cùng Diệp Thần Phong sẽ cùng theo đi thôi. Tại hầu như tất cả mọi người rơi vào khiếp sợ không gì sánh nổi bên trong thời điểm. Nơi so tài bên trong, La Kỳ Trắng hung hăng lắc đầu, trong miệng hắn tự nói, không thể, đây tuyệt đối không thể, người làm sao có thể sẽ tay không luyện đan ngươi làm sao có thể sẽ luyện chế ra nhị văn đan đến. Là kỳ mặt trắng sắc dữ tợn, hắn hoàn toàn mất đi cần phải có phong độ, ánh mắt của hắn hung hăng nhìn chầm chầm Diệp Thần Phong. Viên dai đã sớm sùng bái nhìn xem Diệp Thần Phong rồi. Vô cùng kích động viên khôn cùng cao đức rõ ràng xuất hiện tại Diệp Thần Phong bên cạnh, viên khôn ức chế không được tâm tình vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói Thần Phong, ngươi là ngũ phẩm luyện dược sư, ngươi làm sao không sớm nói cho chúng ta hơn nữa ngươi lại vẫn hội tay không luyện đan bực này chưa từng có ai bản lĩnh, ngươi nhưng là để cho ta cùng lão cao tâm tình trên trời đường cùng địa ngục giữa không ngừng bồi hồi. Diệp thần phong đem luyện chế hai viên nhị văn tử linh đan giao cho viên khôn cùng cao đức rõ ràng. Hai người bọn họ lại đem la kỳ trắng luyện chế ra hai viên nhất văn tử linh đan nắm trong tay, hai người bọn họ đi tới tôn nhiều năm ba người trước mặt, trong đó viên khôn nói ra, lão tổ, ta nghĩ kết quả rõ ràng đi nha cuộc tỉ thí này cuối cùng người thắng trận là Diệp Thần Phong. Bây giờ Diệp Thần Phong luyện chế ra chính là nhị văn đan, nhưng coi như là hắn luyện chế ra chính là nhất văn đan, hắn cũng như thường hội vượt qua la kỳ trắng. La kỳ trắng luyện chế đan dược bên trong chứa đựng tạp chất, mà Diệp Thần Phong luyện chế ra đan dược bên trong nhưng lại ngay cả một điểm tạp chất cũng không có, chuyện này quả thật là chuyện khó mà tin nổi. Lão Tổ, Lương Các Chủ, Giang Phó Các Chủ, các ngươi nói sao? tôn nhiều năm, Lương Khang An cùng Giang An chí sắc mặt dường như nuốt con ruồi, trong lòng bọn họ phẫn nộ cùng khiếp sợ nửa nọ nửa kia. Tôn nhiều năm con người híp lại nhìn xem Diệp Thần Phong, thật sự là Diệp Thần Phong các loại biểu hiện nằm ngoài dự đoán của hắn rồi. Tại Diệp Thần Phong trong dược đỉnh động chân động tay, này chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, dưới cái nhìn của hắn căn bản sẽ không dùng đến. Nhưng cuối cùng không những dùng đến rồi, hơn nữa dùng đến cũng không ngăn cản được Diệp Thần Phong thắng lợi. Diệp Thần Phong luyện chế đan dược sắc thực muốn so La Kỳ Bạch Cường thượng rất nhiều. Nắm Diệp Thần Phong đan dược và La Kỳ trắng đan dược đặt ở cùng một chỗ, hai loại đan dược căn bản không phải tại một cấp bậc thượng. Coi như là muốn nói xuông chứ không làm cũng không làm được rồi. Ở đây những này thính phòng người bên trong nhưng cũng không phải người mù a hát. Sắc mặt khó coi tôn nhiều năm, bộ ngực hắn uất khí tràn ngập, hắn không ngừng điều chỉnh nội tâm lửa giận, hắn tận lực để cho mình tâm bình khí hòa nói, lần này luyện dược sư tỷ thí, cuối cùng người thứ nhất chính là Diệp Thần Phong. La Kỳ trắng là Triệt để giải ra ngay tại chỗ, hắn vốn là muốn yếu tại chế thuốc thượng cho Diệp Thần Phong một cái không cách nào quên đả kích, nhưng kết quả lại trái ngược, hắn được Diệp Thần Phong cho đả kích, hơn nữa là đả kích nội tâm tan vỡ. Diệp Thần Phong tùy ý nhún vai một cái vai, hắn nhìn hướng La Kỳ trắng, nói, ngươi tại chế thuốc thượng vĩnh viễn cũng không cách nào vượt qua ta tại trước khi bắt đầu tranh tài liền ở bên trong dược đỉnh của ta động chân động tay, vậy thì chứng minh rồi các ngươi không tự tin, một cái đối với mình đều không có lòng tin người, ngươi làm sao có thể sẽ thắng lợi. Luyện dược sư thi đấu nhất định cũng chỉ biết là Diệp Thần Phong một người lóng lánh. La kỳ trắng cuối cùng bị trở thành Diệp Thần Phong làm nền, làm nổi bật lên Diệp Thần Phong kiểu như châu bò, nếu như Diệp Thần Phong lò thuốc không nổ tung, như vậy Diệp Thần Phong cũng sẽ không tay không luyện đan, cuối cùng cũng sẽ không tạo thành khiếp sợ như vậy. Bây giờ luyện dược sư thi đấu có thể nói là trần ai lạc định. chương 2153, nhân sinh một chết. Liền ở tất cả mọi người cho rằng hôm nay phong ba liền muốn lúc kết thúc. Tôn nhiều năm trong lòng phiền muộn tùy ý tăng trưởng, Diệp Thần Phong biểu hiện ra chế thuốc thiên phú quá cường đại, hắn và Diệp Thần Phong thù đã coi như là kết, hắn không thể bỏ mặc Diệp Thần Phong như thế tiếp tục trưởng thành, bằng không tương lai rất có thể sẽ uy hiếp được hắn nhưng hôm nay là thiên huyền thịnh điển cử hành trong quá trình hắn tôn nhiều năm cũng không dám trước mặt mọi người trái với quy tắc trong đầu hắn đột nhiên linh quang lóe lên hắn mịt mờ nhìn hướng một bên lương khang an dùng truyền âm phương thức phân phó đối phương vài câu lương khang an sắc mặt khẽ thay đổi bất quá hắn rất nhanh sẽ bình tĩnh lại hắn ánh mắt nhìn về phía diệp thần phong nói làm làm lần này luyện dược sư so tài người thứ nhất ta đối với người chế thuốc trình độ cảm thấy rất hứng thú nơi này có một phần lễ vật cho ngươi bạch một tiếng lương khang an cánh tay vung một cái một đạo lệnh bài màu đen nhanh chóng bay ra lệnh bài bay mặc dù nhanh nhưng không có giết thương lực diệp thần phong bản năng muốn né tránh nhưng này tấm lệnh bài thật giống đi theo hắn rồi bước chân của hắn di động lệnh bài tốc độ đột nhiên tăng cường bay thẳng vào diệp thần phong trong lồng ngực giống như là có người đang thao túng này tấm lệnh bài tại lệnh bài bay vào diệp thần phong trong lồng ngực sau lương khang an trong tay lại lấy ra một khối lệnh bài màu trắng hắn đột nhiên đem linh khí truyền vào lệnh bài màu trắng bên trong oanh một tiếng một vệt màu trắng kết giới trong nháy mắt đem lương khang an cùng diệp thần phong bao phủ trong đó đến khắp chung quanh những người khác toàn bộ được bài xích ở màu trắng bên ngoài kết giới đột nhiên phát sinh tình cảnh này, làm cho Diệp Thần Phong nhíu chặt lông mày, hắn đem bay vào trong lồng ngực của mình lệnh bài màu đen lấy ra, chỉ thấy trong lồng ngực của hắn lệnh bài màu đen trên có khắc một cái chết chữ, mà Lương Khang An trong tay lệnh bài màu trắng trên có khắc một cái sinh chữ. Lương Khang An cười nói, không hổ là lần so tài này người thứ nhất, người quả nhiên là có dũng khí A hát. Thậm chí ngay cả khiêu chiến của ta đều kế tiếp rồi. Chỉ sợ người trả giấu giếm thực lực chứ như vậy liền để cho ta tới mở mang đi lương khang an giọng rượu bên trong không thiếu có hy vọng hành hạ cùng trào phúng hắn căn bản sẽ không cho rằng diệp thần phong trả giấu diếm thực lực diệp thần phong căn bản không thể nào là lục phẩm luyện dược sư tuổi tác của hắn mới bao lớn cho dù lui vạn bước mà nói dù cho diệp thần phong đúng là lục phẩm luyện dược sư thì lại làm sao hắn lương khang an thân là luyện dược các các chủ hắn nhưng là thứ thiệt bát phẩm luyện dược sư hắn tuyệt đối không thể nào biết bại bởi Diệp Thần Phong. Được bài xích tại bên ngoài kết giới mặt viên khôn cùng cao đức rõ ràng sắc mặt đột nhiên kịch biến, hai người bọn họ bật thốt lên, một sống một chết. Thấy nằm ở màu trắng trong kết giới Diệp Thần Phong có phần mờ mịt, viên khôn lập tức giải thích một lần. Này một sống một chết là chuyên môn dùng để luyện dược sư ở giữa sinh tử quyết đấu, tại một sống một chết trong kết giới chỉ có thể lấy chế thuốc đến phân ra thắng bại, tất cả cùng chế thuốc không quan hệ sức mạnh đều sẽ được trong kết giới năng lượng biến thành giải. Mở ra một số một chết chính là hai tấm lệnh bài, có nắm sinh khiến người hướng về người khiêu chiến, chỉ muốn đối phương tiếp nhận tử lệnh. Như vậy có nắm sinh khiến người là có thể trực tiếp mở ra một số một chết rồi. Tử lệnh tiến vào Diệp Thần Phong trong lồng ngực, đây coi như là tại trên người hắn rồi, chẳng khác gì là hắn tiếp nhận lương khang an chế thuốc sinh tử quyết đấu này tôn nhiều năm cùng lương khang an thực sự là giỏi tính toán. cứ như vậy, trận này sinh tử đấu thật giống chính là diệp thần phong chính mình đỡ lấy được rồi. bọn hắn sẽ không có trái với thiên huyền thịnh điển quy tắc. còn nữa tiêu giao cung thiên kiếm tông cùng kim ra cùng diệp thần phong không hợp nhau, nhất định sẽ đứng ở tôn nhiều năm bọn hắn bên này. bây giờ bọn hắn lại có như thế một cái lý do hưởng gạo, này đúng là có thể niêm phong lại những người khác nghiệt này một sống một chết là luyện dược các tổ tiên lưu lại. Một khi mở ra, coi như là thần vương cảnh cường giả cũng không cách nào phá tan kết giới này. Hơn nữa tại này một sống một chết trong kết giới, có nhất cổ tự chủ phân biệt đan dược dược lực cao thấp năng lượng. Hai cái tại một sống một chết nội luyện thuốc người, tại chế thuốc sau khi hoàn thành, nguồn năng lượng này sẽ tự động phán đoán của người nào đan dược dược lực cường hãn. Thất bại một phương, trực tiếp sẽ bị một sống một chết trong kết giới cường hãn năng lượng cho xóa bỏ, sau đó này một sống một chết liền hội tự động đóng lại. Song phương so đấu đan dược, này chính là có nắm sinh khiến người quyết định, có nắm sinh khiến người luyện chế đan dược gì, như vậy có nắm tử lệnh người cũng nhất định muốn luyện chế đan dược gì, cho nên này tôn nhiều năm cùng Lương Khang An bọn họ là quyết tâm yếu giết chết Diệp Thần Phong rồi. Diệp Thần Phong từ viên khôn giải thích bên trong hiểu được này một sống một chết sau, nội tâm hắn có vẻ rất bình tĩnh. Nếu như nơi này là giao đấu vũ lực, như vậy hắn vẫn đúng là sẽ lo lắng đây. Dù sao lương khang an nhưng là thiên thần cảnh cường giả. Nhưng bây giờ so đấu chính là chế thuốc. Diệp thần phong trái lại trong lòng nhất không lên bất kỳ một tia gợn sóng đến. Này lương khang an là bát phẩm luyện dược sư. Lẽ nào hắn diệp thần phong cũng không phải là sao? Viên khôn, cao đức minh hòa viên dài phẫn nộ che kín cả khuôn mặt. Viên khôn nhìn xem tôn nhiều năm, nói, lão tổ, các ngươi đây là muốn làm gì? Các ngươi cần phải muốn giết chết thần phong mới cam tâm sao? Tôn nhiều năm lạnh nhạt nói, người đây là nói gì vậy? Tử lệnh là tiểu tử này chính mình đỡ lấy, lẽ nào ngươi không biết một sống một chết quy củ không? Chỉ cần là đối phương đỡ lấy tử lệnh, như vậy liền chẳng khác gì là đồng ý chế thuốc sinh tử đấu, trận này sinh tử đấu là tiểu tử này đáp ứng một sống một chết đích thật là có như thế một quy củ. Trung Châu rất nhiều người đều biết quy củ này, nhưng là tại Lương Khang An bay ra lệnh bài thời điểm, hắn căn bản liền một câu giới thiệu đều không có, tôn nhiều năm hoàn toàn là tại cãi chảy cãi cối rồi. Tại một sống một chết mở ra sau, đang ở trận pháp các phòng khách quý bên trong tất cả mọi người, trong lòng bọn họ đồng thời một cái lộp bộp, bao quát tiết huyền tình đám người cũng là như thế, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong chỉ là thất phẩm luyện dược sư A H. Nếu như cùng bát phẩm luyện dược sư Lương Khang An sinh tử đấu, căn bản không có một tia sinh khả năng. Triệu tinh đồ, Vân Quang Vinh cùng tiết huyền tình đám người, bọn hắn toàn bộ vội vã xuất hiện tại nơi so tài bên trong. Diệp thần phong thân là trận pháp các các chủ sự tình vẫn không có công khai, nhưng triệu tinh đồ các loại người nội tâm nhưng là phi thường tôn kính Diệp thần phong, triệu tinh đồ các loại 10 vị phó các chủ là hoàn toàn phẫn nộ rồi. Triệu tinh đồ phẫn nộ quát, các người luyện dược các đến cùng muốn làm gì? Tại triệu tinh đồ chất vấn lời nói lối ra sau đó từ rất nhiều phòng khách quý bên trong dồn dập bay ra từng đạo bóng người, đã rơi vào nơi so tài bên trong. Tiêu giao cung lão tổ La Thiên Giang cùng tông chủ La Tha Phương, hai người bọn họ chắn triệu tinh đồ đám người trước mặt. La Thiên Giang nói, triệu các chủ, tâm bình khí hòa một ít, làm người hay là phải đem đạo lý, là tiểu tử này chính mình đỡ lấy tử lệnh, các ngươi bây giờ trách tội luyện dược các có ý nghĩa sao? Lại nói, các ngươi chẳng lẽ không biết một sống một chết tác dụng sao? Một khi mở ra một sống một chết, liền tất cần phải có một người chết ở trong kết giới, hơn nữa này một sống một chết kết giới, e sợ tại toàn bộ Trung Châu không người nào có thể phá tan, việc đã đến nước này, ta xem chúng ta vẫn là thưởng thức một hồi chế thuốc sinh tử đấu đi này thanh nguyệt tông tiểu tử nhưng ghê gớm vô cùng, mỗi lần cũng có thể ngăn cơn sóng dữ nói không chắc lần này hắn cũng được, người nói đúng hay không. La Thiên Giang trong giọng nói tràn đầy vui sướng, Diệp Thần Phong có thể đủ thắng quá bát phẩm luyện dược sư lương Khang An. Cho dù Thái Dương từ phía tây bay lên, điều này cũng là chuyện không thể nào. Thiên kiếm tông cùng kim gia người cũng đứng ra dồn dập mở miệng tán thành La Thiên Giang lời nói nốt ma cốc cùng ngộ dung ra người, bọn hắn nhưng là trầm mặc không nói. bọn hắn biết bây giờ căn bản là chuyện vô bổ rồi. bây giờ một sống một chết đã mở ra, lấy sức mạnh của bọn họ không cách nào phá mở kết giới này, coi như là mở miệng cũng vô dụng. như thế một cái kinh thế tài năng lẽ nào liền thật sự phải ở chỗ này vẫn lạc sao? nhìn xem bị vây ở một sống một chết bên trong diệp thần phong, tiết huyền tình lạnh lẽo mặt cũng lại lạnh lẽo không nổi nữa tâm tình của nàng hoàn toàn không kiểm soát. Người chỉ biết là Diệp Thần Phong là thất phẩm luyện dược sư, nếu như Lương Khang An yếu luyện chế bát phẩm đan dược, như vậy Diệp Thần Phong làm sao có thể vượt qua Lương Khang An, cuối cùng chỉ biết được là một số một chết bên trong sức mạnh cho xóa bỏ. Tiết huyền tình liều lĩnh tăng lên bên trong thân thể linh khí, người bắt đầu điên cuồng công kích kết giới, nhưng công kích của nàng tại một số một chết kết giới thượng căn bản không có nổi chút tác dụng nào thấy tiết huyền tình tựa như phát điên được dẫn công kích trước. Trong kết giới diệp thần phong cuối cùng mở miệng, huyền tình, người dừng lại, người tin tưởng ta sao? Ta sẽ còn sống, bởi vì ta đã đáp ứng sẽ giúp ngươi hoàn thành trong lòng tâm nguyện, lẽ nào ngươi không tin lời ta nói lời nói? Nghe vậy, tiết huyền tình thật sự ngừng lại, nàng nhìn diệp thần phong bình thản cũng rất là chân thành ánh mắt, người không tự chủ muốn đi tin tưởng người đàn ông này. Chương 2154, Thần Vương phá cảnh đan. Cho tới bây giờ Diệp Thần Phong trả bình tĩnh như vậy. Lương Khang An không muốn lãng phí thời gian rồi, hắn lấy ra hai phần linh thảo, trong đó một phần linh thảo ném cho Diệp Thần Phong, nói ta muốn luyện chế bát phẩm thần vương phá cảnh đan, ngươi là tiếp thu khiêu chiến người, cho nên ta người khiêu chiến này trước tiên luyện chế, ngươi có thể ở một bên thật tốt nhìn ta một chút là như thế nào luyện chế. Ngươi chính là lần so tài này người thứ nhất, ta nghĩ ngươi cũng chắc chắn sẽ không để cho ta giữ lại thực lực A. À, ta toàn lực ứng phó mới là đối tôn trọng của ngươi. Lương Khang An thật đúng là một cái danh xứng với thực ngụy quân tử, nói ngược lại là tốt như vậy nghe, hắn thân là luyện dược các các chủ, hắn làm mỗi chuyện cũng sẽ không xem thường, cho dù đối phương chỉ là một con con kiến, hắn cũng sẽ dốc toàn lực đi dẫm chết, voi lớn được con kiến cắn chết sự tình, trên trời huyền giới phát sinh rất nhiều. Hán Lương Khang An cũng sẽ không phạm loại này sai lầm, vì cái gì mặt mũi, mà lựa chọn cùng diệp thần phong giao đấu luyện chế ngũ phẩm đan dược. Thần vương phá cảnh đan tính là một loại phổ thông bát phẩm đan dược, loại đan dược này là đặc biệt nhằm vào thần vương cảnh cường giả. Nhưng loại đan dược này không thể trực tiếp để thần vương cảnh cường giả đột phá, có thể thêm đại thần vương cảnh cường giả đột phá tỷ lệ. Nhưng cho dù như thế, một viên thần vương phá cảnh đan cũng là một đan khó cầu. Tại Lương Khang An đưa ra yếu luyện chế bát phẩm thần vương phá cảnh đan sau đó viên khôn cùng vân quang vinh các loại trong lòng người một ít còn sót lại một chút hy vọng cũng tan vỡ. Mà Tiết Huyền Tình đang nghe Diệp Thần Phong lời nói sau, người ngược lại là bình tĩnh một chút, nhưng trong lòng vẫn là không cầm được lo lắng, Diệp Thần Phong đột phá đến thất phẩm luyện dược sư không bao lâu đây. Căn bản không có thể đột phá đến bát phẩm luyện dược sư. Coi như là như thế nào đi nữa thiên tài người, từ thất phẩm bước vào bát phẩm cũng cần thời gian rất dài mà diệp thần phong bước vào thất phẩm mới bao nhiêu tháng một tháng đâu này vẫn là hai tháng nhanh như vậy là có thể bước vào bát phẩm coi như là viễn cổ thời đại nọ vậy thiên tài tuyệt luân niên đại cũng xưa nay không lại có chuyện như vậy phát sinh cho nên thiết huyền tình chỉ là đem tâm tình áp chế trong lòng lo lắng kỳ thực một tia đều không có giảm bớt Triệu Tinh đồ các loại tất cả mọi người bên trong thân thể thật khí thế toàn bộ bạo phát ra, đang ở một sống một chết bên trong Diệp Thần Phong. Hắn nói ra, Triệu Lão, các ngươi không cần như vậy. Này một sống một chết các ngươi so với ta biết tin tưởng, các ngươi không phá ra được kết giới này. Nếu như tin tưởng ta, như vậy các ngươi liền ở bên ngoài hãy chờ xem. Triệu Tinh đồ các loại trong lòng người do giữ bất định, bọn hắn biết Diệp Thần Phong nói đều là sự thực bọn hắn coi như là dùng hết toàn lực cũng không cách nào phá tan một sống một chết trong lòng bọn họ chậm rãi thở dài sau đó bọn hắn rút cục tướng khí thế tạm thời thu liếm lúc này thính phòng bên trong đã sớm là bạo phát ra kinh người tiếng ẩm ý rồi hôm nay trận này luyện dược sư thi đấu quả thực là biến đổi bất ngờ diệp thần phong lấy kinh người tay không luyện đan su thế hái chiếm quán quân tại tất cả mọi người cho rằng hẳn là yếu hạ màn thời điểm Lương Khang An dĩ nhiên đối Diệp Thần Phong mở ra một sống một chết. Hơn nữa muốn cùng Diệp Thần Phong giao đấu là bát phẩm thần vương phá cảnh đan, đây không phải trực tiếp thanh Diệp Thần Phong hướng về tử lộ thượng bức ma. Luyện dược các quả thực quá không công bình, mọi người đều biết La Kỳ Trắng là tôn nhiều năm đệ tử, không phải là La Kỳ Trắng đã thua bởi Diệp Thần Phong ma. Lẽ nào luyện dược các liền như thế không thua nổi sao? đường đường luyện dược các các chủ thậm chí ngay cả một sống một chết cũng dùng đến rồi. Đúng vậy, càng thêm không, hổ thẹn chính là Lương Khang An lại muốn cùng Diệp Thần Phong giao đấu bát phẩm thần vương phá cảnh đan. Này Diệp Thần Phong chỉ là ngũ phẩm luyện dược sư mà thôi, này rất rõ ràng là trực tiếp muốn Diệp Thần Phong tính mạng. Lời nói cũng không làm được nói như vậy, này Diệp Thần Phong quá kiêu ngạo cuồng vọng một ít, Lương các chủ cách làm cũng không có gì không ổn. Tại thính phòng bên trong có ủng hộ Diệp Thần Phong, cũng tương tự có ủng hộ tôn nhiều năm cùng Lương Khang An bọn hắn. Mà mang mạng che mặt Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên mày liễu đã sớm là nhíu thật chặt rồi. Diệp Thần Phong là các nàng xem bên trong muốn mang về từng người ra trong tộc người. Các nàng đương nhiên không hy vọng Diệp Thần Phong có chuyện rồi. Còn nữa Diệp Thần Phong trước đó tính là đối với nàng nhóm có ân cứu mạng. Hơn nữa, hơn nữa, các nàng cũng không có thiếu được Diệp Thần Phong chiếm đi tiện nghi đối với một cái chiếm chính mình tiện nghi nam nhân, các nàng đương nhiên là sẽ có một số khác biệt ý nghĩ. Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên tuy rằng là tới từ ở Ngô Gia cùng Giang Gia, trên người các nàng tuy rằng bảo lưu lại một ít lá bài tẩy, thế nhưng các nàng cảm giác ra này một sống một chết đặc thù, chỉ sợ coi như là các nàng thi triển lá bài tẩy, muốn đem này một sống một chết kết giới phá tan, cái này cũng là một cái thập phần chuyện khó khăn. Giang Thải Huyên hỏi, Ngô Lăng Hương, người có phương pháp phá giải sao? Ta cũng không làm được trơ mắt nhìn tên tiểu hỗn đản này chết rồi, hắn mới bao nhiêu tuổi. Hắn có thể đủ tại bực này tuổi tác nắm giữ ngũ phẩm luyện dược sư cấp bậc, đây tuyệt đối là chuyện khó mà tin nổi rồi, huống hồ hắn vẫn là trận pháp mạnh mẽ tông sư. Trước đó Giang Thải Huyên cùng Ngô Lăng Hương đều biết Diệp Thần Phong Cốt Linh chỉ có 29 được rồi, đương nhiên bây giờ Diệp Thần Phong Cốt Linh đã có 30 rồi. Một cái 29 hoặc là 30 tuổi bát phẩm luyện dược sư, này có thể sao? Này là căn bản chuyện không thể nào, cho nên Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên cho rằng Diệp Thần Phong là phải thua không thể nghi ngờ. Ngô Lăng Hương nói, bây giờ chỉ có thể đi một bước xem một bước rồi, sau đó tại tối ngàn cân treo sợi tóc, hai chúng ta yếu không giữ lại chút nào động thủ, lợi dụng gia tộc cho chúng ta bảo mệnh lá bài tẩy đến lúc đó nói không chắc tạm thời có thể tại một số một chết thượng mở ra một vết thương đến, như vậy chúng ta là có thể thanh diệp thần phong cứu ra. Giang Thải Huyên không có phản bác gật gật đầu. Bây giờ vui vẻ nhất không gì bằng tiết ra, tiêu ra cùng thánh ma tông chờ cùng diệp thần phong có ân oán tông môn, bọn hắn ước gì diệp thần phong lập tức sẽ chết, dù sao diệp thần phong tình thế quá vượt, nói thật ra, trong lòng bọn họ thật là có chút lo lắng sợ hãi phù sư các phòng khách quý bên trong. Hai vị lão tổ du thạch thanh cùng đoạn đông nói, lông mày của bọn họ nhân thành một cái sông choan chữ, mà cố hình nhi nhưng là giàu dĩ, không vui ngồi ở một bên. Từ khi trước đó cố hình nhi tại đấu vòng loại bên trong đã thua bởi diệp thần phong, nàng liền trở nên trầm mặc lại. Hôm nay là Du Thạch Thanh lôi kéo Cố Hinh Nhi mới đi tới nơi này quan sát luyện dược sư chung kết quyết tái. Du Thạch Thanh cùng đoạn đông nói đều là tính cách sang sảng người, bọn hắn không thích nhất liền là loại kia chơi âm mưu quỷ kế người rồi. Luyện dược các lương khang an làm như vậy thực sự để cho bọn họ tức giận, đáng tiếc bọn hắn cũng không sen tay vào được. Dù thạch thanh thở dài nói, cái này gọi diệp thần phong tiểu ra hỏa, thực sự là thật là đáng tiếc, hắn một lần lại một lần nằm ngoài dự đoán của ta, nếu như hắn có thể cứ như vậy tiếp tục trưởng thành, như vậy tương lai thiên huyền giới trận pháp cùng chế thuốc, hắn tuyệt đối có thể làm được suy ngã độc tôn, bây giờ một số một chết đã mở khải, bát phẩm thần vương phá cảnh đan chính là Lương Khang An sở trường nhất đan dược, tên tiểu tử này căn bản không thể nào biết luyện chế bát phẩm đan dược. Đoạn đông nói cũng lắc đầu nói, lão du, này luyện dược các sự tình chúng ta là không cách nào nhúng tay, chúng ta vẫn là suy nghĩ thật kỹ phù sư trận chung kết đi. Một khi trận chung kết kết thúc, cái kia mặt nạ màu đen tiểu ra hỏa liền muốn trở thành chúng ta một người trong đó đệ tử, đây mới là ta hiện tại cảm thấy hứng thú nhất sự tình. Cố hình nhi mày liễu trong nháy mắt nhíu lại, bây giờ trong lòng nàng nghĩ toàn bộ đều là cái kia mặt nạ màu đen người, người nhất định phải tại phù sư trận chung kết thời điểm, hoàn toàn đem mặt nạ màu đen nam nhân cho chiến thắng, mà lúc này bị vây ở một số một chết bên trong diệp thần phong, người hoàn toàn không có tâm tình đi bận tâm. Luyện khí các phó các chủ vương hưng hoài, hắn cũng xuất hiện tại một số một chết bên ngoài kết giới, trong lòng của hắn rất là yêu thích Diệp Thần Phong, bằng không ban đầu ở Huyền Châu, hắn cũng sẽ không nâng đỡ Diệp Thần Phong rồi. Đang ở một số một chết bên trong lương Khang An, hắn xuất hiện trước mặt một cái dược đỉnh, một đóa bạch sắc hỏa diễm từ trong lòng bàn tay của hắn bốc lên, tại đem hỏa diễm đạn vào lô thuốc sau đó hắn bắt đầu cực kỳ thuần thục luyện chế bát phẩm thần vương phá cảnh đan, hắn luyện chế thủ pháp cực kỳ nước chảy mây trôi, xem ra này thần vương phá cảnh đan đúng là hắn sở trường nhất một loại đan dược. Đứng ở một số một chết bên ngoài, nguyên bản một mực nằm ở dãi ra cùng không dám tin tưởng bên trong la kỳ trắng, hắn giờ khắc này tâm tình của nội tâm khôi phục một ít, la thiên giang cùng la tha phương xuất hiện tại bên cạnh hắn, la tha phương vỗ vỗ con trai mình vai, nói kỳ trắng, đừng vì một cái yếu người chết nghĩ quá nhiều. La Thiên Giang cũng gật đầu nói, đúng vậy, tương lai người phải đi đường trả rất dài, người và tiểu tử này không phải cùng một cái tiểu thế giới. Hôm nay qua đi diệp thần phong danh tự này đều sẽ không tồn tại, hắn tối đa cũng chỉ là phù dung chớm nở mà thôi. La kỳ trắng khóe miệng cuối cùng cũng coi như lần nữa chậm rãi lộ ra nụ cười, hắn nhìn xem một sống một chết bên trong chấn định như thế diệp thần phong, hắn không khỏi tự nói ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể bình tĩnh tới khi nào. Cho tới bây giờ lại vẫn làm bộ chương 2155, kéo dài thời gian. Hôm nay luyện dược sư thi đấu, có thể nói là biến đổi bất ngờ rồi. Đường đường luyện dược các các chủ, thứ thiệt bát phẩm luyện dược sư, dĩ nhiên khiêu chiến một tên thiên tài ngũ phẩm luyện dược sư. Kết quả này chả cần phải xem sao. Ngũ phẩm luyện dược sư làm sao có khả năng thắng được qua bát phẩm luyện dược sư. Cuống hồ bọn hắn tỉ thí luyện chế vẫn là bát phẩm thần vương phá cảnh đan. Diệp Thần phong căn bản không có chút nào phần thắng, hầu như nhất định sẽ được một sống một chết trong kết giới năng lượng cho tàn phá. Ở đây ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung vào màu trắng kết giới bên trong. Tiết Huyền Tình cùng Triệu Tinh đồ đám người là tâm loạn như ma. Chỉ thấy trong kết giới Lương Khang An, hắn đang nhanh chóng luyện chế Thần Vương Phá cảnh đan, mỗi một bước, hắn đều là không chút hoang mang xử lý cực kỳ hoàn mỹ, có thể nói hắn tại chế thuốc thượng quả nhưng là có một bộ Đứng ở Lương Khang An đối diện Diệp Thần Phong, hắn bình tĩnh nhìn đối phương nhất cử nhất động, tại kết giới này bên trong, một khi một phương khác tại bắt đầu chế thuốc, còn có một phương cũng sẽ bị trong kết giới một nguồn sức mạnh cho đã cách trở, căn bản là không cách nào tới gần một phương khác. Này một sống một chết thuần túy là dùng để tiến hành chế thuốc thượng sống chết chiến. Căn cứ Diệp Thần Phong phân tích, Lương Khang An luyện chế này thần vương phá cảnh đan, tại trôi chảy độ này một ít phương diện Hắn cơ hồ là đã tới hoàn mỹ, hơn nữa hắn luyện chế đan văn thủ pháp ngược lại cũng cực kỳ không tầm thường, tối thiểu đang luyện chế Thần Vương phá cảnh đan thời điểm, hết thảy đều có thể lấy nắm giữ ở hắn trong tay chính mình. Diệp Thần Phong là ở Viễn Cổ Tù Thiên Giới nội tấn thăng đến bát phẩm luyện dược sư, có thể nói hắn đối với bát phẩm đan dược nắm chắc còn không phải rất tốt, hắn mới vừa vặn bước vào bát phẩm, mà Lương Khang An bước vào bát phẩm đã rất lâu rồi. Tuy rằng Diệp Thần Phong chế thuốc thủ pháp so với Lương Khang An huyền diệu rất nhiều, thế nhưng Lương Khang An lại thắng ở so với Diệp Thần Phong quen thuộc thần vương phá cảnh đan, dù sao loại đan dược này là hắn sở trường nhất. Bây giờ Diệp Thần Phong muốn vượt qua Lương Khang An, chỉ có tại đan văn bên trên thủ thắng, nhưng Lương Khang An đến cùng có thể luyện chế ra mấy văn đan đến đâu này. Theo thời gian từ từ trôi qua, Lương Khang An chế thuốc động tác càng lúc càng nhanh, từng đợt nồng nặc đan hương vị từ lò thuốc bên trong tung bay đi ra. Lương Khang An sử dụng chính là thượng phẩm địa chi đỉnh. Nồng nặc đan hương vị tại trong kết giới có càng ngày càng mãnh liệt xu thế. Nghiêm ác trên sân khoảng không sắc trời đột nhiên tối lại, mấy đóa mây đen đem thái dương cho che chắn đi lên. Từng đợt tiếng sấm rền, bắt đầu từ mây đen bên trong truyền đến đi ra. Một khi bát phẩm đan dược luyện chế mà thành, nhất định là hội dẫn động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Bát phẩm đan dược đã là cao giai đan dược. Bát phẩm đan dược bên dưới xúc động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, có thể sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng bát phẩm hoặc là bát phẩm bên trên đan dược, hắn xúc động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất là cực kỳ nguy hiểm, cho nên bình thường tại luyện dược sư luyện chế bát phẩm hoặc là bát phẩm trở lên đan dược thời điểm, trước đó đều sẽ làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, để tại cảnh tượng kỳ dị trong trời đất phủ xuống thời điểm, có thể mang hắn chống lại. Nhưng bây giờ đang ở một sống một chết bên trong Lương Khang An, hắn ngược lại là không cần phải lo lắng dẫn động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất phiền toái, này một sống một chết kết giới có thể ngăn trở cái kia chút nguy hiểm cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, khiến hắn có thể thành công luyện chế ra bát phẩm đan dược đến. Bất quá, này một sống một chết nhất định muốn hai người đồng thời tiến vào, hơn nữa cuối cùng nhất định muốn có một người được một sống một chết bên trong sức mạnh cho xóa bỏ bằng không này một sống một chết thật đúng là một cái luyện chế cao giai đan dược địa phương tốt. Mỗi một loại bát phẩm đan dược phủ xuống cảnh tượng kỳ dị trong trời đất power cũng khác nhau, rất nhiều lúc liền ngay cả Lương Khang An chính mình chuẩn bị sẵn sàng, hắn đều sẽ làm cho mặt mày xám xịt, cho nên mỗi một năm luyện dược các luyện chế ra bát phẩm đan dược cũng là cực kỳ có hạn. Trong mây đen bắt đầu có ánh chớp lấp lánh rồi vây quanh ở một số một chết bên ngoài kết giới người lui về phía sau mở một chút, bọn họ cũng đều biết đang ở một số một chết bên trong Diệp Thần Phong cùng Lương Khang An, tại tỉ thí kết quả chưa hề đi ra trước đó, hai người bọn họ chắc chắn sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, ngược lại là bọn hắn những này đứng ở bên ngoài kết giới người, rất có thể được bát phẩm đan dược dẫn động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất gây thương tích. Âm âm, âm âm, âm âm. Tiếng nổ lớn trong dây lát vang vọng ở trong thiên địa, một đạo lại một đạo to lớn từ sắc thiên lôi, từ mây đen từ nhanh chóng đánh xuống, nặng nề hướng đánh vào màu trắng kết giới bên trên. Tại tử sắc thiên lôi đánh xuống trong nháy mắt, người chung quanh lùi càng thêm sau rồi. Cái này từng đạo tử từ sắc thiên lôi khiến người ta kinh hồn táng đảm, chỉ sợ coi như là địa thần cảnh cường giả, nếu là bị bực này power thiên sấm đánh chúng, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc mất mạng. Từ trong mây đen trọn vẹn đánh xuống 18 đạo thiên lôi. Tại 18 đạo tử sắc thiên lôi toàn bộ được một số một chết màu trắng kết giới chặn lại rồi sau. Giữa bầu trời mây đen đang từ từ tản đi rồi, Lương Khang An trước mặt bên trong dược đỉnh đan hương vị nồng nặc đã đến một cái hóa không ra trình độ. Đợi đến mây đen hoàn toàn tán đi, Thái Dương một lần nữa lộ lúc đi ra. Lương Khang An đột nhiên đem bên trong dược đỉnh hỏa diễm cho thu lại rồi, chỉ thấy chỉnh cái dược đỉnh bên trong nằm ba viên màu xanh đan dược mỗi một viên thuốc thượng đều có ba vòng đan văn nói cách khác lương khang an hắn luyện chế được tam văn thần vương phá cảnh đan tam văn đan cũng là bây giờ diệp thần phong có thể luyện chế cực hạn hắn vẫn không có đã nếm thử luyện chế tứ văn đan đây bây giờ muốn vượt qua lương khang an chỉ có mạo hiểm luyện chế tứ văn đan mới được rồi nhưng là hắn có thể đủ một lần liền luyện chế ra tứ văn thần vương phá cảnh đan sao Tại Lương Khang An luyện chế ra tam văn thần vương phá cảnh đan sau đó tôn nhiều năm cái này luyện dược các lão tổ, hắn là hài lòng gật đầu, nói, đúng vậy, xem ra Khang An những năm này chế thuốc trình độ lại tăng lên không ít, này luyện chế thần vương phá cảnh đan là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió rồi. Viên khôn, viên dai cùng cao đức rõ ràng lửa giận trong lòng căn bản không chỗ phóng thích, Diệp thần phong bây giờ đối mặt như vậy tuyệt cảnh, nhưng bọn họ nhưng lại ngay cả một điểm bận bịu cũng không giúp được. Luyện chế xong đan dược lương khang an, hắn lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong, nói, hiện tại giờ đến phiên ngươi luyện chế thần vương phá cảnh đan, có muốn hay không đem lò thuốc của ta cho ngươi mượn. Đúng rồi, ngươi biết thần vương phá cảnh đan đan phương sao? Ta thiếu chút nữa đã quên rồi, này thần vương phá cảnh đan chính là là của ta tư hữu đan phương, ta là không thể cho ngươi xem. Bất quá, ngươi thân là lần này luyện dược sư so tài người thứ nhất. Ta nghĩ này cũng đều là không làm khó được ngươi chứ?" Diệp Thần Phong không có lấy ra Thiên Chi Bạch Ngọc Đỉnh, hắn lấy ra chính là trung phẩm địa chi Hỏa Long Đỉnh. Hỏa Long Đỉnh mặc dù chỉ là trung phẩm, nhưng cũng không so với bình thường thượng phẩm địa chi đỉnh kém, Thiên Chi Bạch Ngọc Đỉnh bây giờ còn không thích hợp lấy ra, hắn tin tưởng dựa vào Hỏa Long Đỉnh, hắn là có thể vượt qua Lương Khang An, hắn chỉ cần tại trong đầu nhiều diễn luyện mấy lần luyện chế thần vương phá cảnh đan quá trình là được rồi chỉ là một tấm thần vương phá cảnh đan đan phương không làm khó được Diệp Thần Phong, lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh thân là trí tôn luyện dược sư, hắn như thế nào lại không có thần vương phá cảnh đan đan phương đâu này. Tại đem địa chi hỏa long đỉnh nắm sau khi đi ra. Đứng ở hỏa long đỉnh trước mặt Diệp Thần Phong, hắn lại đang mọi người nhìn không chớp mắt dưới ánh mắt, đem con mắt của mình cho đóng lại. Hắn bắt đầu ở trong đầu một lần lại một lần diễn luyện gặp, Lương Khang An nhìn thấy Diệp Thần Phong dĩ nhiên nhắm mắt lại, hắn lạnh lùng nói, ngươi là đang trì hoãn thời gian sao? Ngươi cái này căn bản là tại vùng vẫy dẫy chết, của ta đan dược đã luyện chế xong, nếu như ngươi tại trong vòng 5 ngày không thể luyện chế ra đan dược đến, như vậy đến lúc đó ngươi trực tiếp sẽ bị một sống một chết bên trong năng lượng xóa bỏ, ngươi bây giờ căn bản là ở làm một ít chuyện không có ý nghĩa, ngươi tại sao không cho mình một cái sảng khoái đâu này? được một sống một chết cho xóa bỏ là không có quá lớn thống khổ. Diệp thần phong không hề trả lời Lương Khang An lời nói, hắn nhưng vẫn là tự mình nhắm mắt lại, trong đầu đang nhanh chóng diễn luyện luyện chế thần vương phá cảnh đan phương pháp. Diệp thần phong cỡ này không mở miệng, nhắm hai mắt tư thái, tại trong mắt tất cả mọi người đều là tự giận mình rồi. Thậm chí triệu tinh đồ đám người cũng là như thế cho rằng rồi, muốn cho một cái ngũ phẩm luyện dược sư cùng bát phẩm luyện dược sư giao đấu luyện chế bát phẩm đan dược, này cùng trực tiếp giết Diệp Thần Phong không có khác biệt. Lương Khang An thấy Diệp Thần Phong bỏ qua ngôn ngữ của hắn, hắn hử lạnh nói, năm ngày thời gian, ta còn chờ nổi, ngươi trong vòng năm ngày này, không cần luyện chế cũng không liên quan, đã không có bất kỳ người nào có thể thay đổi vận mệnh của ngươi rồi, ngươi tốt nhất lại hưởng thụ một chút cuối cùng này năm ngày đi. Tiết Huyền Tình đôi mắt đẹp lo lắng nhìn xem trong kết giới Diệp Thần Phong, nội tâm của nàng muốn đi tin tưởng Diệp Thần Phong, tin tưởng Diệp Thần Phong có thể cuối cùng vượt qua Lương Khang An, nhưng đây cũng có vẻ như vậy không hiện thực. Tại Tiết Huyền Tình nỗi lòng càng ngày càng hốt hoảng thời điểm. Chỉ thấy nhắm mắt lại Diệp Thần Phong, con mắt của hắn đột nhiên mở ra. Bàn tay phải một phen, thanh viêm từ lòng bàn tay của hắn bên trong xuất hiện. Ngón tay búng một cái, thanh viêm bay vào hỏa long đỉnh bên trong, Diệp Thần Phong rốt cục dự định bắt đầu luyện chế ra. chương 2156, Vạch Trần chân thực cấp bậc. Thật đúng là một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử, hắn liền thần vương phá cảnh đan đan phương cũng không có, hắn liền định bắt đầu luyện chế ra. Lẽ nào đem hết thảy linh thảo ném vào lô thuốc bên trong lung tung luyện chế một trận sao? Bằng hắn cái này ngũ phẩm luyện dược sư, tại lương các chủ trước mặt không lật nổi bọt nước đến rồi thiên kiếm tông thiếu tông chủ hoa trường sinh cười lạnh nói hoa lưu khoảng không liếc nhìn con trai của chính mình nói trường sinh thật giống ở trong mắt người hắn cái này ngũ phẩm luyện dược sư không coi vào đâu ta cho ngươi biết bao nhiêu lần có lúc không nên quá mù quáng một mực làm thấp đi người khác hắn liền tay không luyện đan đều có thể làm đến đợi một thời gian hắn hay là tại chế thuốc thượng hội đến một cái độ cao mới hơn nữa hắn vẫn là trận pháp tông sư hoa lưu khoảng không khẽ lắc đầu một cái hắn tiếp tục nói đáng tiếc hắn là mãi mãi cũng trưởng thành không đứng lên rồi nếu như hắn lúc trước nguyện ý lựa chọn quăng dựa vào chúng ta thiên kiếm tông như vậy có chúng ta một phe thế lực che chở luyện dược các tối thiểu không dám tìm như thế một cái lý do gượng gạo động thủ với hắn rồi muốn trách cũng chỉ có thể đủ trách hắn quá tự tin và cuồng vọng người như thế cho dù không chết ở chỗ này cũng sớm muộn cũng sẽ chết tại những nơi khác. Kim gia gia chủ Kim Dương mới cùng Kim biết nhảy. Hai người bọn họ đứng ở hoa lưu đợi không người bên phải một chỗ ngồi thường. Kim Dương mới nhìn Kim biết nhảy, hỏi, biết nhảy, người bây giờ có ý kiến gì sao? Kim biết nhảy hồi đáp, gia chủ, Linh Châu Kim gia cùng Huyền Châu Kim gia đều bởi vì Thanh Nguyệt Tông mà hủy diệt. Chúng ta trước đó cũng không tính toán hiểm khích lúc trước muốn thu phục Diệp Thần Phong rồi, nhưng là hắn lại không có chút nào cảm kích như vậy chúng ta nên yếu có thủ báo thủ rồi chỉ cần diệp thần phong vừa chết như vậy thanh nguyệt tông coi như là từ phía trên huyền thịnh điển bên trong bị loại bỏ rồi chúng ta lập tức có thể đối với thanh nguyệt tông người động thủ trực tiếp trước đem thanh nguyệt tông tông chủ bắt lại chúng ta muốn cho thiên huyền giới những tông môn khác biết chúng ta kim ra cũng không phải là dễ trêu kim dương mới hài lòng gật gật đầu xem ra hắn là tán đồng kim biết nhảy cách nói rồi tại hai người bọn họ trong mắt Diệp Thần Phong lần này đúng là chắc chắn phải chết rồi, căn bản sẽ không có bất kỳ kỳ tích sẽ phát sinh rồi. Đốt ma cốc cùng mộ dung ra chỗ đứng. Bọn hắn nhìn xem một số một chết bên trong, đem thanh viêm bắn ra vào lô thuốc Diệp Thần Phong. Mục Vân Lương cau mày, nói ra, phụ thân, chúng ta có phải không cũng nên phải làm những gì. Lần này cho dù Thần Phong đã bị chết ở tại một số một chết bên trong, chúng ta cũng phải bảo toàn thanh nguyệt tông a hát ta cùng thần phong tính là bằng hữu rồi mộ dung tô mưa cũng nói phụ thân mục bá bá ta cũng đồng ý vân lương chỗ nói diệp thần phong người này cũng không tệ lắm hắn căn bản vô pháp luyện chế ra bát phẩm thần vương phá cảnh đan hắn nhất định sẽ chết ở một số một chết bên trong rồi nhưng thanh nguyệt tông không thể tự tùy ý những tông môn khác diệt trừ mục thành thông cùng mộ dung giang trầm mặc không có mở miệng chỉ chốc lát sau, Mục Thành Thông mới lên tiếng, hai người các ngươi. Các ngươi có biết hay không chết đi thiên tài cũng không phải là thiên tài. Chết đi thiên tài sẽ không có giá trị, ta cũng làm thưởng thức diệp thần phong, ta cũng rất muốn giúp tên tiểu tử này một cái, nhưng là các ngươi thấy rõ bây giờ tình thế sao. Một khi Diệp Thần Phong chết ở một số một chết bên trong, Kim Gia, Tiêu Giao Cung cùng Thiên Kiếm Tông nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng, trận pháp các mặc dù rất giống cùng Diệp Thần Phong quan hệ không tệ, thế nhưng trận pháp các sẽ vì một kẻ đã chết mà liều mạng tử tướng đập sao. Còn có luyện dược các đây rõ ràng là tại nhầm vào Diệp Thần Phong, nói cách khác Diệp Thần Phong chỉ cần vừa chết, luyện dược các cũng sẽ gia nhập vào hủy diệt thanh nguyệt tông trong hàng ngũ. Theo chúng ta hiểu biết đến, tiết ra, tiêu gia cùng thánh ma tông các loại tông môn. Nếu như không có thiên huyền thịnh điển quy tắc ràng buộc, như vậy bọn hắn cũng chắc chắn đối thanh nguyệt tông động thủ đến lúc đó nếu như chúng ta nhúng tay yếu bảo vệ thanh nguyệt tông như vậy những thế lực này e sợ hội liên thủ đối phó chúng ta rồi tiêu giao cùng cùng thiên kiếm tông sẽ bỏ qua cho cái cơ hội tốt này à bọn hắn nói không chắc hội liên hợp những tông môn khác một lần đem hai chúng ta thế lực cho tóm thâu mộ dung giang cũng nói không sai a ah chúng ta cũng phải vì tông môn cùng bên trong gia tộc những người khác suy tính Thấy Mục Thành Thông cùng Mộ Dung Giang Đô nói như vậy, Mục Vân Lương cùng Mộ Dung Tô Mưa chỉ có thể đã trầm mặc. Tôn nhiều năm cùng Giang An Chí bọn họ là vẻ mặt tươi cười, ánh mắt của bọn họ chăm chú nhìn Diệp Thần Phong, bọn hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút không có đan phương Diệp Thần Phong, hắn phải như thế nào luyện chế bát phẩm thần vương phá cảnh đan. Hơn nữa hắn vẫn là một cái ngũ phẩm luyện dược sư. Tại Diệp Thần Phong đem linh thảo bắt đầu một cây lại một cây bắn ra vào lô thuốc bên trong sau. Tôn nhiều năm cười nói, hết thảy đều kết thúc, nhiều nhất tại ba cái hô hấp bên trong, hắn liền biết luyện chế đã thất bại, không có một người đan phương. Phẩm bậc không đủ luyện dược sư, luyện chế bát phẩm đan dược quả thực là buồn cười cực kỳ. La kỳ trắng nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng sán lạn rồi hắn tự nói, tự coi như ngươi chế thuốc trình độ lợi hại hơn ta thì lại làm sao? Tự coi như ngươi vượt qua ta thì lại làm sao? Ngươi còn không phải phải chết ở chỗ này sao? Các loại sau khi ngươi chết, ta la kỳ trắng nhưng vẫn là trung châu trẻ tuổi bên trong chế thuốc đệ nhất nhân. Ngồi ở thính phòng trong ngô lăng hương cùng Giang Thải Huyên. Các nàng đã thời khắc đều chuẩn bị động thủ, các nàng vừa vặn một mực tại tụ tập lá bài tẩy, chỉ cần diệp thần phong luyện chế thất bại, các nàng liền sẽ trước tiên thử đi phá tan một số một chết kết giới, tận lực đem diệp thần phong từ một số một chết bên trong cứu ra. trận pháp các triệu tinh đồ các loại mười vị các chủ, vân quang vinh, tiêu vĩnh chiến, tiết huyền tình, vương hưng hoài, viên khôn cùng cao đức rõ ràng đám người, bọn hắn trong đầu thần kinh toàn bộ căng thẳng lên, bên trong thân thể thật khí thế tại biến mất không một tiếng động tăng lên. những này hoặc nhiều hoặc ít cùng diệp thần phong có quan hệ người. Bọn hắn toàn bộ đều toát ra cùng một ý nghĩ, chỉ cần Diệp Thần Phong luyện chế thất bại, bọn hắn hội đem hết toàn lực đối kết giới triển khai công kích. Thậm chí bọn hắn đã đã nhận định Diệp Thần Phong lập tức muốn đã thất bại. Cho nên nói, một hồi hỗn chiến hay là lập tức phải ở chỗ này xảy ra. Nhưng mà, đang ở một sống một chết trong kết giới Diệp Thần Phong. Hắn đối ở đây những người còn lại từng người ý nghĩ hồn nhiên không biết hắn đã tại trong đầu diễn luyện qua luyện chế thần vương phá cảnh đan phương pháp rồi. Tại đem từng cây linh thảo toàn bộ bắn ra vào lô thuốc bên trong sau. Hắn bắt đầu thận trọng điều khiển thanh viêm rồi. Mặc dù nói không có chân chính luyện chế qua thần vương phá cảnh đan, nhưng thần vương phá cảnh đan dù sao chỉ là phổ thông bát phẩm đan dược, lại tăng thêm diệp thần phong nắm giữ lão bạch ngô phong dỗi rảnh kinh nghiệp, hắn có thể tránh rất nhiều đường vòng, quan trọng nhất là hắn lần này cần thử nghiệm luyện chế tứ văn đan. Theo đem bên trong dược đỉnh linh thảo đốt cháy thành chất lỏng. Diệp Thần Phong bắt đầu dẫn động thiên địa linh khí rồi. Dẫn động thiên địa linh khí số lượng chính là khống chế đan văn nhiều ít. Cũng may, đã coi như là tại trong đầu diễn luyện qua, chỉ cần mỗi một bước đều cẩn thận một chút, sẽ không có bất kỳ sai lầm nào. Mọi người ở đây nhìn xem Diệp Thần Phong khởi điểm không thuần thuộc thủ pháp thẳng đến càng ngày càng thuần thục, bên trong dược đỉnh linh thảo căn bản không có được đốt cháy hủy hoại xu thế. Trái lại theo thời gian trôi đi, có đan hương vị từ bên trong dược đỉnh tung bay đi ra. Diệp thần phong động tác cũng bắt đầu tăng nhanh. Từ bên trong dược đỉnh tung bay ra đan hương vị là càng ngày càng nồng đậm. Sắc trời lần thứ hai tối lại, ngăn trở thái dương trong mây đen ánh chấp lấp lánh, rất rõ ràng là diệp thần phong luyện chế đan dược tại dẫn động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất tại tình cảnh này xuất hiện sau coi như là kẻ ngu si cũng biết diệp thần phong thật sự đang luyện chế bát phẩm thần vương phá cảnh đan hơn nữa lập tức muốn luyện chế thành công rồi tôn nhiều năm cùng lương khang an đám người đã sớm là trợn tròn mắt hoặc là nói tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ đều ngây người như phỗng rồi diệp thần phong thật sự biết luyện chế bát phẩm thần vương phá cảnh đan diệp thần phong cũng không phải ngũ phẩm luyện dược sư mà mà là tám, bát phẩm luyện dược sư. Này, chuyện này quả thật yếu để tất cả mọi người tại chỗ đều đã phát điên, bao quát thiết huyền tình các loại biết Diệp Thần Phong là thất phẩm luyện dược sư người. Bọn hắn cũng là sướng sở chưa hoàn hồn lại, Diệp Thần Phong là lúc nào tấn thăng đến bát phẩm. Lẽ nào luyện dược sư lên cấp chỉ đơn giản như vậy à? Tại Diệp Thần Phong trên người quả thực so với uống ngụm nước còn muốn dễ dàng. La Kỳ Trắng tự cho là đúng nụ cười động lại, hắn nhìn lên bầu trời bên trong ánh chấp lấp lánh, hắn thật có một loại cái gọi là tự tin được dẫm đến phá thành mảnh nhỏ cảm giác, hắn không thể nào tiếp thu được hiện thực này, hắn thật sự không thể nào tiếp thu được hiện thực này, Diệp Thần Phong dĩ nhiên là bát phẩm luyện dược sư. Cùng sư phụ của hắn tôn nhiều năm, cùng luyện dược các các chủ lương khang an tại cùng một cái cấp bậc. Là kỳ trắng cả người sắc mặt tái nhợt một mảnh, lưng hắn dần dần cúi xuống đi, hắn trong con người thần thái trở nên mờ đi, hắn vẫn cho rằng Diệp Thần Phong tại chế thuốc thượng không có thể thắng được hắn, nhưng Diệp Thần Phong không những vượt qua rồi, hơn nữa bây giờ tại chế thuốc thượng, hắn là kỳ trắng tại Diệp Thần Phong trước mặt chính là một cái không hơn không kém thằng hề. chương 2157, sóng lớn minh mông. Âm âm, âm âm, âm âm. Diệp thần phong luyện chế bát phẩm thần vương phá cảnh đan xúc động đồng dạng là tử sắc thiên lôi. Vừa Vạn Lương Khang An dẫn động 18 đạo tử sắc thiên lôi, mà Diệp Thần Phong lại chọn vẹn dẫn động 23 đạo tử sắc thiên lôi. Này 23 đạo mạnh mẽ tử sắc thiên lôi, toàn bộ được một số một chết kết giới cho cản trở lại. Đợi đến tất cả gió êm sóng lặng, sắc trời khôi phục sáng sủa thời điểm, trong kết giới đan hương vị nồng đặc yếu ở trong không khí hóa thành hơi nước rồi. Diệp Thần Phong gợn sóng không khỏi đem Hỏa Long đỉnh bên trong thanh viêm cất đi chỉ thấy tại hỏa long đỉnh bên trong luyện chế được 5 viên thần vương phá cảnh đan, hơn nữa mỗi một viên thuốc thượng từng người đều có bốn cái đan văn, nói cách khác diệp thần phong luyện chế được tứ văn thần vương phá cảnh đan. Trước đó Lương Khang An chỉ luyện chế được 3 viên tam văn thần vương phá cảnh đan mà thôi, bây giờ căn bản không dùng một sống một chết bên trong năng lượng đến phân biệt, cũng cũng có thể biết diệp thần phong vượt qua Lương Khang An, dù sao đan văn số lượng là vừa xem hiểu ngay được rồi năm viên tứ văn thần vương phá cảnh đan ánh vào ở đây tầm mắt mọi người chung chi sau. Sùng sục, sùng sục, sùng sục, hí, hí, hí. Tiếng nuốt nước miếng cùng hít một hơi lãnh khí thanh âm vang vọng ở nam nghiễm tràng bên trong. Vừa nãy tại cảnh tượng kỳ dị trong trời đất bị dẫn động thời điểm, ở đây tất cả mọi người xác thực có thể suy đoán ra Diệp Thần Phong chính là bát phẩm luyện dược sư rồi, có thể coi là Diệp Thần Phong là bát phẩm luyện dược sư, kết cục vẫn là không trong sáng, phải biết Lương Khang An luyện chế ra chính là tam văn thần vương phá cảnh đan, ai biết Diệp Thần Phong không phải là bát phẩm luyện dược sư, lại còn luyện chế được tứ văn đan đến. Đứng ở Diệp Thần Phong đối diện Lương Khang An, mắt hắn trợn lên so với đèn lồng còn lớn hơn, trên trán bạo khởi từng cây từng cây gân xanh, mũi cùng trong miệng hô hấp không tự chủ ngừng lại rồi, cơ thể hơi có phần phát run ánh mắt không nháy một cái nhìn xem hỏa long đỉnh bên trong năm viên tứ văn đan. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt, hắn biết nhìn thấy trước mắt hết thảy đều là sự thực, diệp thần phong thật sự luyện chế được bát phẩm thần vương phá cảnh đan, hơn nữa đan văn số lượng trả đã vượt qua hắn. Lương Khang An môi đều run lên, một sống một chết là không có người có thể để cho nó dừng lại, chỉ có một người trong đó được một sống một chết bên trong năng lượng xóa bỏ sau đó này một sống một chết mới sẽ dừng lại. Đang nhìn đến Diệp Thần Phong luyện chế tứ văn đan sau đó Lương Khang An biết mình là chắc chắn phải chết rồi. Nguyên bản chàng tỷ đấu này dưới cái nhìn của hắn là nhất định sẽ thắng lợi, nhưng ai biết Diệp Thần Phong dĩ nhiên giống như hắn là bát phẩm luyện dược sư. Này chỉ sợ là ở đây bất cứ người nào đều sẽ không nghĩ tới, Diệp Thần Phong tuổi tác mới bao lớn hẳn là sẽ không vượt qua ba, bốn trăm tuổi chứ, còn trẻ như vậy người làm sao có thể sẽ là bát phẩm luyện dược sư. Tại đã từng viễn cổ thời đại đều không có từng sinh ra bực này thiên tài. Ba, bốn trăm tuổi, Diệp Thần Phong mới vừa vặn ba mươi tuổi đây. Tuổi tác của hắn ở đây chỉ có số ít người mới biết. Lương Khang An bây giờ là hối hận rồi, hắn là hoàn toàn hối hận rồi, hắn thân là luyện dược các các chủ. Hắn thân là đường đường bát phẩm luyện dược sư, hắn thân là thiên thần cảnh cường giả, hắn đã trải qua bao nhiêu năm tháng mới đi cho tới bây giờ tầng thứ này. Hắn đương nhiên là không muốn chết. Nhưng này không phải do Lương Khang An rồi. Một sống một chết bên trong năng lượng cảm giác được hai người đều luyện chế đan dược xong xuôi, hai người bọn họ đan dược đồng thời được một nguồn sức mạnh cho nắm đã đến giữa không trung, một đạo vầng sáng xanh lam bao phủ sau. Ầm, uhm, một tiếng Lương Khang An luyện chế thần vương phá cảnh đan trực tiếp biến thành bột phấn, một sống một chết bên trong năng lượng đã phán đoán ra của người nào đan dược dược lực mạnh, diệp thần phong đan dược vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại trôi nổi tại giữa không chung. Đang nhìn đến của mình đan dược hóa thành bột phấn sau đó Lương Khang An là triệt để chó cùng rứt dậu rồi, bên trong thân thể của hắn thật khí thế như núi lửa bình thường bạo phát ra, thân ảnh của hắn muốn hướng diệp thần phong lao đi. Hắn là sắp chết cũng phải kéo một cái chịu tội thay được rồi. Nhưng mà, tại Lương Khang An khí thế trên người vừa vặn đề thăng lúc thức dậy, hành động của hắn năng lực hoàn toàn được trong kết giới năng lượng cho hạn chế trụ rồi, mặc cho hắn dẫy dụa như thế nào, hắn cũng căn bản vô pháp vượt ra bất kỳ cái gì từng bước, Diệp Thần Phong, ta coi như là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Thần Phong nhìn xem giữ tợn rít gào Lương Khang An, hắn lãnh đạm nói, "Lương các chủ, này một sống một chết là ngươi mở ra, từ đầu tới cuối đều là ngươi muốn làm cho ta vào chỗ chết, ngươi không cảm thấy bây giờ nói những câu nói này buồn cười quá sao? Nếu như ta luyện chế đan dược không bằng ngươi, như vậy e sợ hiện tại ngươi đang đắc ý cười nhạo ta đây. Thậm chí đối với ta liền cười nhạo đều khinh thường, đây đều là ngươi tự tìm, cho rằng bát phẩm luyện dược sư liền không dậy nổi sao? Cho rằng bát phẩm luyện dược sư ngươi liền vô địch thiên hạ? Lương Khang An hoàn toàn nghe không vô Diệp Thần Phong lời nói, trong cổ họng hắn chỉ là điên cuồng giết gào, hai mắt của hắn chi trong tràn đầy từng cái từng cái tỉ mỉ tơ máu. Đột nhiên trong lúc đó, Lương Khang An được trong kết giới một đạo ánh sáng màu xanh biếc cho bao phủ lại rồi. Thân ở ánh sáng màu xanh biếc bên trong Lương Khang An. Vẻ mặt của hắn dữ tợn như ma quỷ, trong cổ họng hắn giết gào càng ngày càng mãnh liệt một loại cực hạn thống khổ tràn ngập ở trong giọng nói của hắn. Diệp Thần Phong, người không chết tử tế được, người tuyệt đối không chết tử tế được. Ta sẽ dưới đất chờ ngươi. Không tốn thời gian dài, ngươi liền sẽ đi theo ta. Đối với Lương Khang An lời nói, Diệp Thần Phong chỉ là cười cười một chút, cuối cùng tạo thành cục diện như thế, hoàn toàn là Lương Khang An chính mình gieo gió gặt bão, có thể trách được ai? Tại ánh sáng màu xanh biếc bên trong có một cổ lực lượng cường đại đang điên cuồng chèn ép lương khang an thân thể, hắn ra trên người bắt đầu từng tấc từng tấc nứt ra, máu tươi từ hắn nứt ra trong vết thương không khô chảy mà ra. Sát theo đó, âm, 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 thanh âm không rứt bên tai. Chỉ thấy lương khang an hai cánh tay trước tiên nổ tung thành huyết vụ, tiếp lấy bắp đùi của hắn, thân thể của hắn, thậm chí cuối cùng đầu của hắn toàn bộ tại ánh sáng màu xanh biếc bên trong biến thành huyết vụ lương khang an vị này luyện dược các các chủ hắn cứ như vậy biến mất ở vùng thế giới này trong lúc đó nhàn nhạt mùi máu tanh ở trong không khí chậm rãi khuếch tán ra tại lương khang an được tàn phá sau một sống một chết kết giới nhất thời biến mất rồi luyện dược các lão tổ tôn nhiều năm hắn trong lỗ mũi hô hấp phi thường gấp gáp sắc mặt của hắn được nộ đỏ cho lấp đầy nhưng trong lòng của hắn càng nhiều hơn chính là hãi hùng khiếp vía Hắn tuyệt đối không nghĩ tới như thế một tên tiểu tử, tại chế thuốc thượng dĩ nhiên có thể cùng hắn cấp bậc bằng nhau. Viên Khôn cùng Cao Đức rõ ràng hai vị này phó các chủ, đặc biệt là cùng Diệp Thần Phong trước hết biết Viên Khôn, trước đó coi như là khiến hắn suy nghĩ nát óc, hắn cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Thần Phong dĩ nhiên là bát phẩm luyện dược sư, hơn nữa là có thể luyện chế ra tứ văn đan bát phẩm luyện dược sư, chuyện này quả thật có thể xưng là tiền vô cổ nhân rồi hai người bọn họ chả muốn hảo hảo chậm một chút thần bọn hắn mới có thể triệt để tiếp thu sự thực này nhưng trong lòng bọn họ được cực hẳn kích động cho tràn ngập diệp thần phong còn sống diệp thần phong chính là bát phẩm luyện dược sư này đối với bọn hắn tới nói là một kiện nghỉ sự to lớn dù sao tại luyện dược các bên trong hai người bọn họ không bị tôn nhiều năm chờ thấy có diệp thần phong tên này bát phẩm luyện dược sư sau hai người bọn họ đúng là có thể thoát ly luyện dược các đi theo Diệp Thần Phong đồng thời chế xây một cái thế lực mới cũng có thể được rồi. Nam trên quảng trường tại yên lặng chỉ chốc lát sau. Xung thiên tiếng ẩm ý nhất thời che kín mỗi một tấc không khí. Thính phòng người bên trong càng thêm là tê tâm liệt phế nghị luận, bọn hắn phảng phất muốn dùng âm thanh đến phóng thích trong lòng cực hạn khiếp sợ. Con mắt của ta thật sự không nhìn lầm sao, đây thật sự là trận này chế thuốc sinh tử đấu kết quả đường đường luyện dược các các chủ dĩ nhiên chết rồi, đã thua bởi một người tuổi còn trẻ luyện dược sư. Con mắt của ngươi không có nhìn lầm, ta xem là vùng thế giới này sắp biến thiên rồi, thiên huyền giới có bao lâu không có sinh ra thiên tài như thế tuyệt luân người. Tại vũ lực thượng hay là diệp thần phong không có kiểu như châu bò đến để cho chúng ta điên rồi trình độ, thế nhưng hắn tại trận pháp cùng chế thuốc thượng, quả thực là dường như viễn cổ đại năng bám thân rồi, trẻ tuổi như vậy, trận pháp có thể cùng triệu tinh đồ các loại 10 vị các chủ so sánh, mà chế thuốc lại có thể vượt qua bát phẩm luyện dược sư lương khang an, hắn hào quang có ai có thể che giấu. Diệp thần phong thật sự lần nữa quật khởi, tại loại này rơi vào tình huống ắt phải chết, hắn lần nữa ngoài dự liệu của chúng ta, hắn đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu. Lần này thiên huyền thịnh điển, hắn là duy nhất một cái đặc sắc điểm sáng, về sau có diệp thần phong thi đấu, ta một hồi cũng không có thể vắng chỗ một hồi sóng lớn mênh mông không thể nghi ngờ tại chỉnh mảnh trên quảng trường thổi lên. Diệp Thần Phong bát phẩm luyện dược sư thân phận, hơn nữa là có thể luyện chế tứ văn đan, này đầy đủ làm cho tất cả mọi người đều chố mắt ngoác mồm rồi. Đồng thời, tên Diệp Thần Phong cũng nhất định phải trên trời huyền giới trong dòng sông lịch sử lưu lại nồng nặc một khoản. Chương 2158, lần nữa từ chối. Thay đổi trình tự. Dần dần tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ phục hồi tinh thần lại rồi. Thiên kiếm tông, tiêu giao cung, đốt ma cốc, mộ dung ra cùng kim ra những thế lực này, bọn hắn trong đầu là suy nghĩ ngàn vạn. Tiết huyền tình cùng triệu tinh đồ đám người kích động sắc mặt đỏ lên, không nói lời nào có thể tới hình dung, bọn hắn tâm tình của giờ khắc này rồi. Cùng tiết huyền tình bọn hắn đứng chung một chỗ vương hưng hoài, hắn ngoại trừ khiếp sợ không gì sánh nổi ở ngoài, hắn lần nữa bắt đầu hoài nghi đến cùng Diệp Thần Phong có thể hay không thật sự hội luyện khí. Dù sao Diệp Thần Phong đã là trận pháp tông sư cùng bát phẩm luyện dược sư rồi, nếu như hắn vẫn là luyện khí sư lời nói, như vậy e sợ tất cả mọi người muốn điên rồi. Trận pháp các phòng khách quý bên trong. Dù Thạch Thanh cùng đoạn đông nói lần lượt đã trầm mặc, tuy rằng Diệp Thần Phong không phải phù sư, thế nhưng bát phẩm luyện dược sư tuyệt đối là kiểu như châu bò tồn tại, liền ngay cả chỉ quan tâm mặt nạ màu đen người cố hình nhi, miệng của nàng cũng vi vi mở ra, ánh mắt của nàng là không nháy một cái nhìn xem nơi so tài bên trong Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong bây giờ tại trận pháp cùng chế thuốc thượng trình độ, có thể nói là đến thiên huyền giới đứng đầu tầng thứ. Thính phòng bên trong ngô lăng hương cùng Giang Thải Huyên, hai người bọn họ bên trong thân thể tụ tập lá bài tẩy chậm rãi tản đi rồi. Các nàng trong con ngươi xinh đẹp là nồng nạc hóa không ra thán phục, các nàng biết Diệp Thần Phong cốt linh, tại tuổi tác như vậy là có thể đến bát phẩm luyện dược sư, nói không chắc không tới 100 tuổi là có thể bước vào trí tôn luyện dược sư. Này viễn cổ thời đại có ai có thể làm được, coi như là một ngàn năm bước vào trí tôn luyện dược sư người cũng không có, chứ nói chi là 100 tuổi trở xuống liền bước vào trí tôn luyện dược sư hàng ngũ. Dưới khăn che mặt, Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên bên trong đôi mắt đẹp hào quang càng thêm mê người rồi, hồi tưởng lại lúc trước nhiều lần được Diệp Thần Phong chiếm đi tiện nghi. Hai người bọn họ thiên tri kiêu nữ, chưa từng có vừa ý qua bất kỳ nam nhân nào, vào đúng lúc này, trong lòng các nàng không hẹn mà cùng toát ra một cái ý nghĩ, nếu để cho Diệp Thần Phong thành vì nam nhân của các nàng, các nàng dĩ nhiên không có bất kỳ một điểm phản cảm rồi. Giang Thải Huyên thấp giọng nói, Ngô Lăng Hương, chỉ cần ngươi đem Diệp Thần Phong nhường cho ta, như vậy ta có thể đáp ứng ngươi một điều kiện, hoặc là ta có thể để gia tộc cho các người rất lớn một bút bồi thường, khoản này bồi thường sẽ để cho ngươi đầy đủ hài lòng. Ngô Lăng Hương lạnh như băng nói, Giang Thải Huyên, ngươi cho là ta sẽ đồng ý sao? Các ngươi Giang gia thiếu hụt chính là luyện dược sư, gia hỏa này tương lai nhất định là muốn trở thành trí tôn luyện dược sư người. Bây giờ liền ngay cả chúng ta ngô gia đều không có trí tôn luyện dược sư tồn tại, người vẫn là thiếu phí nước miếng, đến lúc đó chúng ta bằng bản lãnh của mình, tại giang thải huyên cùng ngô lang hương lần nữa muốn tranh cướp diệp thần phong thời điểm nơi so tài bên trong tôn nhiều năm phổi đều muốn nổ tung rồi nhưng hắn một mực trả không cách nào bộc phát ra trước đó hoàn toàn là lương khang an chủ động khiêu chiến diệp thần phong bây giờ lương khang an chết rồi hắn căn bản vô pháp đem trách nhiệm giao cho diệp thần phong nếu như hắn lại tùy ý làm bậy đi xuống như vậy chỉ sợ hắn sẽ biến thành một chuyện cười dù sao Diệp Thần Phong cũng là đường đường bát phẩm luyện dược sư rồi. Thiên Kiếm Tông tông chủ Hoa Lưu Khoảng Không, hắn đối với Diệp Thần Phong nói ra, vị tiểu hữu này, ta Thiên Kiếm Tông cửa lớn vì ngươi mở rộng, không biết tiểu hữu ngươi có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta Thiên Kiếm Tông. Ta có thể cam đoan chúng ta Thiên Kiếm Tông hội hoa to lớn tài nguyên bồi dưỡng ngươi, về phần lần này Thiên Huyền Thịnh Điển, ngươi tham gia hay không tham gia đều giống nhau rồi. Bát phẩm luyện dược sư không thể so với ngũ phẩm luyện dược sư rồi, huống hồ diệp thần phong vẫn là trận pháp tông sư. Lần trước là hoa trường sinh đi mời chào diệp thần phong, lần này hoa lưu khoảng không tự mình mở miệng, xem ra hắn đối diệp thần phong cực kỳ cảm thấy hứng thú. Không riêng gì thiên kiếm tông, liền ngay cả kim gia, tiêu giao cung, đốt ma cốc cùng mộ dung gia tộc, bọn hắn cũng một lần nữa muốn muốn mời chào diệp thần phong rồi. Tiêu giao cung lão tổ la thiên giang, hắn nói ra, Diệp Thần Phong, trước đó giữa chúng ta không vui, ta có thể toàn bộ không cùng người so đo, ta cũng không cần lời xin lỗi của ngươi rồi, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta tiêu giao cung, như vậy từ đây ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Kim gia gia chủ Kim Dương mới cũng không chút do dự nói ra, Diệp Thần Phong, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ cân nhắc gia nhập chúng ta Kim gia xem ra diệp thần phong bát phẩm thân phận của luyện dược sư vạch trần sau đó tiêu giao cung bọn hắn lại muốn một lần nữa thả xuống lúc trước ân hoán liền ở đốt ma cốc cùng ngộ dung gia tộc cũng phải mở miệng thời điểm diệp thần phong nói ra để cho ta gia nhập các ngươi trong tông môn này e sợ không có ở bề ngoài đơn giản như vậy chứ ta nghĩ cho dù ta đáp ứng gia nhập các ngươi trong đó một cái tông môn các ngươi cần phải cũng hội lợi dụng một loại nào đó biện pháp khống chế lại ta nếu như các ngươi ở nơi này lấy võ đạo chi tâm phát thể, các ngươi sẽ không dùng bất luận là thủ đoạn gì khống chế ta. như vậy ta đúng là có thể cân nhắc gia nhập các ngươi trong đó một cái tông môn lấy võ đạo chi tâm phát thể. cái kia là có thể ảnh hưởng đến tâm tính, là thiên giang đám người toàn bộ trầm mặc lại. diệp thần phong suy đoán không sai, một khi diệp thần phong gia nhập thế lực của bọn họ trong, bọn hắn nhất định sẽ trước đem diệp thần phong khống chế lại ít nhất phải thanh diệp thần phong tính mạng nắm giữ ở trong tay bọn họ, bọn hắn đương nhiên sẽ không lấy võ đạo chi tâm phát thể rồi. Liền ngay cả đốt ma cốc cùng mộ dung ra người, bọn hắn cũng không có mở miệng, bọn hắn mời chào diệp thần phong tiến vào thế lực của mình bên trong, khẳng định cũng sẽ trình độ nhất định hạn chế diệp thần phong để phòng bất chắc. Thấy không có người lại mở miệng rồi, Diệp Thần Phong tiếp tục nói, xem ra là được ta nói chúng rồi, vậy ta còn tiếp tục tham gia thiên huyền thịnh điển đi, ta nghĩ các ngươi thân là đỉnh cấp thế lực, các ngươi là sẽ không trái với thiên huyền thịnh biển quy tắc chứ. Là thiên giang bọn hắn hận không thể một cái tát trực tiếp đập chết diệp thần phong, nhưng tại chàng có nhiều như thế người tu luyện, bọn hắn những này chính đạo người lại là ra vẻ đạo mạo, bọn hắn đương nhiên không thể ở nơi này trực tiếp đối diệp thần phong động thủ. Hoa lưu khoảng không nói ra, chuyện ngày hôm nay đã tạo thành không nhỏ chấn động, nguyên bản ngày mai cùng hậu thiên chính là luyện khí sư cùng phù sư trận chung kết rồi, ta hiện tại cho là nên yếu thay đổi một ít so tài trình tự, trước tiến hành một hồi thiên huyền thịnh điển trận chung kết, xác định suốt cuối cùng hai tên tiến vào chung kết quyết tái đối chiến người sau, lại tiến hành luyện khí sư cùng phù sư trận chung kết. Các loại luyện khí sư cùng phù sư trận chung kết sau khi kết thúc, chúng ta đang tiến hành một vòng cuối cùng hai người đối chiến chung kết quyết tái, không biết các vị ý như thế nào. La Thiên Giang lập tức hồi đáp, ta đồng ý cái này cải biến, tứ sư tranh bá luyện khí sư cùng phù sư trận chung kết có thể sau này chuyển một ngày, tiên tiến thiên huyền thịnh biển trận chung kết, đem tiến vào chung kết quyết tái hai người cho xác định được. Kim Dương mới cũng lập tức nói ra, chúng ta Kim Gia cũng đồng ý, ngày mai là có thể tiến hành thiên huyền thịnh biển trận chung kết sàng lọc rồi. Đốt ma cốc cùng mộ dung gia tông chủ, bọn hắn cuối cùng cũng chỉ có thể đủ đồng ý sự biến hóa này, trong lòng bọn họ cũng có chút tức giận, Diệp Thần Phong không gia nhập thế lực của bọn họ bên trong. Tại đây ngũ đại thế lực xác định cải biến thi đấu trình tự sau, Diệp Thần Phong trong lòng là liên tục cười lạnh, hắn làm sao có thể không hiểu đây là có những người này yếu không kịp chờ đợi giết chết hắn, liền ngay cả chờ thêm hai ngày cũng không làm được rồi. Ngày mai sẽ bắt đầu thiên huyền thịnh điển trận chung kết, như vậy Diệp Thần Phong nhất định phải cùng ngũ đại công tử bên trong người đối chiến, nếu như gặp phải tiêu giao cung, thiên kiếm tông cùng kim ra thiên tài, chỉ sợ bọn họ sẽ trực tiếp đối với hắn hạ sát thủ. Những kia một mực tại quan tâm nơi này tiết ra nhóm thế lực, bọn hắn khi nghe đến Diệp Thần Phong lần nữa từ chối tất cả thế lực lớn lôi kéo, khi nghe đến thiên huyền thịnh biển trận chung kết sớm sau đó bọn họ là mừng rỡ, bọn hắn biết như quả không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy ngày mai sẽ là Diệp Thần Phong tử kỳ rồi. Cho dù Diệp Thần Phong là bát phẩm luyện dược sư cũng không dùng, thực lực của hắn chỉ có hóa thần cảnh mà thôi. Lửa giận trong lòng ngập trời tôn nhiều năm, hắn rốt cuộc cũng chỉ hoãn thở ra một hơi, hắn biết tại đây chút đại tông môn xem ra, không thể được chính mình sử dụng thiên tài, như vậy cũng không cần phải tồn tại ở trên thế giới này rồi. Tại tuyên bố thi đấu trình tự làm ra một ít thay đổi sau. Kim ra các loại tông môn người bắt đầu rời khỏi, Là Thiên Giang vỗ vỗ La Kỳ Trắng vai, nói ra Kỳ Trắng, chúng ta cũng đi thôi thấy la kỳ trắng nhưng vẫn là đờ đẫn đứng tại chỗ la thiên giang hơi nhướng mày nói người vẫn tính là chúng ta tiêu giao cung thiếu chủ sao nhìn nhìn người dáng vẻ hiện tại người không phải là chế thuốc thượng thua sao thế giới này là cường giả vi tôn chế thuốc các loại chỉ là phụ trợ mà thôi ngày mai sẽ là thiên huyền thịnh biển trận chung kết người tại trận chung kết thượng tướng hắn cho nghiền ép đây mới là người bây giờ hẳn là yếu suy tính khi nghe đến la thiên giang lời nói sau là kỳ bạch quả nhưng tỉnh táo lại, trên mặt hắn trắng xanh tiêu tán, ánh mắt của hắn độc ác nhìn chầm chầm Diệp Thần Phong, hắn quát lên, ngươi chờ, nếu như ngày mai ngươi gặp gỡ ta, như vậy ta sẽ làm cho ngươi biết rằng, giữa ngươi và ta tại về mặt thực lực chênh lệch. chương 2159, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Khí linh thành, thiên thuận oxen hao phân bộ. Diệp Thần Phong bọn hắn tụ tập ở bên trong phòng tiếp khách tại kim gia nhóm thế lực từng người rời đi nam nghiễm chàng sau đó diệp thần phong bọn hắn liền cũng lập tức rời khỏi luyện khí các phó các chủ vương hưng hoài hắn không có đi theo diệp thần phong đi tới nơi này chỉ là tại tách ra trước đó hắn căn dặn diệp thần phong bất luận gặp phải chuyện gì đều có thể đi tìm hắn vương hưng hoài từ đầu tới cuối đều không có mở mở miệng hỏi diệp thần phong đến cùng phải hay không luyện khí sư này làm cho diệp thần phong trong lòng cũng khá là cảm động Vương Hưng Hoài ba lần bốn lượt đều đến đứng hắn bên này đến, trong lòng hắn đối Vương Hưng Hoài cũng rất kính trọng toàn chức tiên sư. Tiết huyền Tình, Vân Quang Vinh cùng Triệu Tinh Đồ chờ cùng Diệp Thần Phong quan hệ mật thiết người, ánh mắt của bọn họ toàn bộ tập trung vào Diệp Thần Phong trên người, bọn hắn vẫn không có từ vừa nãy luyện dược sư trận chung kết, cùng với chế thuốc sinh tử đấu sự tình bên trong phục hồi tinh thần lại đây. Ngồi trên ghế dựa Diệp Thần Phong, trong tay hắn nâng một con chén trà, từ từ nhiệt khí từ trong ly bốc lên. Diệp thần phong ngón tay cái tại chén trà khẩu trượt đi, lông mày của hắn chăm chú nhăn lại với nhau, hẳn là đang suy tư cái gì. Chỉ chốc lát sau, tiết huyền tình trước tiên mở miệng, ngươi là lúc nào tấn thăng đến bát phẩm luyện dược sư. Người tại sao không có đối với chúng ta nhắc lên. Đem để chén trà trong tay xuống sau, Diệp thần phong hồi đáp, các ngươi cũng không phải là không có hỏi ta chăng ta cũng là do vận may run rủi mới đột phá đến bát phẩm luyện dược sư. Vân Quang Vinh ha ha cười to nói, Diệp Lão Đệ, lúc này tên của ngươi nhưng là chân chân chính chính vang vọng toàn bộ thiên huyền giới rồi, e sợ lấy hậu thiên huyền giới mỗi một góc, không ai không biết Diệp Thần Phong cái tên này rồi. Tiêu Vĩnh Chiến kích động gật đầu nói, bát phẩm luyện dược sư A-Hát. Bây giờ Lương Khang An đã bị chết, ở chính giữa châu chỉ có Diệp huynh đệ ngươi và Tôn nhiều năm là bát phẩm luyện dược sư rồi, Lương Khang An trả thật sự cho rằng Diệp huynh đệ ngươi là quả hồng mềm rồi, hắn hoàn toàn là tự làm tự chịu. Triệu Tinh đồ cùng lệnh tả long các loại phó các chủ, tâm tình của bọn họ cũng là khá là hưng phấn. Diệp thần phong chính là là bọn hắn trận pháp các các chủ, bọn hắn các chủ chính là bát phẩm luyện dược sư, này đối với bọn hắn tới nói đương nhiên là một cái chuyện tốt to lớn. Tại Triều Tinh Đồ muốn mở miệng thời điểm, Diệp Thần Phong giành nói, "Lần này ta không có lựa chọn gia nhập bất luận cái nào tông môn, e sợ tiêu giao cung bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp làm cho ta vào chỗ chết." Cục diện bây giờ đối với chúng ta mà nói, chính là gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa, trước đó ta đã để cho các ngươi đem môn hạ người chuyển đến Thiên Nguyên cổ thành đi rồi, xem ra động tác của các ngươi trả nhất định muốn tăng nhanh." Lạnh Tả Long ngưng lông mày nói, "Các chủ sự tình không sẽ bết bát như vậy a à. Tối thiểu tiêu giao cung bọn hắn không dám ở thiên huyền thịnh điển trong trận đấu ra tay với ngươi. Diệp thần phong cười lạnh nói, bọn hắn những này lấy chính đạo chi sĩ tự xưng người, bọn hắn chó cùng rứt dậu lên, bọn hắn chả sẽ để ý thiên huyền thịnh điển quy tắc sao. Nếu như ta trên trời huyền thịnh điển bên trong giết môn hạ của bọn họ thiên tài, các người nói bọn hắn có thể hay không trực tiếp động thủ với ta. Triệu tinh đồ nói ra, các chủ, Ngươi chắc chắn chiến thắng Trung Châu Ngũ Đại công tử?" Diệp Thần Phong nói, tối thiểu ta sẽ không chết ở trên tay bọn họ, liền coi như bọn họ trên trời Huyền Thịnh Điển bên trong không động thủ với ta, như vậy đợi được Thịnh Điển kết thúc đâu này. Một khi Thiên Huyền Thịnh Điển kết thúc, chúng ta lập tức lợi dụng truyền tống trận trước tiên rời đi khí linh thành, nhưng này rời đi khí linh thành cũng là yêu cầu một chút thời gian, vạn nhất trong khoảng thời gian này bọn hắn đối với chúng ta động thủ, bằng vào chúng ta bên này thực lực e sợ rất khó ngăn cản. Diệp thần phong chân mày nhíu càng ngày càng gấp, càng ngày càng gấp rồi. Đột nhiên trong lúc đó, hắn nhân lại lông mày hoàn toàn lỏng ra, hắn nói ra, bây giờ ta bát phẩm thân phận của luyện dược sư, đã tại thiên huyền giới công khai. Như vậy đúng là có thể hảo hảo lợi dụng thân phận này, bây giờ tại khí linh trong thành có bao nhiêu mạnh mẽ tán tu. Thực lực tối thiểu tại thiên thần cảnh lạnh tả long hồi đáp các chủ bởi vì thiên huyền thịnh biển nguyên nhân cho nên lần này tại khí linh trong thành có rất nhiều mạnh mẽ tán tu đến lẽ nào các chủ ngươi muốn lôi kéo những tán tu này sao này e sợ làm khó khăn tiêu giao cung bọn hắn trong tông môn cũng không chỉ một tên thần vương cảnh lão tổ những tán tu này sẽ không dễ dàng đi đắc tội tiêu giao cung các loại tông môn diệp thần phong cười nói những tông môn này thần vương cảnh lão tổ không phải hầu như đều không tới sao chỉ có La Thiên Giang ở nơi này, ta cũng không phải yếu chân chính lôi kéo những tán tu kia, chỉ cần những tán tu kia có thể cam đoan chúng ta tại khí linh trong thành an toàn là được rồi. Lại nói chúng ta có ngày huyền thịnh điển quy tắc lấy tư cách mượn cớ, những tán tu kia tại thời khắc nguy cấp đứng ra thay chúng ta nói chuyện, bọn hắn cũng đứng được ở một chữ lý rồi. Đương nhiên ngon ngọt hay là muốn cho bọn họ, các người lập tức đi máy truyền tin linh thành bên trong những tán tu kia dị thế chi tử vi chỉ cần bọn hắn nguyện ý tại thích đương thời điểm, đứng ở chúng ta bên này. Để cho chúng ta an toàn rời đi khí linh thành, chỉ cần ta diệp thần phong bất tử. Về sau bọn hắn yêu cầu luyện chế bất kỳ đan dược có thể tới tìm ta. Chuyện đến nước này, bọn hắn hẳn là có thể đoán được, chỉ cần ta diệp thần phong có thể tiếp tục tiếp tục trưởng thành, tương lai tấn thăng đến trí tôn luyện dược sư cũng không phải là không có khả năng, đây đối với những tán tu kia tới nói chính là một cuộc đánh cá, liền nhìn bọn họ có nguyện ý hay không tham dự vào. Chúng ta không cần bọn hắn vì ta liều mạng chiến đấu, chỉ cần tại tiêu giao cung bọn hắn không tuân thủ quy tắc thời điểm, bọn hắn đứng ra nói mấy lời công đạo, đến mang động còn lại tông môn cảm xúc, để tiêu giao cung bọn hắn không dám tùy ý làm bậy là được rồi, chỉ cần chúng ta an toàn rời đi khí linh thành, như vậy này cọc giao dịch coi như là hoàn thành. Khi nghe đến Diệp Thần Phong nghĩ tới chủ ý sau, Vân Quang Vinh nói ra, Diệp lão đệ, này ngược lại là một cái biện pháp không tệ, đối với người tu luyện tới nói tăng cao thực lực là trọng yếu nhất, những tán tu kia có tài nguyên vốn lại ít, hơn nữa tôn nhiều năm vị này bát phẩm luyện dược sư, hắn không phải là tùy tiện liền giúp người luyện chế đan dược. Diệp lão đệ người đối với bọn hắn nói đến, hay là một cái đem đến tăng cao thực lực hy vọng, ta xem có rất nhiều tán tu đều sẽ đánh cược một lần, dù sao chúng ta không là muốn để cho bọn họ thật cùng tiêu giao cung nhóm thế lực là địch chúng ta chỉ cần bọn hắn công đạo đứng ra mà thôi, chờ chúng ta rời đi khí linh thành sau, tự rốt cuộc cùng bọn họ không hề có một chút quan hệ. Triệu tinh đồ lập tức nói ra, các chủ, vậy ta lập tức đi liên hệ khí linh trong thành thiên thần cảnh cùng thần vương cảnh tán tu, tranh thủ vào hôm nay đem tất cả tán tu đều liên lạc với. Tại triệu tinh đồ bọn hắn muốn rời khỏi phòng tiếp khách đi máy truyền tin linh thành bên trong mạnh mẽ tán tu lúc. Viên khôn, Cao Đức Minh Hòa viên giai được thiên thuận auction hao nhân viên cho lĩnh tiến vào phòng tiếp khách bên trong. Viên khôn cùng Cao Đức rõ ràng trước đó là theo chân tôn nhiều năm đi trở về một chuyến, dù sao bọn hắn bây giờ còn là luyện dược các người. Tại nhìn thấy Diệp Thần Phong sau đó viên khôn cùng Cao Đức rõ ràng một mặt hưng phấn xuất hiện tại trước mặt hắn. Viên khôn cười khổ nói, Thần Phong, ngươi nhưng là giấu giếm rất tốt a à hát. Ngươi chế thuốc trình độ cần phải so với ta cùng lão cao đều mạnh a hát. Hại cho chúng ta lo lắng như vậy ngươi. Cao Đức rõ ràng cũng cười nói, đúng vậy, ta cùng lão viên trước đó nhưng là vì ngươi lo lắng để phòng. Diệp Thần Phong mang theo ấy náy nói rồi vài câu, Viên Khôn cùng Cao Đức rõ ràng cũng không phải thật sinh khí, hai người bọn họ liền cười ha hả cùng Diệp Thần Phong Hàn Huyên. Viên Khôn tiếp tục nói, Thần Phong, ta cùng lão cao tại luyện dược các bên trong Hoàn toàn đã trở thành tôn nhiều năm cái đinh trong mắt rồi, trước đó chúng ta một mực tại muốn phải như thế nào thoát ly luyện dược các, bây giờ người bát phẩm thân phận của luyện dược sư được vạch trần, này ngược lại là cho chúng ta một cái rất tốt thời cơ. Ta cùng lão Cao dự định bí mật lui ra luyện dược các, chúng ta còn dự định tại luyện dược các bên trong mang đi một nhóm luyện dược sư, trùng tân tổ xây một cái chế thuốc thế lực, mà thần phong ngươi không thể nghi ngờ là cái này trùng kiến thế lực hoàn toàn xứng đáng các chủ. Ngươi không cần cự tuyệt, ngươi chính là bát phẩm luyện dược sư, cái này trùng tân tổ kiến thế lực, nhất định muốn có một tên bát phẩm luyện dược sư chấn giữ, đây là ta cùng lão cao nhất trí cho rằng. Cao Đức rõ ràng gật đầu nói, lão viên nói rất đúng, nếu không phải thần phong ngươi mở ra bát phẩm thân phận của luyện dược sư, chúng ta cũng sẽ không như thế nhanh quyết định. Thần phong, người bây giờ tình cảnh, người nhất định muốn có thế lực của mình, mà chúng ta luyện dược sư giao thiệp rất rộng, chúng ta chả có thể vì ngươi mời chào một ít cường giả lại đây. Thấy viên khôn cùng Cao Đức nói rõ như thế chân thành, Diệp Thần Phong nói, viên lão, Cao lão, các chủ sự tình chúng ta sau này hãy nói, các người dĩ nhiên đã có quyết định, như vậy chúng ta trước đêm này mới chế thuốc thế lực xây dựng, các loại thành lập xong rồi, chúng ta đang suy nghĩ những chuyện khác. Các người cũng đem có thể mang đi luyện dược sư, trước tiên bí mật chuyển đến thiên nguyên cổ thành đi thôi lấy hậu thiên huyền cổ thành chính là của chúng ta căn cứ rồi. Viên khôn không chút do dự đồng ý, được, cái kia cứ làm như thế, có thần phong ngươi gật đầu sau đó chúng ta bây giờ liền lập tức đi liên hệ một ít có thể đi theo chúng ta luyện dược sư. chương 2160, theo dự liệu quyết đấu. Vào đêm, tại kết thúc bên trong phòng tiếp khách trò chuyện sau, tất cả mọi người bắt đầu trở nên trở nên bận rộn đương nhiên diệp thần phong là một cái ngoại lệ hắn chỉ cần chuẩn bị ngày mai thiên huyền thịnh biển trận chung kết là được rồi ngồi xếp bằng ở bên trong phòng diệp thần phong ngoài phòng sắc trời đen như mực tình cờ có tiếng côn trùng kêu tại ban đêm yên tĩnh vang lên nguyên bản nhắm mắt lại diệp thần phong hắn đột nhiên đem con mắt cho mở ra hắn nói ra nếu đến rồi như vậy liền đi vào ngồi một chút đi kẹt kẹt một tiếng cửa gỗ của căn phòng bị đẩy ra một trắng một đen hai bóng người đi vào, hai người này chính là Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên. Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên giờ khắc này không dùng khăn che mặt che mặt, các nàng trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, các nàng không nghĩ tới Diệp Thần Phong lại có thể phát hiện khí tức của các nàng. Giang Thải Huyên lắc eo đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh ngồi xuống, người mềm nhẹ vuốt vuốt trên trán sợi tóc, nói ra, không nghĩ tới tiểu ca lợi hại như vậy tại trận pháp cùng chế thuốc thượng cũng có thể đến loại tình trạng này. Quan trọng nhất là ngươi bây giờ mới khoảng 30 tuổi, ở lại Trung Châu chẳng khác gì là mai một thiên phú của ngươi. Thế nào, có muốn hay không cùng tỷ tỷ ta rời đi nơi này? Tỷ tỷ ta gia tộc vị trí, hoàn toàn không phải nơi này có thể so sánh được, đến lúc đó ta sẽ để gia tộc toàn lực bồi dưỡng ngươi, cho ngươi tại trong thời gian nhanh nhất trở thành trí tôn luyện dược sư, đương nhiên tỷ tỷ ta sẽ không để cho gia tộc lợi dụng hung tàn thủ đoạn khống chế ngươi, chỉ cần tiểu ca ngươi nguyện ý, tương lai nói không chắc tỷ tỷ đều sẽ là người của ngươi. Ngô Lăng Hương trực tiếp ngồi ở Diệp Thần Phong một bên khác, nàng nói nói, gia tộc các nàng bên trong chỉ có luyện khí sư, mà chúng ta ngô gia mới thật sự là sinh ra luyện dược sư gia tộc, gia nhập chúng ta ngô gia, người mới có thể tại tốc độ nhanh nhất tấn thăng đến trí tôn luyện dược sư. Luôn luôn là lành lạnh ngô Lăng Hương, người cắn môi một cái. Gò má vi vi ửng hồng, người do dự một chút sau đó người vẫn là nói, người có thể gả cho ngươi. Ta cũng có thể gả cho ngươi, ta từ đến còn không có vừa ý qua bất kỳ người đàn ông nào. Nếu như tương lai giữa chúng ta thật sự có cảm tình, như vậy ta có thể làm vợ của ngươi. Nghe đến bây giờ Diệp Thần Phong cuối cùng là rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hai nữ nhân này là tới mời chào hắn thật là của hắn muốn đi hướng về lão bạch cùng lão hắc gia tộc vị trí, nhưng khẳng định không phải hiện tại. Bây giờ ở chính giữa châu có rất nhiều tông môn đều bị hắn cho dính líu vào, hắn không thể hiện tại đi thẳng một mạch. Ban đầu ở huyền châu tiên nguyệt lâu bên trong, Diệp Thần Phong gặp lão bạch hậu nhân nguyệt tiên tử, này nguyệt tiên tử đã sớm đi hướng gia tộc của mình rồi, hẳn là không tốn thời gian dài, lão bạch gia tộc bên trong người liền sẽ tìm đã tới. Diệp Thần Phong từ hai nữ chính giữa đứng dậy, nói ra, hai vị tỷ tỷ, các ngươi đêm khuya đến thăm chính là vì chuyện này. Chí ít hiện nay ta sẽ không rời đi Trung Châu. Giang Thải Huyên thu liếm mấy phần nụ cười, nói, ngươi tại trận pháp cùng chế thuốc thượng đích thật là thiên tài tuyệt luân, chiến lực của ngươi cũng cực kỳ không sai, nhưng là thực lực của ngươi chỉ có hóa thần cảnh, mà cái kia cái gọi là Trung Châu ngũ đại công tử, thực lực của bọn họ đều tại linh thần cảnh bốn tầng bên trên, Ngươi xác định ngươi có thể dùng thực lực hôm nay chiến thắng bọn hắn sao? Ngươi cùng cấp bậc của bọn hắn cách biệt nhiều lắm, đây không phải chiến lực mạnh mẽ nhưng để bù đắp được rồi. Ngô Lăng Hương ngược lại cũng đúng là đồng ý Giang Thải Huyên lời nói, người điểm này nói không sai, chiến lực của ngươi cường đại hơn nữa cũng là có một cái cực hạn. Tham gia Thiên Huyền Thịnh Biển đối với ngươi mà nói đã không phải là rất trọng yếu rồi, đi ra tộc chúng ta vị trí, nơi đó có chính là trời mới cùng ngươi luận bàn hơn nữa người am hiểu nhất địa phương chính là trận pháp cùng chế thuốc. Tiểu tử, xem ra ta giang ra tiểu nha đầu này, đối với người bắt đầu cảm thấy hứng thú, đây là một cái điểm tốt ha à hát. Nếu để cho các nàng biết người chính là trí tôn thập truyền, người vẫn là bát phẩm luyện khí sư cùng ngũ phẩm phù sư, e sợ nha đầu này hội càng thêm đối với người mê muội Lão hắc giang vận thiên hí hành hạ thanh âm tại diệp thần phong trong đầu vang lên. Lão Bạch Ngô phong dỗi rảnh cũng lập tức nói ra, "Tiểu gia hỏa, ta Ngô gia nha đầu này vừa nhìn chính là tính tình lạnh lẽo, người có thể nói suốt vừa vặn kia phen làm ngươi lời của vợ, vậy thì chứng minh rồi người đối với ngươi không ghét, thậm chí còn có hảo cảm, trước đó chúng ta liền đề nghị cho ngươi đem hai nha đầu này đều thu rồi." Chính là chỗ béo bở không cho người ngoài, người tên tiểu tử này huyết mạch khẳng định phi thường mạnh mẽ, chống trơn là nhìn thấy ngươi đã sinh ra mấy đứa trẻ liền biết rồi nếu như huyết mạch của ngươi lại tăng thêm chúng ta ngô ra hoặc là giang ra gia huyết mạch, sinh ra được hài tử nhất định sẽ cực kỳ cường hãn. Diệp thần phong đối với lão hắc cùng lão bạch chào hàng, hắn là không nhúc nhích, hắn không nhìn thẳng này hai lão, hắn đối với ngô lăng hương cùng giang thải huyên, nói ra, hai vị, nếu như các người muốn nói chính là cái này chút, như vậy các người có thể mời về rồi, tối thiểu ta trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không rời đi Trung Châu. Diệp thần phong thái độ kiên quyết. Giang Thải Huyên cùng Ngô Lăng Hương thật muốn trực tiếp thanh diệp thần phong mang đi, nhưng cuối cùng các nàng vẫn là chế trụ trong lòng cái ý niệm này. Giang Thải Huyên hừ lạnh nói, tiểu hỗn đản, tỷ tỷ đều muốn tốt cho ngươi, ngươi chả không cảm kích rồi, ta ngược lại muốn xem xem ngươi tại thiên huyền thịnh điển bên trong sẽ có loại nào biểu hiện. Đến lúc đó tỷ tỷ ta hội đến một mỹ nữ cứu cầu hùng, tới lúc đó, ngươi liền tất cần phải cùng tỷ tỷ ta đi rồi. Ngô Lăng Hương cao mày, nói tính mạng của hắn ta sẽ cứu căn bản không yêu cầu ngươi động thủ ngô lăng hương có muốn hay không chúng ta trước tiên tỉ thí một phen ta nhớ được lần trước chúng ta giao thủ vẫn là ở trước đây thật lâu đây này chứ lẽ nào đã cho ta biết sợ ngươi sao ngươi sẽ không là đối thủ của ta ngô lăng hương cùng giang thải huyên một bên cãi vã một bên rời khỏi diệp thần phong căn phòng rất nhanh thân ảnh của các nàng liền biến mất ở trong bóng đêm đối với cái này diệp thần phong chỉ là cười khổ lắc lắc đầu cả đêm thời gian vội vã trôi qua lần này ngày thái dương từ mặt đông dần dần bay lên thời điểm toàn bộ khí linh trong thành sớm đã là tiếng người huyên náo rồi đã trải qua ngày hôm qua diệp thần phong vạch trần bát phẩm thân phận của luyện dược sư sau tất cả mọi người đang chờ mong hôm nay trận này thiên huyền thịnh điển trận chung kết dù sao diệp thần phong cũng là thiên huyền thịnh điển người dự thi khí linh thành nam trên quảng trường một lần nữa xây dựng lên một cái giao đấu dùng to lớn võ đài. Hết thảy người dự thi toàn bộ đứng ở trên võ đài. Triệu tinh đồ cùng tiết huyền tình đám người không có tiến vào phòng khách quý bên trong rồi, bọn hắn tại dưới lôi đài tìm một cái trống không địa phương ngồi xuống quan sát. Tuy rằng Vân Ngọc Đường cùng Lăng Vô Song cũng thông qua được đấu vòng loại, theo lý tới nói là có thể tham gia trận chung kết, thế nhưng Diệp Thần Phong để cho bọn họ buông tha cho, bọn hắn cùng Diệp Thần Phong đi tương đối gần, hơn nữa thực lực của bọn họ căn bản vô pháp cùng Trung Châu Ngũ Đại Công Tử so sánh, một khi tại trong trận chung kết gặp phải kim biết nhảy đám người, chỉ sợ bọn họ là chắc chắn phải chết. Cho nên lần này tham gia trận chung kết người chỉ có Diệp Thần Phong cùng Trung Châu Ngũ Đại Công Tử, vừa vặn là 6 người. Tiêu Giao Cung, Đốt Ma Cốc, Thiên Kiếm Tông, Mộ Dung Gia cùng Kim Gia Tông Chủ, bọn hắn đều đứng ở trước lôi đài. Tại võ đài bên trái có một cái dương, tại trong dương để đó có khắc 1, 2, 3, 4, 5, 6 lệnh bài. Mỗi một vị người dự thi đều phải lấy ra một viên lệnh bài. Trong đó đánh vào một cùng hai người dự thi trận đầu quyết đấu. Đánh vào ba cùng bốn người dự thi trận thứ hai quyết đấu. Đánh vào năm cùng sáu người dự thi trận tỉ thí thứ ba. Dùng này đến trước tiên đào thải ra khỏi ba tên người dự thi. La Kỳ Trắng cái thứ nhất đưa tay tiến vào bên trong lấy ra lệnh bài rồi, hắn tại đem lệnh bài rút sau khi đi ra, hắn đem lệnh bài dơ lên thật cao rồi, chỉ thấy lệnh bài trên có khác một cái hai chữ. Tiếp lấy kim biết nhảy, mục phân lương, mộ dung tô mưa cùng hoa trường sinh cũng rút lấy. Kim biết nhảy đánh vào chính là ba chữ lệnh bài. Mộ dung tô mưa đánh vào chính là bốn chữ lệnh bài. Mục vân lương đánh vào chính là sáu chữ lệnh bài. Hoa trường sinh là đánh vào năm chữ lệnh bài. Chỉ kém Diệp Thần Phong một người không có lấy ra lệnh bài rồi, tiêu giao cung tông chủ La Tha Phương, nói, ngươi liền không dùng rút lấy chữ. Hiện tại chỉ còn dư lại cuối cùng một khối nhất chữ lệnh bài chưa từng xuất hiện rồi. Diệp Thần Phong đã sớm dự liệu được là cái kết quả này, trong cái hộp này khả năng căn bản cũng không có một chữ lệnh bài, tất cả những thứ này đều là tiêu giao cung bọn hắn trước đó chuẩn bị xong mà đốt ma cốc cùng mộ dung ra bọn hắn thái độ đối với Diệp Thần Phong tuy rằng chả khá hơn một chút, thế nhưng Diệp Thần Phong dù sao không phải là bọn hắn trong thế lực người. Hơn nữa Diệp Thần Phong cố ý tham gia thiên huyền thịnh điển, cuối cùng Tổng sẽ gặp phải kim biết nhảy đám người, cho nên bọn hắn sẽ không có đi để ý tới tiêu giao cung đám người ra tay rồi. Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai, hắn nhìn xem La Tha Phương, nói ra các ngươi liền khẳng định như vậy ta sẽ chết tại La Kỳ Tay không thường trước đó các ngươi cho là ta tại chế thuốc thượng sẽ thua bởi la kỳ trắng, nhưng kết quả đây. Các ngươi như thế trăm phương ngàn kế, quay đầu lại cũng không nên tự thực ác quả rồi. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 108